Dừ. Ấy cái màu xanh này, em bóc cái màu xanh này thề đẹp cực luôn mọi người ạ. Xanh đẹp lắm này. Xanh kiểu xanh ngọc ấy. Xanh ngọc đẹp lắm luôn ấy. Không ai coi like thì buồn nha. Hàng đẹp thế này là không ai coi là buồn lắm nha. Trời ơi. Thật là muốn xịn. Hello. Này. Xanh đẹp xỉu luôn ấy. Ủa, cái xanh này nó gọi là xanh min đó mọi người. Xanh này gọi là xanh min, đẹp lắm. Hay gọi là xanh gì nhỉ? Xanh gì, xanh min còn gì? Ôi. Thật là muốn xẻo. Hôm nay vừa nhận được áo G5 quá đẹp luôn chị Linh ơi, đúng rồi con G5 đấy chị bán đúng một livestream là mất hình luôn em. Áo đấy thật sự không đẹp, chảo áo gì đẹp, nói chung là toàn chất len đỉnh thôi mà lại giá toàn là. Em nhận được hàng rồi, đẹp nhất cái nách. Cảm ơn Hưng Dương rất là nhiều này, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Bật livestream lên đã có khách khen rồi này, được chưa? Rồi thả tim, thả like, chia sẻ livestream và đẩy view lên giúp em ít nhất là bao nhiêu ạ? 2.500 người coi nhá. Đây cái túi này em đăng ảnh lên mà trời ơi nhiều người comment kinh khủng quá mọi người. Nhiều người comment lắm luôn đó mọi người. Trời ơi thấy em chưa à? Thấy em chưa? Thấy em chưa? Chấm bài và chia sẻ livestream giúp em nào. Chấm nhiều lên mọi người, thả tim nhiều lên, thả like và chia sẻ like nhiều lên, rất là nhiều hàng hot cho mọi người luôn. Nói chung là không xem livestream của em là chỉ có tiếc thôi. Nay em nhận được quần gập gấu, áo gì đỉnh lắm, cảm ơn em rất là nhiều. Áo gì mà chị còn chưa kịp đọc comment của em. Nay em mới nhận được áo giữ nhiệt, áo N2 với bộ xích đẹp nhức nách luôn ý. Cảm ơn Mai Bảo Ngọc rất là nhiều, cảm ơn mọi người nhé. Vừa bật livestream lên phát đã bao nhiêu người vào khen rồi, cảm ơn mọi người nhiều 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 lắm ạ. Được chưa? Mọi người ơi, thấy em chưa nào? Cái quần thần thánh này mọi người có nhớ nó không? Đây em đeo vào cái túi mới về đây này. Cái áo này tặng đầu livestream luôn. Trời ơi, cái áo này hot girl, mọi người đang biết bán bao nhiêu không? Hot girl đang bán là nay nhận được bốt nhà Linh rồi, đẹp nhất cái nách luôn. Nay nhận được bốt nhà Linh rồi, đẹp nhất cái nách. Bà ơi, bà comment lại hộ tôi cái để tôi ghim cái bình luận của bà cái nào. Nay nhận được bốt nhà Linh rồi, đẹp nhất cái nách luôn. Nay nhận được đơn nhà chị Linh ưng lắm luôn. Cảm ơn em rất là nhiều, em cảm ơn mọi người nhé. Nay trên em lạnh mặc bộ tay kẻ, gió phải khóc thép chị ạ. À. Cảm ơn Hoàng Tú Anh này. Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Đẩy view lên cho em ít nhất là 2.500 người để em bắt đầu chuẩn bị bán hàng nhá các chị ơi. Còn bốt không? Dạ bốt nhà em thì hết sạch rồi. Và hôm nay nhà em cũng đóng order rồi các chị ơi. Đóng order đợt 1 rồi ạ. À. Bây giờ hôm nay là dừng đóng order đợt 1 rồi. Em nói dừng là em dừng mà. Cho nên là mọi người, bây giờ hiện tại ngày hôm nay em sẽ không nhận đơn bốt nha các chị nha. Thì ngay bởi vì bây giờ đơn order bốt lên đến 1.000+ đôi rồi, cho nên là em phải dừng cái đã. Và em đặt Trung Quốc chuyến 1, sau đó khoảng tầm một thời gian nữa em sẽ tiếp tục nhận order chuyến 2 nha các chị nhá. Em ơi siêu tốn kém với chị Linh đấy. Lúc nãy bật livestream lên phát là có người khen bốt đẹp là em đã thấy sướng lắm rồi ấy. Mọi người ạ, à, mọi người thấy em chưa nào? Thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em nào. Đây, đăng cái gì ạ? Đăng cái ảnh túi sách mà trời ơi khách hỏi kinh khủng luôn. Đẩy view lên ít nhất 2.500 người coi em bắt đầu bán hàng bốt đẹp xịn sò luôn. Đáng đồng tiền bắt gạo nhé. Bốt đẹp xịn sò luôn, đáng đồng tiền bắt gạo nhé. Chiêu chiêu đấy, một khách nữa comment. Từ nãy đến giờ là hai khách rồi, có nghĩa những khách này chắc chắn là ở Hà Nội cho nên là ngày hôm qua đã nhận được hàng rồi. Còn khách ở tỉnh thì em nghĩ là chưa nhận được đâu. Em nhận được hàng nhà mình rồi ạ. Chất đẹp lắm, bộ nỉ chất đẹp. Cảm ơn em rất là nhiều, mọi người thấy chưa? Đấy, túi đẹp chưa? Túi này em nói luôn này, bốt đẹp xịn sò lắm luôn, đáng đồng tiền bắt gạo này, ghim cái bình luận của bà này vào phát này. Nhưng mà mỗi tội là hôm nay em đóng order bốt mất rồi mọi người nhá. Hôm nay em đóng order bốt rồi, nên là hôm nay em không nhận đâu. Mua 600k quần áo không làm em thất vọng, cảm ơn em nhá. 2.000 người coi em Linh bắt đầu tặng tiền. Nay vừa nhận được hàng quần gập gấu và áo kẻ xanh chất siêu đẹp mà hàng siêu rẻ, cả ship có 311k cả set. Mặc tôn dáng cực kỳ luôn, đáng đồng tiền bắt gạo mãi yêu. Cảm ơn Điệp Nguyễn rất là nhiều này. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm nha, nhiều 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 được chưa? Chị có thể đọc được bình luận của em không á? Có thấy mà, em thấy tất cả mọi người được chưa nào? Rồi mọi người, áo cúc siêu nặng tay, cảm ơn Mỹ Nhung này. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Nhìn thấy túi nhà em chưa? Túi này trên thị trường không bao giờ có chuyện dưới 300.000 đó, cái đấy là điều chắc chắn. Lần này nhận hàng nhà chị Linh nhanh hơn dự kiến luôn, cảm ơn em rất là nhiều nha. Chị hủy kết bạn với em Linh, nhé toàn hàng, toàn thả bà gon mổ rẻ. Rồi, trời ơi, đầu like mọi người toàn vào khen hàng thôi, sướng gì đâu á. Tốn tiền với bà này lắm rồi, 2.000 người bắt đầu tặng tiền và bắt đầu bán hàng nha mọi người ơi. Nhìn giúp em cái túi này, túi này em sẽ gọi là túi CK anh nhá. Túi CK nhá. Chị đừng bán đồ đẹp rẻ nữa, em thích lắm. Đây này mọi người nhìn giúp em cái túi CK nhà em, nó là hàng đẳng cấp luôn. Dạ, bốt hôm nay dừng nhận đơn bốt rồi các chị ơi. Tối nay, ngày mai là, tức là cái đơn mọi người biết không, cái đơn tối ngày hôm trước á là nhà em còn chưa chốt xong. Mọi người biết tối hôm đó em bán được bao nhiêu đôi bốt không? Hơn 800 đôi bốt.
Và bây giờ nhà em còn chưa chốt xong, cho nên là tối nay tạm dừng không nhận nữa, để em nhận xong cái đơn cũ đã, để ngày mai em gửi số lượng cho nhà máy đã. Sau đó khoảng tầm 4-5 ngày nữa thì em mới biết được tiếp tục nhận order đợt 2 nhá các chị nhá. Mọi người nhá, đồ nào của chị Linh cũng rẻ hơn so với thị nhà, so với nhà khác. Hôm nọ hỏi nỉ cúc chỗ khác 250k, các chị thấy chưa? Nhìn cái túi CK nhà em có đẳng cấp không? 2.000 người coi, tặng luôn cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng, được chưa? Mọi người nhìn cái túi nhà em này, không có từ gì mà nói luôn á, thật sự là không có từ gì mà nói luôn á. Mọi người nhìn giúp em này, đây mọi người nhìn hộ em này, đằng trong này, nhìn hàng này, đó, có túi này, có một cái túi đựng cho mọi người luôn, thấy chưa? Em ơi xịn vãi luôn á, có một cái túi đựng hàng hãng này, tiếp theo này là bill này, rồi kèm ta, kèm bill tang này. Ui, nói chung là không biết nói làm sao luôn đó mọi người. Mua nhà chị vài triệu tuần quần áo đấy, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Boss thì hôm nay không dừng nhận order mọi người ơi, phải vài ngày nữa em mới nhận lại nhá. Nên là hôm nay mọi người đừng đặt boss nữa, em không nhận đơn đâu. Em đã nói là hôm cái tối ngày hôm trước em bảo là ai cần đặt thì đặt đi, chứ không là đến lúc em không nhận nữa đâu, là mọi người tranh thủ đi. Em không phải chém gió, em nói thật. Bởi vì là khi mà em phải dừng xong em tổng kết rồi em mới báo số lượng cho nhà máy được. Chứ bây giờ mà em cứ nhận của mọi người dây dưa ra thì biết đến bao giờ mới xong số lượng để mà gửi cho nhà máy. Chết mất với bà này, mua nhiều chồng sắp đuổi khỏi nhà rồi. Áo này tặng luôn đầu livestream với giá 9x, mua đâu bằng tiền cho hoàn thắng lại áo này này, được chưa nào? Áo này sẽ gọi là gì anh ơi? Áo này sẽ gọi cho em là gì đấy? Ôi rẻ kinh khủng, chất len hàng Quảng Châu. Hot girl đang bán mấy trăm nghìn. Nên em nhận áo len vạt chéo và quần bò gập gấu, không tin được chưa đến 300k mà được một set đồ đẹp xuất sắc như vậy. Cảm ơn Oanh Phạm rất là nhiều. Trời ơi sao mà hôm nay mọi người yêu thương em quá nhiều vậy ạ? 2.000 người coi em tặng luôn cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất là bao nhiêu ạ? Là 200.000 đồng. Lên tiếp 2.400 người xem em tặng tiếp thêm 200.000 đồng nữa. Lên tiếp 2.700 người xem. À anh ơi, ngày mai công bố mini game giúp em nhanh Khánh ơi. Ngày mai bên em sẽ công bố mini game nha các chị nha. Rồi, cái này sẽ gọi là gì anh ơi? Áo này sẽ gọi là gì anh ơi? Len gì đấy? Len xinh được không? Có len xinh chưa? Len xinh nhá. Được không? Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại. Đỉnh chưa các chị, nhìn em mặc cái set đồ này trời ơi, nhìn nó ngon chưa ạ? Len xanh kèm màu kèm số điện thoại, thề có đúng 498 chiếc, không có nhiều hơn. 498 hay 497 áo này thôi, có tất cả là 3 màu. Len xanh kèm màu và kèm số điện thoại. Em đang mặc với quần bò này, quần bò đã từng bán 1 vạn chiếc và bây giờ bán lại. Áo này hot girl toàn bán 3XX. Em nhờ chờ chị Linh bán để mua. Nay nhận được cả triệu tiền đồ nhà chị mà cái gì cũng ưng, cũng đẹp, còn xuất sắc nữa. Thôi bây giờ mà em đọc phản hồi các chị chắc em không có thời gian bán hàng luôn mất. Nên là túi này mình sẽ comment là gì? Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại. Túi CK em có màu này sẽ là màu nâu. Anh bóc gấp của em hai cái màu này cái. Mất thời gian em chưa bóc được. Túi CK màu này cho em sẽ là màu xanh. Túi CK này em có tất cả là 4 màu và em chỉ có sẵn 190 túi thôi. Và 5 ngày nữa hàng mới về tiếp nha mọi người nha. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị nghe giá luôn này. Hiện tại chỉ có sẵn ở đây là 190 chiếc thôi. Ai comment trước thì được trước, ai comment sau tiếp tục chờ hàng về. Mọi người nghe kỹ nhá. Em bao giá thị trường cho các chị, được chưa? Túi CK mọi người nhìn hàng này, nhìn hàng nhà em này, được chưa? Bóc tiếp này. Nói chung là chê xấu thì hoàn hàng lại, không phải nói nhiều luôn, không phải nói nhiều luôn. Em bán hàng em tự tin em mới bán. Các chị để ý là em Linh không bán quá nhiều mã túi đúng không? Nhưng mã nào mà em đã bán là chắc chắn chất lượng. Các chị nhìn em đang cầm ở đây cái màu kem này, đỉnh cao luôn. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại, em có tất cả là 4 màu. Màu em đang cầm sẽ là màu gì ạ? Màu này là màu trắng hay màu kem thì đúng hơn anh? Màu này sẽ tính là trắng hay là kem? Kem. Màu này sẽ là kem, màu này sẽ là xanh ngọc, xanh này khẽ, xanh này đẹp kinh khủng, màu này sẽ là nâu và màu cuối cùng sẽ là đen nhá. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại nha mọi người, đây em cầm cho. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại, màu cuối cùng sẽ là màu đen. Ảnh đấy là ảnh thật 100% nha các chị nha, được chưa nào? Chia sẻ livestream giúp em thề là em chỉ có đúng 190 túi, 2.400 người xem, em tặng tiếp cho người chia sẻ livestream này nhiều thứ hai 200.000 đồng nữa. Lên tiếp 2.700 người xem, em tặng tiếp cho người chia sẻ livestream nhiều thứ ba 200.000 đồng nữa, được chưa? Chia sẻ nhiều lên giúp em có tiếp với các chị cái gì đâu. Một cái túi CK mọi người nhìn giúp em này. Hàng này ngoài hãng chắc chắn là triệu mấy, không phải nói nhiều rồi. Và nhận hàng nhé em, các chị hãy kiểm tra hàng trước khi nhận. 200 bao nhiêu ạ? Nghe giá luôn ạ. 200 bao nhiêu ạ? 200 siêu rẻ luôn, em thề là siêu rẻ luôn. 200 bao nhiêu ạ? 254.000 đồng một túi. 254.000 đồng một túi, kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nói thật nhá. Em mặc cái set đồ này xong em đeo cái túi này nó sang vô cùng là sang luôn này. Để em đeo cho các chị một cái màu nâu này. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại này, trời ơi nhìn nó xinh, sáng ra đi làm này, sáng thứ hai đi làm này, mặc một set đồ như này trời ơi đồng nghiệp lại khen, ủa sao giờ này mày xinh mày ngon thế đúng không? Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại, màu em đang đeo sẽ là màu nâu. Màu tiếp theo là một cái màu rất là xinh và lạ luôn, đó là màu xanh ngọc. Màu tiếp theo nữa gọi cho em là túi CK màu đen. Và màu cuối cùng cho em sẽ là túi CK màu kem. Cái này nó là trắng kem nha mọi người, cái này nó là trắng kem. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại. Đẩy view lên cho em nào, đẩy lên cho em 3.000 người coi thì em tặng luôn 800.000 đồng, được chưa? 200,
54.000 đồng, 254.000 đồng và được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền, được chưa? Em các chị không phải lăn tăn luôn, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Túi CK hết hàng luôn các chị ơi. 190 cái hết hàng luôn. Trời ơi, đơn nhảy gọi là điên loạn luôn mọi người ơi. Đơn nhảy gọi là điên loạn thôi, hết hàng nha. Và 5 ngày nữa thì hàng túi này mới về tiếp, tức là nhà máy thì đến bây giờ là đã báo giả hàng rồi. Nhưng mà làm sao ạ? Nhưng mà bây giờ còn tình hình là biên biết như thế nào là chưa biết được các mọi người. Áo em đang mặc sẽ gọi là áo xinh anh nhá. Áo xinh kèm màu và kèm số điện thoại, bao giá thị trường luôn. Áo này hot girl đang bán là 3XX, áo này hot girl đang bán là 3XX. Chất len hàng Quảng Châu, nếu phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, em hoàn các chị 100 lần giá trị cái áo này. Áo xinh hay là len xinh? Áo xinh hay là len xinh đây? Len xinh nhá. Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại, chia sẻ nhiều lên giúp em ạ. Len xinh màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Len xinh màu này cho em sẽ là màu kem. Và len xinh màu này cho em sẽ là màu đen. Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại, mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại 97.000 đồng một áo. 97.000 đồng một áo, mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại. Nhấn mạnh lại một lần nữa, 97.000. Thề chỉ có đúng 490 mấy con thôi, số lượng hàng về chỉ có từng đó thôi. Ai comment trước thì được trước, còn hàng này còn mỏi nhưng mới về cơ mọi người nha. Ghi giúp em mã này sẽ là len xinh kèm màu và kèm số điện thoại nha. Len xinh kèm màu kèm số, quần quần em đang mặc. Bản thân em đã bán hơn 1 vạn quần rồi. Và bây giờ về hàng tiếp mọi người ơi, bây giờ mới về hàng tiếp mọi người, nhìn giúp em này. Quần này em bán hơn 1 vạn chiếc, chưa một người nào chê luôn. Ôi len xinh K60 đẹp xỉu, chất mềm dã man, em cảm ơn chị rất là nhiều. Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại, em có len xinh màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Em có len xinh màu này cho em sẽ là màu kem. Và em có len xinh màu này cho em sẽ là màu đen. Nói chung là em khuyên tất cả các chị ở đây này. Chị Thúy Linh ơi lên số đi ạ, rất là nhiều đơn rồi. Em khuyên tất cả các chị ở đây này, nên lấy luôn 3 chiếc hàng đến kiểm hàng. Bởi vì một cái áo này 97.000, không ai bán được cho các chị ở trên cái đất Việt Nam này luôn. Kể cả là shop, kể cả là live stream, kể cả là trên tất cả các nền tảng bán hàng luôn, không ai bán cho các chị áo này được dưới 150.000, chứ đừng nói là bán 97.000. Cú pháp màu em đang mặc sẽ là len xinh sữa, màu này cho em sẽ là len xinh kem, và màu này cho em sẽ là len xinh đen, 97.000 đồng. Ui quá trời đơn rồi mọi người ơi, kinh khủng khiếp đơn. Còn quần này vẫn là quần đẹp nha, quần này vẫn sẽ là quần đẹp. Quần đẹp này hôm trước em bán là 178.000 anh nhỉ, 177 hay 178. Hôm nay hoan hỉ bán cho các chị luôn 173.000 đồng, bao giá thị trường. 173.000 đồng, hàng như thế này mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại. Hàng bò giãn cao cấp, hàng này hot girl toàn bán là trên 300 thôi. Trời ơi sao tụt view của em mà mọi người. Lại tụt view vào lúc đấy là 2.500, bây giờ xuống 2.300. Đẩy view lên cho em, nhiều người xem lên, đẩy lên 2.600, 2.700 nha mọi người. Hôm trước mua đồ bộ bên chị ship về chỗ làm, các chị chỗ làm thi nhau nhờ đặt hộ, cảm ơn em rất là nhiều nhá, được chưa? Len xinh và quần em đang mặc sẽ là quần đẹp. Quần này em dám đứng đây và tự tin nói rằng là em bán, à đợt ý em bảo là 5.000 chứ không phải 1 vạn. Quần này là đấy em bán hơn 5.000 quần rồi các chị ơi. Hơn 5.000 quần, 1 vạn là quần Q44, em nhớ nhầm. Quần này là em bán hơn 5.000 chiếc rồi các chị ơi. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Size to nhất thoải mái cho các chị đến 64kg đổ về mặc được 173.000. Nhìn size giúp em 49 cân em mặc sẽ thoải mái. Từ 50 đến 56, 57 mặc giúp em size M. Và từ 57 đến tầm 63, 64 mặc giúp em size L. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Hoặc nếu không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chút size. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 173.000. Còn áo này sẽ là gì ạ? Len xinh. Len xinh có mấy màu chị? Len xinh có tất cả là 3 màu em ơi. Len xinh này hot girl đang bán hơn 300. Còn nếu như người bình thường không phải hot girl, em nói luôn rẻ nhất nhá. Rẻ nhất cũng phải là 149.000. Đấy là những cái người là siêu rẻ rồi. Còn em bán cho các chị là 97.000 đồng và được kiểm hàng. Nói chung là mọi người thấy em bán rẻ hơn thị trường rất nhiều thì các chị sẽ lăn tăn gọi là chắc chắn là hàng con này chỉ có hàng loại 2, loại 3 thì em nói rồi. Nó là hàng loại mấy không quan trọng, mà quan trọng khi các chị nhận hàng. Các chị ơi, các chị toàn không lên số này. Chị Ngọc Trọng Trần đặt hàng không lên số, rất nhiều chị cứ comment mỗi len xinh thôi chứ không comment số điện thoại. Em nói này, các chị không comment số điện thoại các chị sẽ không bao giờ có đơn đâu ạ. Nghe kỹ giúp em nhá. Len xinh màu này cho em sẽ là màu sữa, len xinh màu này cho em sẽ là màu kem, và len xinh màu này cho em sẽ là màu đen. Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại 97.000 đồng. Em chỉ có bao nhiêu? Em chỉ có 498 con thôi. Chị nào comment trước thì được trước, chị nào comment sau hết hàng thì thôi, bởi vì bây giờ hàng về lâu lắm mọi người ấy. Hàng tàu bây giờ không có mà bán cơ. Quần em đang mặc sẽ là gì? Quần em đang mặc sẽ là quần đẹp. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 173.000. Em đảm bảo cả thị trường này không ai bán quần này về giá này luôn. Chắc chắn luôn là tề toàn 280 với cả 320 thôi. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, mọi người nhìn này, mặc nhìn ngon nghẻ cho, nhìn từ đằng sau này trời ơi, đóng thùng với cái áo này nó hợp một cách khủng khiếp luôn. Len xinh kèm giấy, kèm màu và kèm số điện thoại. Quần này sẽ là quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì để lại size, không biết size
gì để lại cân nặng, nhưng mà chốt sai. Còn túi em đang đeo gọi là túi CK, trời hot dã man. Em đăng ảnh lên gần 50 người comment, các chị gần 50 chị comment. Túi này ghi giúp em là túi CK nâu. Màu này cho em sẽ là túi CK đen. Bốn màu nhá, túi em nay nhận bốt đẹp lắm, chị đặt luôn thêm. Rồi em chụp cái comment của chị và trời ơi, nay nhận bốt đẹp lắm chị. Đây này, em đọc comment lại cho mọi người. À, chị đặt luôn thêm đôi nữa đi, nó mềm. Trời ơi, em cảm ơn chị Trần Hằng rất là nhiều. Mọi người thấy chưa, bao nhiêu khách comment bốt, khen bốt rồi đó. Nhưng mà tối nay em không nhận order bốt đâu. Tối nay em tạm thời đang dừng đó. Nhà em đang đóng order rồi, phải mấy ngày nay em mới nhận order tiếp nha các chị nha. Em nhận được váy điệu nỉ gấu chất quá xịn, không tốn, không uổng công chờ đợi giao hàng. Cảm ơn Hồng Thủy rất là nhiều, cảm ơn em nha. Mọi người nhìn giúp em này, túi CK màu em đang cầm ở đây sẽ là màu đen, và túi CK màu bên phải em đang cầm đó là màu nâu. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại 200 bao nhiêu ạ? 254.000 đồng, bao giá hàng, full bốc, full hộp, full túi hãng luôn mọi người ơi. Full cái túi hãng như này luôn này, full túi như này này mọi người, có thể bên trong cái túi đó là có đựng một cái túi này nữa mọi người ơi, nó xịn vô cùng là xịn luôn á. Nhận đồ nhà Linh lần nào cũng siêu siêu đẹp. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Cái kiểu em bán này sẽ là gì ạ? Túi CK đen và túi CK nâu. Quần này sẽ là quần đẹp, quần áo này sẽ là len xinh. Túi CK thì em có tất cả là 4 màu nha mọi người nhá. Nhưng mà ở ngoài đẹp xuất sắc không từ gì để chê luôn. Trời ơi, chụp cái comment. Quần ở ngoài đẹp xuất sắc không từ gì để chê. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và màu này cho em sẽ là túi CK kem. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại. Em nói luôn này, em thề là em chỉ có sẵn 190 túi thôi. Bởi vì em gọi thử thôi. Để sau đấy em ok thì em lại gọi tiếp, thì em đặt rồi thì chắc là tầm khoảng 5 ngày nữa là hàng sẽ về thôi mọi người ơi. Tầm 5 ngày nữa là hàng sẽ về thôi nha. Ghi giúp em mã này sẽ là trời ơi, không còn từ gì để diễn tả. Gì đấy? Mình xin lỗi shop không để ý đã đóng order nhưng mình đã chuyển khoản 2 đôi rồi. Ok, nếu như chị lỡ chuyển khoản rồi thì chị cứ comment ở đây rồi mai bên em sẽ check cho chị nhá chị nhá. Ghi giúp em mã này sẽ là túi C, không phải đâu chị ơi. Chị chuyển khoản rồi chị chờ, tức là có nghĩa là like này em không nhận đơn, nhưng mà những like trước đó từ trước khi thời điểm em bật livestream này đổ về trước mà các chị đã chuyển khoản rồi là bên em vẫn nhận đơn. Nhưng like này em không nhận đơn nữa, mà phải tầm 4 ngày nữa em mới nhận được order thứ hai. Các chị nhìn giúp em này, túi CK trời ơi màu kem, túi CK màu gì màu xanh ngọc, túi CK màu gì màu nâu, và túi CK màu gì màu đen. Túi CK kèm màu kèm màu và kèm số điện thoại 254.000. Nói chung túi sách nhà em Linh thì các chị biết đẳng cấp à. Từ cái túi sách, từ cái ba lô, từ cái bốt, từ cái sục, từ cái giày đều gọi là biết, mọi người biết chất lượng rồi đúng không ạ? Hàng vớ vẩn linh tinh không bao giờ em bán, kể cả mời em cũng không bán. Các chị cứ yên tâm là như thế. Và hàng này của em đều là hàng Quảng Châu hoa cấp. Em nói thật đấy, những cái hàng mà bây giờ em đang bán, ví dụ sục và túi sách, chỉ có duy nhất cái sục NY em đang bán là hàng Việt Nam là 98.000. Còn tất cả những cái khác đều là hàng Quảng Châu, mà hàng Quảng Châu này còn là Quảng Châu hãng xịn cơ. Nhà các chị, ghi em mã này sẽ là túi CK xanh, màu này sẽ là túi CK kem, màu này cho em sẽ là túi CK nâu, và màu bên này cho em sẽ là túi CK đen. Em bóc cho các chị xem cái túi nó xịn như nào nhá. Này nhìn cái phần da này, mọi người thấy chưa? Em đã nói rồi, các chị mua hàng nhé em, mấy cái gì mấy cái này là các chị nghiện luôn, các chị nghiện em luôn. Em bóc cái giấy ra cho các chị coi này. Đây các chị nhìn giúp em này. Đó. Mọi người thấy không? Trong một cái này còn một cái túi đựng hãng như thế này nữa cơ. U là trời, mọi người thấy không ạ? Xịn xò chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Túi CK kèm gì ạ? Này, một cái bill nữa này. Kèm thêm một cái bill nữa này. Trời ơi, muốn xỉu luôn đó mọi người. 254.000. Áo đang mặc bao nhiêu? Dạ từ từ chị ơi, áo đang mặc chắc là hết hàng rồi. Thôi em qua mẫu tiếp theo nhá. Live trước bên em gọi hết rồi, chỉ còn cái live bốt tối hôm trước là chưa gọi thôi. Mình nhận áo nỉ cúc với chân váy tàu đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thanh Tâm rất là nhiều. Quần em đang mặc sẽ là quần đẹp, áo em đang mặc sẽ là len xinh, quần em đang mặc sẽ là quần đẹp, và túi em đang đeo sẽ là gì ạ? Túi CK. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại. Quần này ghi giúp em là gì ạ? Quần đẹp. Quần đẹp nhất, quần này nó là quần bó, em nói thật này. Em đi chân đất các chị cũng đủ mê rồi, bởi vì cái quần này nó form rất là đẹp. Nên là dù đi chân đất hay là đi giày hay là đi sục thì vẫn cứ là ok, các chị thấy chưa? Quần này riêng chất này ngoài thị trường không trên 300.000, em đi đầu xuống đất luôn. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là quần đẹp kèm size 3 SML, từ 40 đến 64 cân đổ về mặc được. Còn áo đang mặc sẽ là len xinh. Trời ơi, view hôm nay không lên nổi được 2.500-3.000 luôn, là mọi người cố gắng chia sẻ nhiều lên giúp em. Em nhận váy điệu với chân váy CV10 với áo giữ nhiệt hộp rồi, đẹp lắm, mỗi tội chờ đơn lâu. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Rồi em qua mẫu ở đây nhá. Em qua mẫu ở đây nhá. Mọi người ơi, từ từ để em uống ngụm nước đã. Sục em đang đi hiện tại vẫn chưa về chị ơi. Xong anh đổ bớt đi, xong anh pha thêm nước nguội vào đi. Đổ đi xong pha thêm nước nguội đi, khát quá rồi. Được chưa? Áo pha bao nhiêu? Ok. Em đọc lại bảng màu len xinh một lần nữa này. Len xinh màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Len xinh màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Màu này cho em sẽ là màu kem. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Và màu này cho em sẽ là màu gì ạ? Màu đen. Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ?
97.000 đồng. Em bảo rồi, em bao giá thị trường cho các chị luôn, 97.000 đồng. Quần em đang mặc bình thường em bán là 177 đợt trước á, bây giờ đợt này sau em bỏ mẫu được một thời gian rồi, bây giờ em lại bán lại. Và đợt này em bán cho các chị là 173.000. Còn đợt trước em bán là 100 bao nhiêu? Đợt trước em bán là 177.000 đúng không ạ? 177 và 178 á. Bây giờ em bán này sẽ là lensing sữa, màu này sẽ là lensing kem, và màu này sẽ là lensing gì? Lensing đen. Lensing kèm màu và kèm số điện thoại, em qua mẫu luôn nhá. Em qua mẫu luôn nhà ở đây nhá các chị ơi. Túi mấy màu Linh? Túi em có tất cả là 4 màu chị ơi. Trời ơi, quá đẹp luôn. Mới nhận đơn một củ nhà chị Linh, đợi nửa tháng mới có hàng mà nhận xong ưng xỉu. Đúng là không bỏ cái công chờ đúng không em ơi? Ai nói giúp tôi sẽ ngừng xem bài ý được không? Chết mất thôi. Khi em bán này sẽ lên xinh và quần này sẽ là gì? Quần này sẽ là quần đẹp. Em qua mẫu ở đây nhá, hết sạch hàng ạ. Hết sạch len xinh nha các chị ơi. Hàng tầm này chỉ có tranh cướp nhau thôi. Hàng tầm này chỉ có tranh cướp nhau thôi. Còn quần đỉnh không lên, quần đỉnh bây giờ còn một cái nịt thôi chị ơi. Quần đỉnh bây giờ còn một cái nịt thôi chị ạ. Được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là quần gì? Quần này ghi giúp em sẽ là quần gì? Quần đẹp. Quần đẹp kèm gì? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Em nói mọi người ví dụ như quần u là trời, sao có cái áo đẹp như này nhỉ? Trời ơi, cái áo này mà mặc vào các chị xỉu ngang luôn này. Em nói thật, em mà mặc cái áo này xong em đi cái quần, đi cái bóp vào nữa thì trời ơi, chắc là các chị không đỡ được luôn ấy. Áo này mọi người biết không? Trên thị trường đang bán xỉ là hàng 28 và 29. Bán lẻ là hàng 35 và 40. Hàng 35 và 40 của bán xỉ là hàng 28 và 29. Thì em không hiểu là em bán cái kiểu gì nữa đây mọi người ơi, ơi đẹp vãi trưởng. Em mặc thử cho các chị coi nhá. Có mặc thử áo này luôn không hay là mặc thử hàng khác đã? Hay là thôi hôm nay có một cái áo gấu cực đỉnh luôn, em mặc con này trước đi. Con này từ từ đã, bây giờ em lên cho một cái con này này. Ôi con này không đẹp cho vào mồm luôn. Đâu rồi mấy cái áo mẫu ở đây nữa, ngọc để đâu ở đây? Em bóc cho các chị coi. Này, các chị nhìn cho em cái áo này, muốn xỉu không? Em bóc cho các chị coi con gấu này luôn và hình nó là hình thêu luôn nhé. Lên đầu live stream luôn đi cho nó máu lửa. Lên đầu live stream luôn đi cho nó máu lửa. Anh bảo nhân viên mang xuống cho em mỗi màu một cái quần quần Q1, mỗi màu một cái quần Q1. Cứ mang xuống đây cho em, bảo mang cái quần mới đây. Này mọi người nhìn giúp em này. Đây, đẹp chưa? Đỉnh chưa? Áo này bây giờ em sẽ mặc với cái gì? Mọi người muốn em mặc với cái gì nào? Quần bò này 65 cân đổ về thoải mái chị ơi. Quần bò này 65 cân đổ về thoải mái, 64, 65 nhá. Áo em đang mặc là áo dây thái để chỉ có 25.000 thôi. Đẩy view lên cho em tiếp, 2.007 em tặng tiếp nha. Bây giờ em đang tặng cho hai người chia sẻ livestream này nhiều nhất rồi. Là bách, à không, đang có cái áo này cũng đẹp này. Trời ơi, sao nhiều hàng đẹp quá vậy? Cái áo này cũng đẹp này. Trời ơi, thật sự luôn đó mọi người, hàng này đỉnh chưa? Chất nỉ hai da nhá, em không bán chất mì nỉ đâu. Chị nhìn giúp em này thấy chưa? Áo này bây giờ mặc với cái gì? Áo này bây giờ em mặc với quần là hợp lý rồi còn gì nữa nhở? Áo giữ nhiệt một kem bố đen ok, quần đẹp bao nhiêu? Quần đẹp này em có tất cả là hai màu, trời ơi, nãy giờ ngu người rồi quên mất. Quần đẹp thì là hai màu đậm nhạt các chị ơi. Quần đẹp này là hai màu đậm nhạt thì mai nhân viên chốt đơn các chị báo là màu đậm và màu nhạt nhá. Lúc nãy giờ em quên không giới thiệu, nó có cả màu gì ạ? Mua hàng như giật cô đấy. À, gì ạ? Lên áo phao đi chị, đồ đẹp quá, cảm ơn em nhá. Ghi của em bán này sẽ là gì ạ? Quần đẹp nhạt và màu em đang mặc sẽ là gì ạ? Quần đẹp đậm. Quần đẹp kèm màu kèm size và kèm số điện thoại nhá, 173.000. Quần đẹp kèm màu kèm size và kèm số điện thoại. Quần em đang mặc là quần đẹp, trời ơi bán đi mà hot như bán lại mà hot hơn bán đi luôn á. Áo cardigan cao cấp ok chị này. Rồi chị nào lấy chốt luôn giúp em nhanh để em còn qua mẫu nhá, nhiều hàng. Hay là em lên cái bộ này trước đi. Cái bộ này em thấy nhiều người comment lắm này. Bộ này bán tặng đầu like luôn đi. Được không? Bán tặng bộ này đầu live stream luôn này, siêu rẻ luôn. Bộ này hot girl thì chỉ có dưới trên không dưới 280, không dưới 280, 300. Hay là em mặc luôn cho mọi người cái bộ này đi. Mặc cái bộ này trước đi, trong lúc chờ lấy cái quần kia em mặc cái bộ này trước cho các chị nhá, được chưa? Thôi em qua mẫu quần đẹp ở đây nhá. Túi CK của em là 254.000 đồng ạ. Túi CK của em là 254.000 đồng. Lên bộ có mũ đi bạn, ok này chị ơi, chờ em tí nhá. Bây giờ em lên cái bộ này đã đấy, bộ này đẹp này. Hề luôn, bộ này năm ngoái em bán rồi, năm nay em bán lại đó mọi người. Đẹp dã man con Nga luôn, chất liệu u mì nhá. Mua đồ nhà chị nhiều quá, chầm sóc đuổi đi luôn rồi. Em hỏi bốt khắp các bài đăng mà chị không trả lời luôn. Đặt là đặt thôi em, có gì đâu mà hỏi. Quần đẹp mua lần trước của chị Linh ưng nhất trong các quần bò, xịn sò nhất luôn đấy em. Mọi người nhìn giúp em này, đây là cái quần này, em mặc cái quần đã nhá. Xong bây giờ em mặc thêm cái áo cho các chị này. Bộ này bán tặng đầu live stream luôn, cũng bao giá thị trường cho các chị luôn. Cố gắng thả tim, thả like và chia sẻ like tụt view giúp em rồi. Em thấy từ tụt view của em thấy view hôm nay kiểu không lên được ấy nhở, không lên được nhở. Cứ lên kiểu 2.500 là lại xuống nhỉ. Vì hôm nay kiểu lên được 2.500 là lại xuống, như kiểu không lên được hẳn đó. Mọi người nhìn giúp em này. Mua hàng muốn lên đây để chê bài, để được chú ý mà không chê nổi mọi người ạ. À, cảm ơn Nguyễn Ngọc rất là nhiều. Cái bộ em đang mặc này, trời ơi, bộ này mà đeo thêm cái túi, từ em lấy cái đôi sụp của em nhá. Em lấy cái đôi sụp xong em đeo thêm cái túi của em mà nữa thì u là trời luôn các chị ơi. Quá đẹp. Túi CK có 4 màu và mình đeo được hai kiểu qua đó mọi người. Đây, em đeo cho mọi người về cái túi này nữa thì các chị làm sao mà đỡ được. Đây, túi này ghi giúp em là túi VIP. Được chưa nào? Bộ này sẽ gọi là gì nào? Anh em nhà mình có bộ ba sọc chưa?
Bộ ba sọc có rồi á. Set ba sọc kèm màu và kèm số điện thoại. Set ba sọc, à em xin lỗi, chỉ có một màu duy nhất thôi. Set ba sọc kèm số điện thoại giúp em nhìn form này. Form em bao vừa thoải mái lắm, có chỉ 68 cân đổ về mặc được. Set ba sọc kèm gì ạ? Kèm số điện thoại giúp em. Set ba sọc và cách số điện thoại đỉnh chưa em ơi, rẻ dã man. Bộ này mua năm ngoái u mê luôn, chính xác, năm nay em bán lại đó. Bộ này năm ngoái em bán rồi và năm nay em bán lại tại vì nó vẫn hot và vẫn đẹp á. Tuần nào cũng nhận một bọc hàng to, nhà chị món nào cũng ưng lắm luôn, vừa rẻ vừa đẹp. Ôi hôm nay hình như mọi người chỉ vào khen chứ không mua. Hôm nay chỉ vào khen hàng chứ không ai mua gì sao ấy. Ê quá trời, chia sẻ livestream cho tôi đi. Các bà ơi, không chia sẻ livestream cho tôi là tôi ế là không có hàng rẻ cho các bà mua đâu. Nghe giá này. Bao giá thị trường nhá. 157.000 đồng một bộ. 157.000 đồng một bộ ba sọc này cho em. To, form to, bao vừa thoải mái cho các chị 68 cân đổ về mặt được. 68 cân đổ về mặt được, các chị nghe rõ nhá, 68 cân đổ về mặt được, 100 bao nhiêu ạ? Vừa nhận quả bốt xong chất da bao phê luôn ý, trời ơi đấy, không chụp kịp comment được, từ từ chụp cái comment. Vừa nhận quả bốt xong chất da bao phê như ý, bây giờ em đang quần nhung đẹp quá, em cảm ơn chị Võ Ngọc này. Bây giờ em đang phải gom những cái phản hồi của bốt để hôm nào sẽ đăng lên một lần luôn mọi người nha. Ghi của em mã này sẽ, ủa sao cháy hàng, set ba sọc và view thì vẫn thấp. Set ba sọc kèm màu và kèm, à kèm không, không kèm màu, chỉ có một màu duy nhất thôi. Và phần dưới này là phối thì phần dưới này là phối da cá nhá các chị nha. Cái tà trắng ở này, cái tà trắng này ở bên dưới là gì ạ? Một tháng lương thì Linh cầm mất nửa tháng rồi mọi người ơi, chia sẻ nhiều lên giúp em năn nỉ các chị ấy, view hôm nay thấp quá. Cố gắng chia sẻ nhiều lên cho em với view hôm nay thấp quá. Cố gắng chia sẻ đi các chị ơi. 2.500-3.000 cho em đi nào. 2.500-3.000. Quần nhung nhận được rồi, đẹp quá, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ghi em mã này sẽ là bộ ba sọc để nhìn thể thao năng động trẻ trung chưa? Đi cái sục nới em đang đi là 98.000. Sục nới em đang đi là 98.000, đeo thêm cái túi VIP và mặc cái bộ ba sọc giảm điều hòa cho em với. Anh ơi nóng quá, chia sẻ like đi được chưa? 157.000 đồng. Đỡ được không? Không mua chỉ có tiếc, được chưa? 157.000, bộ này 64 cân mặc được. Chị ơi, bộ này em bao vừa đến 68 cân mà. Bộ này em bao vừa, túi em đang đeo ghi duyên là túi VIP. Túi này thì em bán nghìn mấy con rồi. Túi này ghi duyên là túi VIP 264.000 đồng ạ, được chưa? Đơn hôm trước chưa chốt là đơn nào chị ơi? Nói chung là đơn like quần áo thì bên em đã chốt hết rồi, chỉ còn dư khoảng 200-300 thôi. Còn cái đơn của like bot thì bên em vẫn chưa chốt được, mà đang check, nói chung là mọi người chuyển khoản rồi ngày mai nhà em sẽ check nốt. Cái like mà hôm trước mà em ngồi bán bot em bán được hơn 800 đô đó mọi người, kinh khủng khiếp luôn. Set ba sọc kèm số điện thoại 157.000 đồng, em qua mẫu luôn nhá. Bây giờ em cho mọi người xem cái quần này. Cái quần này em mặc với áo này là các chị mê luôn. Em cho các chị coi này, một cái quần nhà em này, cái hàng bo chân này của em, nhà em nó là hàng loại 1, hàng đỉnh luôn, không phải là cái chất tăm rẻ đâu. Cái chất tăm rẻ đấy nhập vào chỉ có 70.000 một quần thôi các chị ơi. Nhìn hàng giúp em này, nhìn hàng xịn sò cho em, bóc cho các chị coi này. Được chưa? Này quần này sẽ gọi là quần gì ạ? Quần này sẽ gọi giúp em Linh là quần gì ạ? Quần Q1 kèm màu và kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Các chị nhìn giúp em này, form to chưa? Đỉnh chưa? Bây giờ em sẽ mặc con Q1 này và mặc với cái áo này, đảm bảo là các chị mê là cái chắc luôn á, mê là cái chắc luôn. Trời ơi, đỉnh chưa? Mặc hai cái này với nhau là chỉ có mờ em mê sắc mê, đúng không? Rồi, em qua mẫu luôn nha các chị nha, em qua mẫu luôn nha. Ví dụ em ạ, nó đưa nhầm mất một màu rồi anh ơi, nó đưa nhầm sang cái ấy rồi kìa, màu nâu nó lại đưa nhầm sang mã quần xịn rồi. Nha mọi người, em qua mẫu tiếp theo này. Giờ còn nhận đơn bốt không? Dạ like này em không nhận bốt nữa nhá. Em chỉ bán nốt, em chỉ nhận nốt cái like tối hôm trước thôi. Bây giờ mọi người, còn nếu như ai mà thật sự vẫn tha thiết muốn thì vào comment nốt ở cái like cũ ngày mai nhà em. Ngày mai là đến tối mai là giới hạn cuối cùng là bên em phải đóng order rồi. Cho nên là like này là em Linh sẽ không nhận đơn bốt đâu, sẽ không tư vấn bốt hay cái gì cả. Bởi vì là hiện tại lượng đơn bốt đang quá nhiều rồi, là em phải đặt trước một, tức là em đặt trước một chuyến cho nhà máy đã, sau đó là khoảng 3-4 ngày nữa thì em sẽ nhận thêm order đợt 2 nha mọi người nhá. Chứ bây giờ là quá tải một cách khủng khiếp rồi. Bây giờ là quá tải mà nếu mà mình một lần mà mình gửi số lượng nhiều quá, Trung Quốc nó cũng có làm nhanh được đâu. Cho nên là em tính là chuyến này em chỉ đặt nó khoảng 1.000 thôi, xong rồi em lại tiếp tục gom order đợt 2. Gom order đợt 2 xong để ấy nha mọi người nhá. Nhìn xem cái quần này, đỉnh chưa? Riêng em nói luôn, chất này trên thị trường chẳng có ai bán đâu, người ta toàn bán chất rẻ thôi. Mọi người nhìn cái chất tăm nhà em này, đẹp chưa? Tí nữa em sẽ bắp cho mọi người, chờ em một tí. Đây, bây giờ em mặc với cái áo này cho các chị này. U là trời ơi, U mê luôn, áo này xịn sò. Và đương nhiên, nó vẫn là gì ạ? Vẫn là chất nỉ hai da nha các chị ơi. Em xem lại túi VIP, ok, chờ chị một tí nhá. Mọi người ơi, thả tim, thả like và chia sẻ like cho em với. Chân váy tàu có về nữa không ạ? Chân váy tàu về rồi mà em. Chân váy tàu về đủ màu rồi mà sao lại không về? Em đã bỏ mẫu đâu? Quần nhung là quần gì chị ơi? Chị comment cái gì ấy?
chị cứ khen quần nhung đẹp, xong rồi chị lại bảo là quần nhung có những màu gì em còn chả biết quần nào là quần nhung luôn ấy. Em hình như không có mã nào là quần nhung đâu chị ơi. Quần này không phải quần nhung, quần này nó là Q1. Trời ơi đẹp chưa. Q1 em đang mặc với áo này sẽ gọi là gì nào. Áo này sẽ mình sẽ ghi giúp em là trời ơi nó màu này. Cái màu nó phối với nhau nó phải là đẳng cấp luôn mọi người. Và toàn bộ nó là chất gì? Nó là chất hai da. Đằng trong nó là màu trắng tinh hết và đằng ngoài nó là phối các màu với nhau, được chưa? K100 em về nâu với cả trắng thôi chị ơi, đen không về nữa. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là gì nào? Áo gì à? Nỉ. Nỉ phối ba màu à? Nhà mình có nỉ phối chưa nhỉ? Chưa có đúng không? Nỉ phối và cách số điện thoại đi. Nỉ phối và cách số điện thoại. Trời ơi, mặc nè không đẹp không trẻ nữa thì em không biết mặc sao cho đẹp cho trẻ mọi người. Nỉ phối và cách số điện thoại, hàng cao cấp nha các chị nha. Hàng chất liệu nỉ hai da, không phải là chất u mì, không phải là chất da cá đâu ạ. Hàng này của em là chất hai da, không phải u mì và không phải da cá. Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Nỉ phối đúng không? Được không? Nỉ phối và cách số điện thoại. Nỉ phối và cách số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Nói chung là hàng này là hàng cao cấp, các chị cứ yên tâm là như vậy nha. 156.000 đồng. 156.000 đồng đối với chất liệu nỉ hai da và form to như nhà em là em bao giá. Còn ví dụ như với chất da cá, chất u mì, chất mì nỉ các thứ thì chất nó sẽ rẻ hơn thì nó là khác rồi. Nên mọi người cứ yên tâm là đúng chất hai da thì em bao giá cho các chị 156.000. Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Nỉ phối kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc sẽ gọi là gì? Quần này siêu đẹp luôn, em cho các chị coi đi. Em nói rồi, quần này thị trường toàn bán chất khác thôi, chỉ có em bán chất này thôi các chị ơi. Mọi người nhìn cái chất này thấy không? Chất của em nó là chất gì ạ? Chất nhung, gọi là chất nhung tăm tàu. Nhung tăm tàu chứ không phải là nhung tăm thường nha các chị nha. Quần này sẽ ghi giúp em là Q1 và livestream ngày hôm trước em bán được hơn 600 cái Q1 này. Hơn 600 cái Q1 này, nói đi mất lọc luôn. Hơn 600 chiếc Q1 đó các chị ơi. Ghi giúp em màu em đang mặc sẽ là Q1 đen. Màu này cho em sẽ là Q1 sữa. Màu này cho em sẽ là Q1 nâu và màu em đang mặc sẽ là Q1 đen. Q1 thì em có tất cả là hai size, size S và size M. Dưới 54-53 các chị lấy giúp em size S, và từ 55-56 cho đến 67-68 các chị lấy giúp em size M. Q1 kèm màu và kèm số điện thoại, chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 127.000 đồng. Túi đầu tiên lúc đấy em đeo chị ghi giúp em là túi CK. Còn áo em đang mặc sẽ ghi giúp em là nỉ phối kèm màu và kèm số điện thoại. 100 bao nhiêu ạ? Nỉ phối là 156.000. Còn quần này là 127.000. Nỉ phối em đang mặc là 156 nha. Nỉ phối này em nói thật là nếu mà chất xấu ấy, nếu mà chất xấu các chị quay lại đây bóc phốt em thoải mái luôn, được chưa? Lên áo đi chị thì chị vẫn đang lên đây mà em. Áo gì mới được chứ. Q1 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại. Dưới 55 cân thì dưới 54-55 thì lấy giúp em size S. Từ tầm 56 cho đến tầm 68-69 thì lấy giúp em size M. Em có hai size S M. Size M form rất là to. Size M 70 cân không vừa em cho các chị hoàn hàng lại, cho nên là không cần phải lăn tăn. Size to thì chỉ bán hai size thôi. Ghi màu này mọi người thấy chưa? Cái hàng rẻ nhất không bao giờ có cái màu này. Không bao giờ có cái màu này. Và các chị nhìn cái vân chất là biết này. Mọi người thấy chưa? Nếu như nó là chất tăm thường, tăm nhung thường thì nó khác, còn cái này của em nó là tăm nhung tàu thì nó khác nha các chị nha. Em nhận Q30 đẹp lắm, vải dày và xịn, cho em hỏi Q30 còn không. Q30 mới về thêm rồi em ơi nha các chị nha. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Q1 màu gì ạ? Màu sữa. Màu này cho em sẽ là Q1 màu đen và màu này cho em sẽ là Q1 gì? Q1 màu nâu. Còn áo em đang mặc sẽ là gì nào? Nỉ phối kèm màu và không có màu, nỉ phối và kèm số điện thoại. Nỉ phối em chốt trong live cho các chị là 100 bao nhiêu? 156.000 đồng. Quần size S bao nhiêu cân vừa? Dưới 55 cân chị lấy giúp em size S, và từ 56 đến 68-70 chị lấy giúp em size M nhá. Áo nỉ phối có mấy màu? Có một màu duy nhất như em đang mặc và mẫu mặc thôi chị ơi. Một màu duy nhất như em đang mặc và mẫu mặc thôi. Đi lên rút dây còn không em? Dạ chắc là em còn đấy chị ạ. Rồi chị nào lấy nữa chốt cho em nhá. Ví dụ em mã này sẽ là Q1 kèm màu và kèm số điện thoại. Q1 kèm màu và kèm size và kèm số điện thoại. Còn nếu như mình vẫn không biết mình mặc size gì ấy, còn Q44 không? Q44 mới về siêu nhiều luôn. Hôm nay phải lên Q44 nhá. Q44 nhà em mới về siêu nhiều luôn á. Nỉ phối và cách số điện thoại. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với một cái nỉ này này. Mặc với nỉ phối luôn nó mới gọi là hợp này. Mới về luôn mà. Lần đầu tiên hình như em bán nỉ theo hay sao ấy. Hình như năm nay em chưa bán nỉ theo hay sao. Mọi người nhìn cho em này. Theo đẹp chưa? Đấy, mặc với quần này là đỉnh luôn, em lên luôn mã này nhá. Còn riêng con này bán hơn 2.000 con. Nói chung là năm nay cái nỉ này nó đắt hàng lắm mọi người, nó ăn lắm. Túi này ghi duyên là túi VIP. Còn túi mà hôm nay mà hàng mới về mà em đăng ảnh là túi này. Túi này thì ghi duyên là túi CK. Túi này thì ghi duyên là túi CK 254.000 đồng, rất là hot. Nói chung là em thấy trộm ví là túi nhà em là về mẫu nào là hot mẫu đấy, thật luôn. Chân váy tàu nay có lên không? Có chứ, lên chứ. Chân váy tàu hôm nay mới về luôn. Về cả chân váy tàu, cả chân váy tầng các thứ luôn. Em về nhiều mà. Len mịn còn không chị? Len mịn còn luôn. Không phải còn mà hôm nay mới về thêm len mịn đấy. Mới về thêm len mịn đó mọi người. Đây này, quần em đang mặc là Q1. Mọi người nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Cái form quần này đỉnh chưa? Quần này không đẹp thì thôi luôn á. Em mặc cho mọi người này. Giữ nhiệt còn chị ơi.
Cái live stream ngày hôm trước mà riêng giữ nhiệt tại bán hơn 800 con tiếp chỗ em không hiểu cái giữ nhiệt nó kiểu gì luôn ấy. Hơn 800 con á, có bộ gấu không chị? Bộ gấu em vẫn bán mà. Túi VIP nào ok, túi VIP của em là 264.000 nha mọi người. À chị gấu Minun ơi, chị lên số điện thoại đi ạ. Mọi người đặt hàng phải lên số đi. Quần tam giác đang hết sạch hàng, đẹp chưa? Cái màu này em mặc nhìn trắng dã man, mọi người thấy không ạ? Này, áo em đang mặc này, thấy chưa? Cái này sẽ gọi là gì anh ơi? Nỉ thêu được không? Nỉ thêu à? Nhà mình có mã nào là nỉ thêu, em cắt cái tạm cái dây này vào trong, mà thật sự là mặc cái màu nâu này vào cảm giác da nó trắng lên luôn á. Hả? Nỉ thêu nhá. Được không? Đồ nhà Linh xuất sắc, em cảm ơn chị rất là nhiều. Đây, mời mặc này cho em. Con gấu này gấu thêu năm nay hot, cái mã này hot, cái hãng này kinh khủng. Đẹp chưa? Trời ơi, mặc nhìn nó trẻ gì đâu ấy, mọi người thấy chưa? Nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại. Nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại, đọc giá và chuẩn bị bao giá thị trường cho các chị coi. Nỉ thêu màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Nỉ thêu màu này sẽ là màu kem. Nỉ thêu màu không thể thiếu đó là màu đen. Em nhận được bộ thêu với set tay kẻ đẹp, chất đẹp lắm chị ạ. Cảm ơn thị hàng rất là nhiều, và một màu siêu đẹp đó là màu rêu. Nỉ thêu kèm màu và len bảng màu len mịn, em xem với mua 3 cái len mịn rồi mặc đẹp, giờ chị nhờ mua giúp. Cảm ơn Đông Nghi rất là nhiều. Chờ chị một tí nhá. Chờ chị một tí là chị sẽ lên, mọi người nhìn giúp em này. Nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại, nghe giá luôn nhá. Hàng theo luôn, mà hôm nay em sẽ tri ân cho các chị rẻ hơn cả hàng in luôn. Chuẩn bị comment luôn này, chuẩn bị comment luôn vào ngay này. Các chị nhìn giúp em này, đó, bóc cái áo ra thấy đẳng cấp chưa? Này, bóc cái áo ra đã thấy đẳng cấp xịn sò chưa? Nghe giá 123.000 đồng. 123.000 đồng rẻ nhất trong tất cả những cái nỉ mà em đang bán luôn đó. Toàn 125, 128, 127 đúng không? Con này là rẻ nhất luôn á. Mình hôm nay mình nhận được 3 món rất ưng nhé, em cảm ơn chị rất là nhiều. Ghi cho em mã này sẽ là nỉ thêu rêu, mà em đang mặc sẽ là nỉ thêu nâu. Mà em đang mặc sẽ là nỉ thêu nâu, màu tiếp theo nó là nỉ thêu đen, và màu cuối cùng sẽ là nỉ thêu kem. 123.000 đối với chất này, form này, dáng này em bao giá thị trường cho các chị, và phải nhớ giúp em này, hãy kiểm tra hàng trước khi nhận. Nói chung là các chị mặc cái chất này xong là các chị không muốn mặc cái nỉ khác nữa đâu. Các chị quên luôn những cái nỉ khác luôn đó mọi người, nhìn giúp em này, màu này sẽ là màu kem, và màu cuối cùng là màu không thể thiếu đó là nỉ thêu diện, nỉ thêu màu đen. Nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại, chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 123.000 đồng. Chị Nhung Nguyễn ơi, chị lên số đi, em thấy rất là nhiều chị đặt hàng không lên số. Quần em đang mặc thì ghi giúp em là quần Q1. Quần em Linh đang mặc ghi giúp em là quần Q1. Màu em đang mặc là màu đen chất nhung và bo ống ở bên dưới mọi người nhá. Quần Q1 này có 2 size SM, 100 bao nhiêu? Giờ chỉ ước nhanh nhận được bốt nhà Linh thôi, hỏng dã man. Quan trọng là chị có được nằm trong cái số mà hàng có sẵn hay không. Còn nếu mà chị nằm trong cái số mà order thì nhanh nhất phải 15 ngày nữa chị mới nhận được hàng. Nhanh, đó là nhanh nhất, tiệm đó là nhanh nhất, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là nỉ thêu đen, màu em đang mặc sẽ là nỉ thêu nâu, yêu màu này mặc nhìn trắng dã man. Màu tiếp theo cho em sẽ là nỉ thêu kem, và màu cuối cùng cho em, trời ơi sao tụt view hôm nay, like chán quá mọi người ơi. Tương tác hôm nay chán quá. Màu này cho em sẽ là gì ạ? Nỉ thêu rêu. Màu này cho em sẽ là màu rêu. Nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại, chốt trong livestream cho các chị là 123.000. Cố gắng chia sẻ nhiều lên giúp em nha. Like này em tặng cho 2 người chia... Nhưng mà với điều kiện á, với điều kiện là phải đủ giúp em 2.000 lượt chia sẻ nhá. Ít lượt chia sẻ quá em không có tặng đâu. Ít nhất là 2.000 lượt chia sẻ, tặng cho 2 người chia sẻ livestream này nhiều nhất. Mỗi người bao nhiêu ạ? 200.000 đồng, được chưa? Nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại, màu em đang mặc sẽ là màu nâu, màu này sẽ là màu rêu, màu này sẽ là màu kem, và màu này cho em sẽ là màu đen. Em qua mẫu luôn nhé, các chị chốt nhanh lên để em còn rất là nhiều mẫu luôn đó mọi người. À còn nỉ gấu không? Nỉ gấu á? Gì nhỉ? À từ hồi đầu vẫn mong nằm trong tốt sẵn hàng và cố gắng chị ạ. Em cũng không biết được là, nói chung là bên em sẽ check từ trên xuống và đảm bảo công bằng nhất cho các chị, cho tất cả các chị yên tâm nhé. Màu này sẽ là màu đen nhé, và màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Nỉ cúc còn không chị? Nỉ cúc mới về thêm rồi, được chưa? Chị nào lấy nữa ghi giúp em là nỉ thêu kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc em giới thiệu lại một lần nữa nhé. Đây này, quần em đang mặc là chất liệu nhung tăm tàu, mọi người nhìn rõ không ạ? Màu em đang mặc sẽ là màu đen, và quần này em có tất cả là 3 màu. Quần này cho em sẽ là quần gì ạ? Quần này sẽ ghi giúp em là Q1 màu nâu. Màu này cho em sẽ là Q1 màu gì? Q1 màu đen. Màu này sẽ là Q1 màu sữa. Em nói thật, hàng rẻ không bao giờ có cái màu sữa này luôn. Hàng rẻ không bao giờ có cái màu sữa này luôn, nên các chị yên tâm nhá. Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Q1 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại, dưới 55 cân mặc size S, từ 56 đến 70, 58 70 cân mặc giúp em size M. Em nói thật với các chị, quần đỉnh tầm này thì nói thật là không dám lên nữa. Bây giờ em lên cho một cái len mịn nhá. Len mịn em về hàng rồi. Tất cả những chị đang xem livestream ở đây, ok, len mịn của em ở đâu nhỉ? Tất cả những chị đang xem livestream ở đây đã mua len mịn nhé em rồi, cho em xin câu phản hồi nhé. Ô mà nó không treo à? Cái len mịn cọc tay của em đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Không treo à? Anh hỏi cái Ngọc xem nó có bảng dưới này không? Sao không thấy nhỉ? Ai là bên này? Len mịn kia, trước mặt anh luôn, len mịn đây. Đây, có cam, có xanh lá đây.
Len mịn về đủ màu. Đấy đúng rồi, len mịn kèm màu và kèm số điện thoại. Các chị nhìn giúp em này, đỉnh chưa? Tất cả những ai đã mua len mịn này nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi. Tất cả những chị đã mua len mịn này nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi nha các chị nhá. Em thề là từ lúc em bán đến bây giờ nhá, chưa có một khách nào chê cái len này luôn. Chưa có một khách nào vào chê luôn. Hôm nay em nhận được nỉ cúc đẹp xuất sắc luôn chị ơi. Cảm ơn CC rất là nhiều này. Hôm nay em nhận nỉ cúc đẹp xuất sắc luôn chị ơi. Sau cái này chị sẽ mặc cho em, mặc là em sẽ mặc lại cái mã đó cho các chị nhá. Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại cũng vẫn bao giá thị trường cho các chị luôn. Trời ơi, cái con này là thêu đó mọi người ơi. Cái con gấu này là gấu thêu đấy. Ghi giúp em là gì ạ? Nỉ thêu và cách số điện thoại. Len màu tay hến á, tay hến tí nữa chị ơi. Mọi người đẩy view lại cho em đi nào. Len là 2.500 đi, em tặng tiếp 150.000 đồng nữa nhá. Len túi mới đi shop. Dạ túi mới em lên rồi và hết rồi chị ơi. Túi đây chị này, 5 ngày nữa hàng mới về tiếp. Túi này ghi giúp em là túi gì ạ? Túi CK. Mọi người nhìn hàng này, ảnh đấy là ảnh thật 100%. Hàng y ảnh không y ảnh, chỗ nào em đền tiền chỗ đó cho các chị được chưa? Túi này ghi giúp em là túi CK nâu. Màu này cho em sẽ là gì ạ? Túi CK đen. Em có tất cả là 4 màu. Túi CK em chốt trong này là 254.000. 254.000 nha các chị ơi. Bao giá thị trường. Túi đẹp đợt trước còn không? Dạ em còn nhá. Quần đỉnh mặc thích lắm luôn. Cảm ơn chị Thanh Thanh rất là nhiều. Chị đã nhận được hàng rồi à? Chị đã nhận được hàng rồi à? Em chốt từ live trưa hôm nọ vẫn chưa thấy nhân viên chốt thế. Em cứ chuyển khoản cọc xong rồi là em đặt hàng nhá. Đẹp xuất sắc, mặc như không mặc. Em cảm ơn chị Đông Nghi rất là nhiều. Mọi người nhìn giúp em này. Len này gì ạ? Gì ạ? Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại. Hàng Quảng Châu, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam hoàn hàng luôn. Các chị nhìn giúp em này. Và quan trọng nó là gì? Nó là chất lông thỏ. Còn quần jean 179k không shop. Quần đấy chị ghi giúp em là quần gì ạ? Quần đấy chị ghi giúp em là quần đỉnh. Nhưng quần đấy mọi người đặt thì mọi người phải chờ là 5-6 ngày nữa hàng mới về tiếp thì em mới giả đơn nhá. Chứ còn bây giờ là hết sạch rồi. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Len mịn màu em đang mặc sẽ là màu nâu. 94.000 đồng một áo, bao giá thị trường. Trời ơi, giơ cái túi CK lên một phát là mọi người lại đặt ầm ầm luôn đó mọi người. Sợ thật, không hiểu năm nay là em bị vập vào cái con đường túi sách rồi là giày dép rồi là bán trộm vía điên đảo luôn đấy. Ghi em mã này sẽ là gì ạ? Len mịn màu nâu, len mịn màu trắng, màu cam, màu kem, màu xanh, màu đen và màu sữa nhá. Len mịn kèm màu, len mịn siêu thích chị ạ. Cảm ơn Lê Thị Lan Hương rất là nhiều. Em thề em nói đi mất lòng luôn, chưa có một khách nào chê. 94.000 đồng nó ở một cái tầm mà em nói thật nhá, cái hàng như thế này y xì như này nhá, mà hàng dài tay mà hôm đó em bán con G5 ấy, em bán cho các chị có 120.000 mà hôm nay em thấy người ta đăng giá xỉ là 140.000. Hàng dài tay nó sai mất lộc luôn. Cho nên là em có thiếu đơn em cũng đâu có gì dám đi lấy lại đâu mọi người. Không phải len mịn chứ không phải len vịt đâu chị ơi. Len mịn, mịn trong từ mịn màng đấy ạ, không phải vịt đâu. Len mịn màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Len mịn màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Màu này sẽ là màu trắng, màu này sẽ là màu cam, màu này sẽ là màu kem, màu xanh lá, màu đen và màu sữa. Bây giờ em đeo thêm cái túi nữa cho các chị coi này, siêu đẹp. Túi này thì ghi giúp em là túi CK nhá. Túi CK này là 254.000. Túi CK 254 hàng đỉnh cao luôn, nhưng mà chắc là hết rồi. Mọi người nếu như ai đặt sau thì bên em vẫn sẽ nhận đơn, nhưng mà 5 ngày nữa thì mới giả đơn nha các chị nhá. Quần mã là gì? Quần em đang mặc ghi giúp em là quần Q1. Q1 trời ơi, mặc cái set này siêu trẻ và siêu đẹp luôn. Q1 kèm giấy, kèm màu và kèm size và kèm số điện thoại. Em có tất cả là 2 size SM, dưới 55 cân lấy size S, từ 56 đến 68 70 cân lấy size M. Cú pháp sẽ là Q1. Q1 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Q1 màu này cho em sẽ là màu sữa và Q1 màu này cho em sẽ là màu diện màu nâu. Q1 em có tất cả là 3 màu, các chị nhìn này. Chất của nhà em nó là chất diện chất nhung tăm tàu. Chất nhung tăm tàu và nó có diện nó có bo chân ở bên dưới. Q1 màu sữa, Q1 màu gì? Màu đen và Q1 màu nâu. Em thề luôn là hôm nọ em tung ra có một ngày may mắn là hơn 800 con quần này đó mọi người. Quần này là chất nhung tăm tàu. Chị nhắc nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán giúp em. Nhân hàng kiểm, mình mới nhận tin nhắn từ Facebook cá nhân bảo là nhân viên shop. Trời ơi, thế thì là gì ạ? Thế là lừa đảo chị nhá. Đó là lừa đảo nhá các chị nhá. Bên em chỉ nhắn tin cho các chị qua duy nhất ở cái page này, và cái page này có 287.000 lượt theo dõi. Còn lại đều là lừa đảo, chả có cái nhân viên mẹ nào mà lại có nick riêng rồi đi nhắn tin cho khách. Ai làm sao ai có quyền được điều đó các chị? Cho nên là nhớ giúp em này, mình mua hàng là mình phải tỉnh táo lên nhá. Nhà em chỉ có một cái page này live stream trực tiếp thôi, không có phát lại. Và chị cái page này là cái page có 287.000 lượt theo dõi thì không thể nào đứa nào làm fake được, cái đấy là điều chắc chắn. Chúng nó chỉ có lập nick linh tinh xong rồi nói là nhân viên nào mà lại được lập nick riêng và chốt đơn cho khách vậy các chị? Thế là biết thừa lừa đảo rồi. Các chị phải tỉnh táo lên giúp em nha. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là Q1. Còn nhà em nhiều đơn nhiều khách thì lắm đứa muốn ăn cắp, muốn phá hoại, cái đấy là chuyện không thể tránh được các chị ơi. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ?
Len mịn màu nâu, màu này sẽ là len mịn trắng, màu này sẽ là len mịn cam, màu này sẽ là len mịn kem. Nay em nhận được hàng rồi, ưng dã man luôn, cảm ơn Bảo Quyên nhé. Màu này sẽ là kem, màu này sẽ là xanh lá, con này siêu đẹp. Màu này sẽ là đen và cuối cùng sẽ là sữa. Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại 94.000 đồng một chiếc, bao giá thị trường 94. Chị len các màu túi CK đây em ơi, túi CK chỉ có tất cả là 4 màu em ạ. Túi CK chỉ có tất cả là 4 màu nhá. Màu em đang cầm ở đây sẽ là màu kem này. Túi CK màu này cho em sẽ là màu xanh ngọc. Hai cái màu này thì em nhập số lượng ít hơn, tại vì hai cái màu này em sợ là em không bán được mấy. Nhưng thực tế là về khi bắp ra kiểm thì em thấy nó quá xuất sắc. Nhưng mà quan trọng, ví dụ như màu kem thì thật dễ phối hơn, nhưng màu xanh thì nó sẽ khó phối hơn. Nhưng từ nãy giờ nhiều người chốt cái màu xanh này lắm rồi. À, túi CK màu xanh, túi CK màu kem, túi CK màu nâu và cuối cùng cho em sẽ là gì ạ? Túi CK màu đen. Túi CK kèm màu và kèm số điện thoại 254.000, hàng siêu cấp. Nhận hàng, bóc hàng ra, kiểm hàng, đẹp thì mới lấy. Con này là 254.000, còn con em đang đeo là túi VIP 264.000 nha các chị nhá. Ghi giúp em là túi CK và túi này là túi VIP. Nghe rõ giá, nghe rõ mã rồi hãng comment giúp em. Còn len mịn này 94.000, mua đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Nhấn mạnh lại một lần nữa này, mua đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại nhé. Len em mặc sẽ ghi giúp em là len mịn kèm màu kèm số. Em mặc thêm cho mọi người một cái màu cam mà em thích vô cùng luôn. À, rất xin lỗi với mọi người là ngày hôm nay bên em không nhận đơn bốt nữa nhé. Tất cả những đơn mà đã đặt rồi, chuyển chuyển khoản rồi thì không nói. Nhưng mà live stream này thì em phải xin lỗi mọi người rằng là em đang phải dừng nhận, bởi vì đơn đang quá tải một cách khủng khiếp. Đơn đang quá tải một cách bán 1.000+ đôi các chị ơi. Cho nên là bây giờ em bảo là em phải đóng order đợt 1 xong đã nhá. Sau khi đóng order đợt 1 xong, chuyển khoản cho Trung Quốc xong các thứ rồi là gì ạ? Làm sau đó là, tức là để bọn nó vào sản xuất đã, thì khoảng một thời gian nữa, 3-4 hôm nữa thì em mới bắt đầu nhận lại order đợt 2. Đợt 2 thì các chị sẽ lại chờ một chuyến sau nữa thì các chị mới có hàng. Đấy, cho nên là mua bốt nhà em, nói thật là em nhập sẵn 400+ đôi là em cũng thấy em gọi là liều lắm rồi, nhưng em không thể ngờ được rằng là các chị ủng hộ và mua nhiều như vậy. Và những cái khách mà vào comment toàn là trời ơi, bốt này mọi năm em mua ở shop 890, rồi người thì mua 600, người thì mua 890, người thì mua 850, người mua 900, em thề luôn, không có ai mua được bằng tiền luôn á. Đi vào em mã này sẽ gọi cho em là len mịn màu cam. Riêng áo này các chị mua tặng mẹ, tặng các bà cũng được, bởi vì form nó rất là to. Form này em bao vừa đến 75 cân vẫn vừa. Len mịn màu em đang mặc ở đây sẽ là màu cam, các chị thấy chưa? Màu nào cũng đẹp hết, không phải mỗi màu nâu màu đen mới đẹp đâu. Má này màu nào em cũng bắt đắt hàng hết. Em đang mặc len mịn màu cam và em mặc với quần Q1, các chị thấy chưa? Nhìn siêu trẻ luôn. Màu em đang mặc sẽ là len mịn màu cam nha các chị nha. Em đọc lại len mịn một lần nữa để em qua mẫu ở đây. Áo giữ nhiệt đi ạ. Trời ơi, giữ nhiệt like nào cũng bán rồi bây giờ. Em nói thật là giữ nhiệt like nào em cũng bán rồi. Ghi giúp em má này sẽ là trắng này, kem này, xanh này, đen này, sữa này, cam này và nâu. Như lúc đấy em mặc tổng có tất cả là đấy, không biết 6 hay 7 hay 8 màu em cũng không đếm nữa. Nhà ghi giúp em mã này sẽ là gì? Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại 94.000 đồng một áo nha. Bao giá thị trường rồi em qua mẫu tiếp theo. Len xinh đi chị, len xinh đầu live em lên rồi. Len xinh em chốt trong live có 97.000. Nói chung là mọi người mua hàng nghe em mua hàng Quảng Châu, nhưng mà toàn được giá hàng rẻ hơn cả hàng xưởng ấy. Rẻ hơn cả hàng xưởng ấy mọi người, được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là len mịn cam, em qua mẫu nhá. Chia sẻ nhiều lên giúp em nào. Ok, K60 hay gì? Con K60 này nhà em nó đỉnh cao. Mọi người biết em bán được bao nhiêu chiếc rồi không? Đây, hơn 1.500 chiếc rồi. Hơn 1.500 chiếc và vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Chưa có dấu hiệu giảm nhiệt luôn. Cái con này này, con này giúp em này. Hôm nay em nhận được bộ kẻ 232 rồi, chất đẹp lắm, em cảm ơn chị rất là nhiều. 232.000 đúng không? Nói chung là tiền nào của đấy. Cái hàng mà em đã bán lên 200+ nghìn thì các chị cứ yên tâm là hàng siêu đỉnh. Chị ăn độc với chị lên số điện thoại giúp em đi. Em thấy nhiều chị đặt hàng không lên số là không có đơn đâu. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người giữ nhiệt nhé. Thôi được rồi, em sẽ mặc giữ nhiệt đi, xong để em mặc bên trong cho mọi người. Giữ nhiệt váy hot nhà Linh đẹp quá, nhận hàng chi mừng. Em cảm ơn chị Nguyễn Chuyên rất là nhiều. Giữ nhiệt nhà em thì nói thật là đến giờ phút này em bán vạn mấy áo rồi, em nói điêu mất sạch lộc luôn. Thật sự là em không hiểu sao mà cái giữ nhiệt này nó có thể đắt hàng đến mức như vậy luôn á. Không hiểu nó có cái nhưng mà phải công nhận rằng là từ khi em bán đến bây giờ nhá, chưa có một khách nào chê luôn. Từ khi em bán cái áo giữ nhiệt này đến bây giờ nhá, chưa có một khách nào chê luôn á mọi người. Mọi người cố gắng tương tác, thả tim, thả like và chia sẻ live stream giúp em nhá. Áo gấu nhỏ mã là gì chị ơi? Áo đấy chị ghi giúp em là áo gấu thêu. À nỉ, nỉ gì ạ? Nỉ thêu nhá chị ơi. Nỉ thêu giúp em nha chị ơi. Mọi người nhìn giúp em này. Đây, em mặc cho các chị coi này, màu kem nhá. Màu kem vẫn là chân ái của cuộc đời luôn ấy. Giữ nhiệt kem vẫn là chân ái của cuộc đời luôn ấy mọi người. Còn bán bột tắm trắng không? Muốn bột tắm trắng nhà em tạm hết rồi chị ơi. Len mịn nâu ok ạ. Giữ nhiệt nhà em cho đến giờ phút này vẫn chưa có khách nào chê. Áo hộp còn hàng không chị? Còn mà em ơi, giữ nhiệt em chốt trong live này cho các chị là 127.000 đồng.
127.000 đồng, các chị nghe không ạ? Sau cái này em sẽ lên cho một cái áo dạ này, xong rồi mặc với chân váy đi bốt thì thôi. Đỉnh cao luôn, nốt cái này nhá, lên nốt cái này cho xong rồi giữ nhiệt đấy nhá. Ghi của em mã này sẽ là giữ nhiệt đỉnh thế thì trả, thì giờ xì giả số lượng, chê làm sao được, siêu ưng luôn ý. Không ai chê được luôn á, mọi người nhìn giữ nhiệt nhà em này. Màu em đang mặc sẽ là màu kem. Màu em đang mặc sẽ là màu kem, mọi người nhìn giúp em nhá. Em chốt trong livestream này cho các chị là 127.000. Em chỉ nói thế này này, mua được ở đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại, mọi người nhìn nhá. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với cái K60 ở bên ngoài. K60 này chốt trong livestream cho các chị là 179.000. Em chỉ bán hàng chất gì ạ? Em K60 này em chỉ bán hàng chất u à quên rồi. Chất à, chất em sẽ nói chất hai da thôi chứ em không bán à, không bán chất mì nỉ với cả không bán chất da cá đâu các chị nhá. Mặc cái set này là siêu trẻ luôn, các chị nhìn hộ em cái. Đây. K60 mà em đang mặc sẽ là màu rêu. Em mặc một cái K60 và em mặc cái quần Q1, sau đó đeo thêm cái túi nữa thì cũng là đỉnh cao. Mà không đeo túi vẫn đỉnh. Và thật sự là nếu như hôm nào trời lạnh ấy, em nói thật nhá, hôm nào trời lạnh các chị mặc một cái giữ nhiệt ở trong, xong rồi các chị mặc cái áo này bên ngoài thì không có một cái gì để mà nói nữa luôn. Không biết lạnh là cái gì luôn. Các chị mặc một cái giữ nhiệt đằng trong và sau đó mặc một cái áo này bên ngoài này, thật sự là đỉnh cao luôn. Anh lấy hộ em bảng màu áo giữ nhiệt với. G5 hết hàng rồi chị ơi, về được có 600 con like trước em bán hết sạch làm gì còn hàng. V88 ngày mai hàng về tiếp chị ơi. Hôm nay là còn nâu và thiếu đen, ngày mai lại về thêm đen nha mọi người. Nói chung là váy nhà em về liên tục, nhận hàng nhanh như một cơn gió, em cảm ơn chị nha. Cái em bán này sẽ là giữ nhiệt kem, màu này cho em sẽ là giữ nhiệt xanh, giữ nhiệt đen, giữ nhiệt sữa, giữ nhiệt cốm, giữ nhiệt nâu và giữ nhiệt kem giống như em đang mặc. Em chốt trong like cho các chị là 127.000. Em nhắc lại một lần nữa, mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại, các chị nghe kỹ nhá. Màu em đang mặc sẽ là gì? K60 màu rêu. K60 này em có tất cả là hai màu và chốt trong livestream này cho các chị là 179.000. Cam kết là hàng trên thị trường không bao giờ có túi, chỉ hàng em Linh bán mới có túi thôi. Giờ riêng con giữ nhiệt này này, các chị cứ nhận hàng một áo sẽ là một hộp nhảy. Và em dám đứng đây hứa với các chị là em bán trên 1 vạn con. Em nói đi em mất sạch lọc luôn. Em bán trên 1 vạn áo này rồi, không phải 1.000 đâu ạ. 1 vạn tức là 10.000 đó các chị. Màu em đang mặc sẽ là màu kem, cái này sẽ là nâu, cái này sẽ là cốm nhá. Mỗi một áo sẽ là một hộp nhảy, bán trên 1 vạn áo. Chị Ngân mít ướt lên, lên số điện thoại, dám tự tin rằng là mình là một trong những người bán áo này đầu tiên trên thị trường. Và bây giờ kể cả thị trường có bán, em vẫn cam kết em bán rẻ nhất thị trường. Em chỉ nói một câu như này thôi. Các chị mua được đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại. K60 thì em có hai màu, màu em đang mặc sẽ là màu rêu và màu này sẽ là màu đen. Em sẽ tính theo màu tay bởi vì màu thân thì hơi giống nhau. Nên sẽ tính theo màu tay, đây sẽ là gì ạ? K60 đen và đây sẽ là K60 rêu. 179.000 bán 2.000 con rồi ạ, được chưa? Còn áo này, quần này sẽ ghi giúp em là Q1, áo bên trong sẽ là giữ nhiệt. Em nói này, trời lạnh các chị chỉ cần mặc ngay thôi. Đây này mọi người chưa? Mọi người thấy chưa? Trời lạnh các chị chỉ cần mặc này thôi chứ mặc làm sao đâu. Các chị chỉ cần mặc thế này thôi, được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là gì nè? K60 rêu và K60 đen. Giữ nhiệt, ví dụ như đang mặc cái này, chờ một tí em mặc cho một cái phao ghi lê nữa. Cái set này không đẹp em đi đầu xuống đất luôn, được chưa? Giữ nhiệt kèm màu kèm số em bảo này, mọi người cứ lấy hai chiếc hàng đến kiểm tra hàng, đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hoàn cả hai. Mình nghe kỹ cái chỗ này giúp em này nhá. Kiểm hàng đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hoàn cả hai. Đó, chỉ cần như thế thôi. Nỉ kẻ còn không phải là nỉ kẻ mà đó là nỉ cúc chị ơi. Em đọc lại bảng màu giữ nhiệt nhá. Giữ nhiệt nha các chị nhá. Hóng bốt nhá, hóng nhận bốt nhà chị Linh. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên giúp em, đã đủ 2.000 lượt chia sẻ chưa ạ? 2.000 lượt chia sẻ mới tặng được hai người, mỗi người 200.000 nhá. Còn tí nữa mà ra mà được có một mấy trăm lượt chia sẻ là em không tặng đâu. Ngày mai nhà em sẽ công bố mini game. Không phải đến lúc rồi là gì nhỉ? Được nhưng mà cuối cùng lượt chia sẻ không đủ, không được tặng nó rất là phí ấy, mọi người. Ghi em mã này sẽ là giữ nhiệt kem, màu kem chia sẻ đây anh ơi. Màu nâu này, màu cốm này, màu sữa, màu đen, màu xanh. Hai màu đắt hàng nhất đó là màu kem. Đây như em đang mặc bên trong và màu đen là hai màu đắt hàng nhất. Bán hơn 1 vạn chiếc mà chưa một khách chê thì các chị biết đẳng cấp rồi đúng không? Ghi của em mã này sẽ là K60 rêu và em mặc sang thêm cho mọi người một màu nữa đó là K60 rêu. Mua đồ nhà bà này xinh lắm, em cảm ơn chị. Và cái này sẽ gọi cho em là K60 đen. Hàng nhà em là hàng có túi và hàng nhà em là chất liệu hai da, không phải là chất liệu ô mì, không phải là chất liệu da cá luôn các chị ơi. 179.000, đúng chất liệu này, đúng form này em bao giá cho các chị. 179.000, cố gắng tương tác và chia sẻ lên giúp em nhá. Like này em thấy là tương tác nó hơi kém ấy mọi người, được chưa? Mọi người nhìn giúp em này, đấy mặc cái set này không trẻ, không khỏe, không trẻ trung nữa thì mặc cái gì? Đây ví dụ như cái set này, cái áo này thì nó cái áo này này, cái tay này thì nó rất là cùng tông với quần này luôn. Thì mọi người mặc nhìn qua thì giống như kiểu nó là một set thể thao luôn đó mọi người. Mọi người có thể đeo thêm một cái túi nữa, được chưa? Áo nó mặc sẽ là K60 đen và quần em đang mặc sẽ là gì ạ? Quần em đang mặc sẽ là Q1 đen. Quần em đang mặc sẽ là Q1 đen, còn áo em đang mặc sẽ là K60 đen. Nguyên set em đang mặc, được chưa? Chị nào lấy nữa chốt luôn để em qua mẫu. Bây giờ em đang tính lên cái áo dạ này. Áo dạ này mọi người biết không? Ngoài thị trường đang bán áo này giá xỉ là 290.000. Em đang chưa biết là em phải mặc như thế nào đây. Em sẽ mặc con này.
xoay mặc với quần phồng này. Đấy, mặc như này đi. Xong rồi em đi bốt xem là như thế nào nha các chị nhá, thử xem nhá. Ôi hàng hôm nay đỉnh lắm luôn mà các chị không tương tác là chán lắm nha. Ví dụ em quần bò em lên đầu livestream rồi, cho em xin cái sạc đi. Quần này ghi giúp em là quần đẹp đấy là 173.000 trong livestream nhá. Áo bà mặc có mấy màu? Áo ngoài bên em, ngoài em đang mặc là K60. 179.000 áo khoác chất liệu nỉ hai da. Trời ơi, một con nỉ bình thường không phải áo khoác mà em đã bán là 150.000 rồi còn gì. Đây lại còn áo khoác có khóa có túi mà cũng là chất nỉ hai da mà bán có 179.000. Một livestream đầu tiên bán 700 gần 700 mấy chục áo, gần 800 áo. Mà live này là live thứ 3 em bán. Q1 là chất gì thế? Là Q1 của em là chất liệu tăm nhung tàu nhá. K60 màu đen mặc là màu đen và K60 màu này sẽ là màu rêu, được chưa? Em đọc lại bảng màu áo giữ nhiệt một lần nữa để em qua mẫu luôn nhá. Mỗi một lần em lên giữ nhiệt là đơn lại nhảy toán loạn luôn mọi người. Giữ nhiệt màu em đang mặc bên trong sẽ là màu kem, màu này sẽ là màu xanh, màu đen, màu sữa, màu cốm, màu nâu và màu kem giống như em đang mặc. Và hai màu đắt hàng nhất đó là màu đen và màu kem, 127.000. Em chỉ nói câu này thôi này, mọi người mua hàng mua được ở đâu rẻ hơn em cho các chị hoàn hàng lại, được chưa? Em cho các chị hoàn hàng lại, em bao giá toàn thị trường Việt Nam cho các chị luôn. Áo này ở Việt Nam bây giờ đang xỉ ra là hàng 140. Thế em hỏi mọi người ai bán cho các chị với giá 127.000 như em được? Thật sự, túi này ghi dưới là túi VIP 264.000, túi VIP nâu. Em qua mẫu luôn nha các chị nha. Và với cái áo này và cái quần này thì bây giờ em xin phép mặc thêm một cái phao ghi lê nữa. Em xin phép mặc thêm cho mọi người một cái phao ghi lê nữa, rất là hợp luôn nhá. Đây, phao ghi lê nhà em đây. Chưa một người nào tiện. Đâu nhỉ? Phao ghi lê. Ô không treo ở đây à? Đâu ta? Ô hôm nay không có phao ghi lê, hôm nay là phao khác. Cái này là phao rút eo. À phao rút dây, hôm nay không có phao ghi lê. Em sẽ mặc cho mọi người với cái phao rút dây này đi. Rất là đỉnh cao luôn, hàng Quảng Châu nhá. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, hoàn hàng luôn. Nghe lại một lần nữa, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, hoàn hàng luôn giúp em. Giữ nhiệt nhé em, các chị nhìn form này. Giữ nhiệt này nhá. Chị bẹp Huyền lên số cả mẹ chồng em, cả mẹ đẻ em, cả dì em. Nói chung là nhà em ai cũng mặc, ai cũng mặc hết. Em mang cho mỗi người mấy chiếc mặc nhòe luôn. Mọi người nhìn giúp em này, form dáng này. Riêng nhận hàng, bóc hàng ra kiểm hàng, đẹp thì mới lấy, không đẹp hoàn hàng lại cho cô tả nhá. Còn bây giờ em sẽ mặc cho mọi người về áo này, ghi giúp em là ghi lê rút dây. Phải không anh nhỉ? Ghi lê rút dây kèm màu và kèm số điện thoại nha. Ghi lê rút dây. Hôm nay em không nhận đơn bốt nữa đâu, các chị đừng hỏi bốt nữa. Hôm nay không nhận đơn nữa. Phải vài ngày nữa em mới bắt đầu nhận order bốt đợt 2. Vài ngày nữa thì mới bắt đầu nhận order bốt đợt 2. Thì lúc đó các chị vào đặt, còn hôm nay em không nhận đâu mọi người nhá. Mọi người nhìn giúp em này. Áo này sẽ ghi giúp em là gì nào? Ghi lê rút dây sữa. Màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Ghi lê rút dây này em Linh có tất cả là 3 màu, màu đen, màu kem và màu sữa. Chốt trong livestream này cho các chị là 189.000 hàng Quảng Châu. Đối với phao thì em chỉ bán hàng Quảng Châu, em không bán hàng Việt Nam. Đố các chị tìm được mã phao là em bán hàng Việt Nam luôn đấy. Riêng phao là không bao giờ bán phao Việt Nam, bởi vì thật sự là của mình, công nghệ của mình làm nó không thể đẹp được các mọi người. Cho nên là em không bán nó phao hàng Việt Nam đâu nha các chị nha. Ghi giúp em mã này sẽ gọi là gì ạ? Ghi lê rút dây kèm màu và kèm số điện thoại. Q1 bao nhiêu? Dạ Q1 của em có tất cả là 3 màu và em chốt trong live là 127.000, bao giá cả thị trường Facebook cho các chị luôn. Đối với cái chất liệu tăm nhung tàu chứ không phải đối với chất liệu tăm nhung thường nha các chị nhá. Áo trong bao nhiêu? Áo trong em đang mặc là giữ nhiệt này em chốt trong live cho các chị là 127.000 thôi chị ơi. 127, mọi người tương tác và chia sẻ nhiều lên giúp em nhá. Áo này ghi giúp em là ghi lê rút dây sữa, ghi lê rút dây đen và ghi lê rút dây kem, mọi người thấy chưa? Một cái giữ nhiệt này á, lúc nãy em phối với áo khoác cũng rất là hợp. Bây giờ em phối với áo phao ghi lê vẫn rất là hợp, có đúng không ạ? Nó rất là dễ phối đồ luôn á, được chưa nào? Rồi em qua mẫu luôn nhá. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái áo dạ kia nhá. Không biết mặc lên được có ra cái giống gì không nữa. Em không biết là mặc lên nó có đẹp hay không. Nhìn thì em đã rất là thích rồi, nhưng chưa biết là mặc như thế nào luôn á mọi người. Hay là mình mặc cả cái giữ nhiệt đằng trong cái áo đó luôn nhỉ. Em cũng chưa biết như nào luôn á. Hôm nay em nhận được áo giữ nhiệt đẹp lắm chị ơi, ưng lắm chị ơi. Cảm ơn Kiều Phương, Nguyễn Thị rất là nhiều. Em hỏi mọi người ai ở đâu, em nói này. Khách của em mua áo này toàn hơn 200. Người mua được rẻ nhất là 169.000. Còn lại là toàn trên 200. Váy hot đẹp lắm nhưng váy của em không được tặng. Trời ơi, khả năng là cái lô vừa rồi là bị thiếu tang rồi. Em xin lỗi mọi người rất là nhiều. Khi nào mọi người có đơn sau thì mọi người báo nhân viên để bên em gửi bù tang cho các chị nhé. Kèm đơn và giúp em nhé. Xin lỗi mọi người rất là nhiều. Từ cái lô vừa rồi là nó bị, chắc là người ta quên không bỏ ấy. Mọi người nhìn giúp em này, hàng Quảng Châu, được chưa nào? Em qua mẫu luôn nha. Em qua mẫu luôn nha. Bây giờ lên cái áo dạ mới này, không biết là mình mặc lên có đẹp không nữa. Nhìn thì rất là ưng rồi. Ghi lê rút dây màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Màu này là màu đen, màu này là màu kem nhá. 100 bao nhiêu ạ? 189.000 đồng. Trời ơi, nhìn là đã mê lắm rồi này. Nhìn là đã mê rồi nhưng không biết mặc lên có đẹp không. Váy tầng bao nhiêu em? Váy tầng là váy gì chị nhỉ? Chân váy tầng là chị? Này, mọi người nhìn này. Trời ơi, mở được cái áo này ra ốm người luôn ấy. Mở được hết. Mà trời ơi, hàng hai lớp luôn. Trời ơi, xịn thế.
ôi xịn lắm, áo giữ nhiệt xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Shop toàn bán 350, khiếp gì mà bán 350 vậy, bán 200 mấy là quá thể lắm rồi. Bán 350 thì ai mua, mua hàng nhà Linh 3 năm rồi chưa bao giờ thất vọng. Em cảm ơn chị rất là nhiều đây này. Ví dụ như là em để nguyên để giữ nhiệt này, em cúc lên cũng được nhá. Cứ để nguyên cái giữ nhiệt này đằng trong mặc cho nó đẹp nhá. Bây giờ em cúc lên. Sau đó em sẽ mặc quần, xong em sẽ đeo đai và các thứ. Trời ơi nhìn nó khác bọt luôn. Hàng hai lớp chất dạ hàn nhá mọi người ơi, chất dạ hàn, hàng thiết kế, hàng hai lớp. Chị Linh Hoa, chị lên số đi, em thấy nhiều chị đặt hàng thật sự là không lên số điện thoại. Các chị không lên số điện thoại, em không biết là bán nó các chị kiểu gì luôn ấy, không có số làm sao mà chốt đơn được. Bây giờ nhá. Thử phát nhá. Đẹp quá. Đây này, mọi người nhìn giúp em này. Đấy mình cho cái này ra đằng sau nhá, xong rồi cho cái tai này vào. Cái áo giả này là nó sẽ kèm cái đai này luôn nha mọi người ơi. Đai này thì nó là đai rẻ thôi chứ cũng không phải là đai đắt đâu. Kèm đai thì làm sao mà đai đắt được. Còn ai mà có hàng có đai đẹp hơn thì các chị về phối cái đai của các chị nhá. Này, đỉnh chưa? Đó. U là trời, bây giờ em thay bên dưới vào một cái quần đùi, rồi em đi cái bốt em bán vào nữa thì thôi, các chị chỉ có hết tiền với em. Áo này thị trường đang bán xỉ là hàng 260.000. Đang bán 200, anh em xin lỗi, bán xỉ là 290.000. 290.000, có nhà thì bán 260, nhưng mà 260 đấy em thấy hơi xấu. Có nhà bán xỉ là 260, có nhà thì bán là 290. Thề luôn, còn hot girl là bán 350 và 308. Còn em bán là, nghe giá nhá, chuẩn bị chốt đơn này. Ôi cái áo dạ này chắc là cái áo dạ xịn nhất từ ngày xưa giờ em bán hay sao, kiểu dạ thiết kế mà. Này, đẹp chưa? U là trời, là đi con bốt vào nữa thì thôi luôn, mọi người thấy chưa? Đỉnh chưa? Bây giờ em đi bóp vào nhá. Áo này form rất là to, 60 cân, 65 cân khi vẫn vừa ấy, form to lắm. Và nó cái đai này mọi người thích thì mọi người có thể phối đai vào. Mà nếu như mọi người không thích đai thì thôi. Ôi giời ơi, tôi nghèo lắm rồi bà ơi rồi. Em cũng nghèo lắm rồi, các chị không mua cho em thì làm sao mà em không nghèo được. Áo này sẽ ghi là gì 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 đây anh ơi? Dạ gì đấy? Dạ VIP đi. Dạ VIP đi. Không, đợt trước có dạ rồi sao? Dạ VIP nhá. Này, trời ơi. Không biết nói làm sao nữa mọi người. Sao mà nó có thể sang như thế này, trời ơi. Này, đeo thêm cái túi đẹp nâu đó. Túi này ghi ra là túi đẹp nâu. Ôi, công nhận đẹp thật mọi người ạ. Từ từ để em sửa lại đã. Trời ơi, nhức cái nách. Này, mặc một cái áo giữ nhiệt ở trong và mặc con dạ VIP. Đấy, phải dùng từ dạ VIP thì nó mới đẳng cấp được. Dạ VIP kèm màu và kèm số điện thoại. Bao giá thị trường cho các chị luôn nhá. Thị trường con này đang bán xỉ là hàng 290. Còn hot girl thì các chị biết rồi, không bao giờ có chuyện dưới 350. Dạ VIP màu em đang mặc sẽ là màu nâu và dạ VIP màu này sẽ là màu đen. Dạ VIP kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 198.000 đồng. Mua được ở đâu bằng tiền? Em cho các chị hoàn hàng lại được chưa? Hàng hai lớp, bây giờ em bóc một cái màu đen cho các chị coi luôn nhá. Dạ VIP kèm màu và kèm số điện thoại 198.000 đồng nha các chị ơi. Chị Linh mua thêm mũ về đội chuẩn đẹp, đúng rồi, nhưng mà thôi. Em lười lắm mọi người, đúng rồi, thêm cái mũ nồi vào nữa thì thôi, đẳng cấp luôn. Mọi người nhìn giúp em này. Toàn bộ đằng trong là hàng hai lớp, không phải dạ một lớp đâu ạ. Hàng hai lớp nha, dạ VIP kèm màu và gì ạ? Và kèm số điện thoại, mọi người thấy chưa? Tay cũng là hai lớp, thân cũng là hai lớp, lưng cũng là hai lớp. Dạ VIP kèm màu kèm số 198.000 đồng. Các chị làm sao mà đỡ được, em mặc thêm màu đen cho các chị nhé. Em nghĩ là màu đen sẽ đắt hàng hơn màu nâu, vì là màu đen thì chắc là nó sẽ dễ phối hơn đấy. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Và mỗi một cái áo dạ này thì các chị sẽ được kèm thêm một cái đai nhé, được chưa? Đi thêm cái bốt em bán nữa thì thôi, nó gọi là đỉnh cao luôn. Nhưng mà live stream này em không nhận đơn bốt đâu. Live stream này em không nhận đơn bốt nha các chị nha. Nay nhận quần bò hai áo gấu nhà chị Linh, đẹp vãi trưởng, mê đồ chị quá. Cảm ơn Minh Trang rất là nhiều, cảm ơn em nhá. Rồi chị nào lấy dạ VIP lại chốt luôn nào. Dạ VIP màu em đang mặc, trời ơi tụt view, cố gắng tương tác lên cho em cái này. Tương tác hôm nay chán quá. Màu này cho em sẽ là màu nâu nhá, kể cả các chị không mặc như thế, các chị mặc như này cũng được này, mặc như này cũng được đấy, không cần phải nhất thiết về cái đai đó đâu. Các chị không thích thì các chị mặc thêm, mặc mỗi cái khoác như này thôi đó, mặc mỗi như này thôi. Bây giờ em mặc thêm màu đen cho các chị nhá. Dạ VIP kèm màu kèm số điện thoại. Quần đang mặc mã là gì? Quần đang mặc là quần phồng. Quần phồng này em chốt trong live cho các chị là 129.000 đồng nhá. 129.000. Ui màu đen đẹp hơn màu nâu đó các chị ạ. Màu đen em thấy cũng đẹp lắm này. Đây này, mọi người thấy chưa? Màu đen cũng đẹp lắm này, không cần phải đeo đai vẫn đẹp nhá. Ví dụ em mã này sẽ là dạ VIP đen. Còn bây giờ em thử đóng gì ạ? Em thử đóng cúc vào đây này, giữ nhiệt em vào bên trong, mọi người thấy chưa? Giữ nhiệt này phối với cái gì cũng dễ, phối với cái gì cũng đẹp, phối với gì cũng đỉnh luôn ấy. Khoác NI còn không, khoác NI em khả năng là em phải về thêm, bởi vì hôm trước các chị đặt nhiều quá, các chị nhìn form này, thấy chưa? Form rất là to, không cần phải đeo đai cũng được. Đai chẳng qua là một cái gợi ý cho các chị thôi, còn ai thích thì đeo, không thích thì thôi. Các chị mặc không này nó cũng đã xinh lắm rồi và ấm lắm. Thắt lưng này là mọi người sẽ được tặng kèm khi các chị... Ôi sao tụt view của em mất 200 người rồi kìa. Thắt lưng này là mọi người sẽ được tặng kèm khi các mọi người mua cái áo này luôn nhá. Cố gắng chia sẻ nhiều lên cho em cái nào. Đây mọi người thấy chưa?
Đó, đẹp chưa? Thì em mã này sẽ là dạ VIP và cách số điện thoại. Dạ VIP màu em đang mặc ở đây sẽ là màu đen. Và dạ VIP lúc nãy em mặc nó là màu nâu. 198k, trời ơi, hàng đỉnh như này. Hàng đỉnh này các chị không mua thì em cũng chịu luôn rồi đó. Em cũng bất lực luôn rồi đó. Dạ VIP kèm màu và kèm số điện thoại, chị nào lấy chốt luôn. Em qua mẫu đây, ế lắm rồi. Chỉ muốn tắt like rồi đây mọi người ơi. Ế quá. Quá ế. Bây giờ lên cái gì hả các chị, được chưa? Em qua mẫu nhá, quần này cái em là quần phòng. Collect thôi, bây giờ lên legging Muji. Đang mặc cái quần, đang mặc cái này lên legging Muji, đúng không? Hôm nay bán legging Muji thì chứ bây giờ không biết bán cái gì đây. Bán legging Muji, đúng rồi, quần tất này mọi người ơi. Quần tất về rồi nhá. Hôm nay là em bán kèm quần tất vào cho mọi người. Quần tất này em chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? Quần tất này chốt trong live là 69.000. Hôm trước em bán là 72.000, hôm nay em chốt cho mọi người là 69.000 đồng. 69.000 đồng nhá, lên CV8 đi chị ạ. Áo sọc đằng sau là cái gì? À quên, đang mặc cái quần này mà mặc với cái con sẻ ngực thì thôi cũng đỉnh cao luôn. Mặc với con sẻ ngực, mặc với cái set này cũng đỉnh cao luôn. Con sẻ ngực ấy mọi người. Sẻ ngực em bán đắt hàng lắm. Sẻ ngực em chốt trong live là 139.000 thôi. Siêu đắt hàng luôn á. Quần chị mặc là quần phồng, đúng rồi. Quần này của em là quần phồng hàng Quảng Châu nhá. Quần phồng này của em là hàng Quảng Châu. Chốt trong live stream cho các chị là 128.000. Đây em mặc cho các chị xem. Trời ơi, u là trời đỉnh luôn, mọi người nhìn giúp em này. Đây, cái này ví dụ em là sẻ ngực gì ạ? Sẻ ngực sữa. Sẻ ngực này em chốt trong live cho các chị là 139.000 đồng. Bao giá thị trường 139.000 đồng. Cái sẻ ngực này bây giờ nó ra hàng loại 2, vẫn là hàng Trung Quốc. Em nói thật mọi người nhé, nhập vào chỉ có 85.000 một áo. Nhưng mà hàng loại 2 các chị nhận về tay các chị chán luôn á. Em bán là chuẩn hàng loại 1, loại đắt nhất luôn ạ. Được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là gì? Ví dụ em mã này sẽ là, cái này ghi giúp em là sẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Sẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream cho các chị là 139.000 đồng thôi. 139, các chị nhìn giúp em này, mặc đỉnh luôn. Mặc lên là chỉ có ưng và ưng thôi, thấy chưa? Em đang mặc ở đây sẽ là gì? Sẽ là sẻ ngực sữa và à, quên. Thôi mặc lại cái quần bò lúc nãy đi. Mặc lại cái quần bò đầu live stream đi, quần bò này này. Đây mặc lại cái quần đẹp này, mặc cái con này là thôi luôn, con này này. Con này em bán lại mà em vẫn bán đắt hàng á mọi người. Em bán lại mà vẫn bán đắt hàng luôn á. Sẻ ngực kèm màu và kèm số 139.000 hàng Quảng Châu và cam kết là hàng loại 1. Em thấy em nói điêu mất lập luôn. Bây giờ ra hàng loại 2 rẻ lắm. Em thấy người ta đăng giá xỉ có tầm chưa đến 100.000, chưa đến 100.000 hàng loại 2 nhá. Mà em nhập vào đã là 100 mấy chục nghìn, nhưng mà nhìn cái bảng màu nó khác luôn. Cái chất nó cũng khác luôn. Nói chung là kể cả nhìn trên live các chị cũng sẽ biết là khác, chứ đừng nói là nhận vào bên ngoài. Cái chất nó xấu lắm, thật sự là không, nói chung là thêm có 20-30 nghìn em nói thật mua luôn hàng đẹp mà mặc tội gì, đúng không? Cái em mã này sẽ là sẻ ngực sữa và quần em đang mặc sẽ là quần đẹp. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Mặc ngay đầu live stream khách chốt rất là nhiều, mọi người nhìn giúp em này. Quần đẹp này của em là cái quần đắt nhất em đang bán. À không, không đắt nhất. Quần này đắt hơn. Quần này đắt hơn này. Quần gì ạ? Quần này là gọi là quần gì ạ? Quần này gọi là quần đỉnh. Quần đỉnh là đắt nhất này, 179, nhưng mà bây giờ mà mọi người đặt á, nếu mọi người đặt thì mọi người phải chờ. Em lấy áo gấu chất đẹp lắm. Cảm ơn Trần Thu Hà rất là nhiều nhé. Mọi người nhìn giúp em này, được chưa? Ghi em mã này sẽ là gì ạ? Quần em đang mặc sẽ là quần đẹp. Quần đẹp này em chốt trong live stream cho các chị là 173.000. Quần này thì đợt trước em bán là 177 và 178. Mọi người đẩy view lại giúp em 2.000 người coi nhé. Cố gắng tương tác nhiều lên đi ạ. Em mới like được có một hơn một tiếng thôi mà. Cố gắng tương tác nhiều lên nha các chị ơi. Hôm nay tương tác hơi kém ấy. À, mọi người chuyển khoản bốt rồi thì mọi người cứ ôi, được có 1.400 lượt chia sẻ bảo sao. Được có 1.400 lượt chia sẻ em không tặng được hai người đâu. Mọi người phải chia sẻ lên ít nhất là 2.000 lượt chia sẻ nhá. Quần này ghi giúp em là quần đẹp, quần áo này ghi giúp em là áo sẻ ngực. Mặc cái set này xong đeo thêm cái túi CK này vào nữa. Trời ơi, đeo thêm cái túi CK này vào nữa là thôi hết nước chấm luôn. Mọi người thấy chưa? Hợp chưa? Ghi giúp em mã này sẻ ngực em đang mặc sẽ là màu sữa. Ô, có cả màu nâu nhỉ? Em nhớ lúc nãy là anh Khánh mang màu nâu xuống rồi mà bây giờ vẫn không thấy chèo đây nhỉ? Đeo cái chèo đâu nhỉ? Sẻ ngực kèm màu và cái u, trời ơi, tại sao em có thể quên được cái này nhỉ? Em thần kinh rồi các chị ơi. Tại sao em có thể quên cái áo tím này? Em thề với các chị là áo tím này em mặc đúng một live stream. Đúng một live stream nhá. Hôm đó là em mặc với cái quần quần gì nhỉ? Không nhớ nữa. Nhưng hôm đấy là em mặc màu tím đợt này còn đẹp hơn cả màu tím đợt trước. Màu đợt này còn tím đậm hơn, đẹp hơn. Mà em nợ đơn cái áo tím này là 8 ngày. Đến ngày hôm qua mới giải hết đơn cái áo tím này. Trời ơi, tại sao em có thể quên được? Đúng là ngu người ấy, mọi người. Cái này ghi giúp em là sẻ ngực. Màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Màu sữa. Em nhớ lúc nãy Khánh mang cái sẻ ngực nâu xuống rồi mà nhỉ? Sao không thấy nữa nhỉ? Sẻ ngực màu em đang mặc sẽ là màu sữa, màu này cho em sẽ là màu vàng, màu này cho em sẽ là màu kem và màu này cho em sẽ là màu đen. Sẻ ngực này mặc mà che chất xấu hoàn hàng lại luôn. 139.000. 139.000 sẻ ngực kèm màu kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc gọi là gì? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Full 3 size SML.
full 3 size SML bao vừa thoải mái cho các chị từ bao nhiêu ạ? Từ 45 cho đến 65 cân là mặc được. Nhận N2 nhà chị Linh đẹp lắm, quần tam giác người em hơi nhỏ nên hơi rộng. Cảm ơn Thúy Hằng rất là nhiều đây. N2 đây. N2 thì bây giờ bán hơn 2.000 con là vẫn đang nợ đơn. Em thấy là hiện tại trên kho em đang hết tất cả các màu. Còn đúng 4 cái áo mẫu ở đây thôi, nói sai mất lọc luôn. Còn mấy cái áo mẫu ở đây, còn trên kho là hết tất cả các màu rồi và ngày mai hàng mới về nhá. Xẻ ngực mới em đang mặc sẽ là màu sữa, còn quần em đang mặc sẽ ghi giúp em là quần em đang mặc là quần đẹp. Trời ơi, quần này đi chân đất nó cũng đỉnh rồi. Quần đẹp nhá, một trong những cái chất bò giãn mà hiện tại em đang bán ở đây. Đợt trước là em bán là 177, đợt này em bán lại là bán 173. Quần này có hai màu đậm nhạt. Màu em đang mặc sẽ gọi là quần đẹp đậm và màu này cho em sẽ là quần đẹp nhạt, hai màu đậm nhạt. Thì nếu như mà ai mà không tự tin về form dáng giống như em thì mặc màu đậm. Còn nếu như ai body đẹp chuẩn thì mọi người lấy màu nhạt giúp em nhá. Ghi giúp em mã này sẽ là quần đẹp đậm và màu này ghi giúp em là quần đẹp nhạt, màu tím chuẩn như trên line luôn chị ơi. Màu tím đợt trước là không đẹp bằng màu tím đợt này đâu, bởi vì Trung Quốc nó nhuộm màu mà. Trung Quốc nó nhuộm màu cho nên là mỗi một lô về thì cái ảnh nó hơi khác một tí. Nhưng mà cái chuyến này này, trời ơi, bây giờ em phải mặc ngay và luôn cái con màu tím này. Ngày hôm qua nhà em về được 400 con màu tím. Và chia đơn cũ thì bây giờ chắc còn khoảng tầm hơn 100 thôi. Chắc còn tầm hơn 100 thôi, cho nên là ai comment trước thì được trước, ai comment sau hết hàng thì thôi. Mọi người phải đủ 2.000 lượt chia sẻ nhá, mới được có 1.400 lượt chia sẻ thì làm sao mà em tặng mọi người 400.000 được. Càng ngày mọi người chia sẻ càng ít nha mọi người nha. Chia sẻ nhiều lên giúp em. Livestream này em tặng cho hai người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người 200.000. Đây em treo thêm màu nâu, anh treo cho em cái màu nâu cái, được chưa? Em đọc lại bảng màu xẻ ngực một lần nữa để em qua mẫu này. Xẻ ngực màu em đang mặc sẽ là màu sữa, màu này sẽ là màu vàng, màu này sẽ là màu kem, màu này sẽ là màu đen, màu tiếp theo một màu nữa sẽ là màu nâu. Xẻ ngực 139.000, mua đâu rẻ hơn, em cho các chị hoàn hàng lại. Còn quần đẹp 173.000, cũng câu nói cũ, mua đâu rẻ hơn, em cho các chị hoàn hàng lại. Nhận hàng nhà em được kiểm tra hàng, được sờ chất, được bóc ra, xem hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Nên các chị đừng lo lắng rằng là hàng có giống trên live stream hay không, hàng có chuẩn mẫu hay không. Một màu nữa là màu nâu, màu này siêu đắt hàng luôn, được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là gì nào? Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại 139.000, siêu đẹp luôn. 139.000 siêu đẹp luôn nhá, chị nào lấy chốt luôn giúp em là xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại nha các chị ơi, đỉnh chưa? Vàng, kem, nâu, đen và sữa, xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Em lên qua mẫu tiếp theo nha mọi người. Đây. Áo em đang mặc sẽ là gì? Áo em đang mặc sẽ là xẻ ngực và quần em đang mặc sẽ là gì? Quần em đang mặc sẽ là quần. Quần em đang mặc sẽ là quần đẹp 173.000. Em qua mẫu luôn, bây giờ em phải lên con len tím. Bây giờ phải màu xanh sao lại màu vàng á? Màu đấy bảng nhà em là màu vàng mà ai nói với chị đó là màu xanh? Ai nói với em đấy là màu xanh? Đấy là màu vàng mà. Cái xẻ ngực màu đấy là màu vàng mà. Em đã bao giờ đọc màu xanh chưa? Màu xanh đâu? Này, con này mọi người nhất định phải tranh nhau này. Len cúc tím và cách số điện thoại. Em thề em nói sai mất lộc luôn. Màu tím là màu em bán được nhiều nhất. Màu tím là màu em bán được nhiều nhất. Và tím đợt này còn đẹp hơn cả tím đợt trước cơ. Đẹp vô cùng là đẹp luôn. Còn cái quần gì ạ? Còn cái quần gì ạ? Quần đỉnh nhà em thì mọi người chờ nhá. Mọi người chờ để với em giả đơn từ từ, chứ bây giờ đang thiếu đơn nhiều lắm mọi người ơi. Đang thiếu đơn vô cùng nhiều luôn. Mọi người nhìn giúp em cái màu tím này, đỉnh chưa? Tím lô này còn đẹp hơn tím lô trước. Ví dụ như mặc cái này xong em đeo thêm cái túi CK nữa. Trời ơi. Muốn xỉu chưa? Được chưa? Ghi ở em mã này sẽ là len cúc tím và cách số điện thoại 123.000, mua đâu bằng tiền, cho các chị hoàn hàng lại. Len cúc tím và cách số điện thoại, cúc này là cúc thật, mọi người có thể mở được nhá. Cúc thật mọi người mở được. Len cúc màu em đang mặc sẽ là len cúc tím. Trời ơi, mặc trắng vãi luôn. Em đọc cho mọi người bảng màu nhá. Len cúc hiện tại bây giờ em chỉ nhận đơn cho mọi người có mấy màu này thôi ạ. Đây, len cúc màu này cho em sẽ là màu đen, màu này sẽ là màu cam, màu này sẽ là màu sữa, màu này sẽ là màu đất và màu em đang mặc sẽ là màu tím. Hôm nay nhà em bán 4 màu nha các chị ơi. Len cúc và túi này ghi ra là túi CK nâu. Hả? À 5 màu nhá. Màu đen này, màu cam này, màu sữa này, màu đất này, màu này là màu đất và màu em đang mặc là màu tím là màu đất hàng nhất. Len cúc kèm màu kèm số 123, màu tím là màu đất hàng nhất. Có thời điểm em thiếu hơn 300 đơn áo màu tím. Em thề luôn thì các chị biết là hot như nào. Còn túi này ghi duyên là túi CK nâu. Màu này cho em sẽ là túi CK đen, đỉnh chưa? Nhưng mà ví dụ như set này thì em thấy mặc với màu đen đẹp hơn này, được chưa? Đúng rồi, len cúc đợt trước là cúc tím đợt trước là đợt trước là màu tím nó tại sáng hơn, còn đợt này là tím nó đậm hơn này chị này. Tại vì cái này là do xưởng Trung Quốc nó giặt, nó kiểu nó nhuộm mỗi đợt ra một màu hay sao ấy. Tức là nó vẫn là tím nhưng mà có khi nó lên tông một tí hoặc có khi nó xuống tông một tí thì các chị thông cảm. Và tốt nhất là các chị cứ kiểm hàng, nếu như mà ở ngoài đời thực ấy mà mọi người nhận hàng mà đúng cái màu tím mọi người thích thì mọi người nhận, còn nếu như mọi người nhận mọi người thấy xấu thì thôi mọi người hoàn hàng lại giúp em, được chưa? Rất là thoải mái và hoan hỉ luôn.
Bây giờ mọi người có đồng ý chờ mã này về không này, để em lên cho mã này này, cái con quần đỉnh này, con quần đỉnh này mà đóng thùng với con áo tím vậy thôi, các chị hết tiền với em luôn. Con quần đỉnh này mà em đóng thùng với con áo tím này các chị hết sạch tiền với em luôn. Xác định là, nhưng mà vấn đề là các chị không chờ hàng nhà em ấy thì các chị cũng chẳng, khẳng định lại một lần nữa này, chẳng mua được ở đâu mã này. Bằng tiền luôn, em đố các chị luôn đấy. Thề, kể cả không chờ nhà em Linh về hàng thì cũng chẳng mua được ở đâu hết cái mã này này. Trời ơi, quần hot này. Hôm trước một live stream ngày trưa ngày hôm tối ngày hôm đó, và trưa ngày hôm sau em bán được hơn 1.000 quần, nói sai mất lọc luôn. Bây giờ em đang đặt 1.500 quần và đang chờ hàng về, thì về một chuyến trước sẽ là gì ạ? Shop ra không rep thì có được nhận. Hôm qua chị viết cáp vẫn nhận nó là bốt. Chị nhận nó là bốt thì em cọc rồi là ok mà. Em cọc rồi là ok mà nha. Ghi ở em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Len gì? Len cúc tím. Trời ơi đẹp quá. Mới đầu tháng mà hết sạch tiền với bà, cho nên là cái quần đỉnh nhà em nói mọi người, cái quần đỉnh này mọi người không chờ nhà em Linh Jean thì các chị cũng chẳng mua được ở đâu hết. Áo này em bao vừa thoải mái đến 75 cân vẫn vừa được chưa ạ? Len cúc tím và cúc này có thể mở được. Trời ơi, em sợ lại cháy màu tím tiếp mọi người ạ. Mọi người lại chốt màu tím như chưa từng được chốt luôn. Bây giờ em mặc cho mọi người quần đỉnh nhá. Quần đỉnh này em nói này, tối ngày cái hôm mà em đầu tiên em tung ra thị trường và ngày hôm sau, tức là và trưa ngày hôm sau và cái hôm em xả hàng ấy, em cũng có mặc, cũng có mặc một tí tẹo. Và tối ngày hôm đó là chủ yếu mới mặc nhiều. Và em bán được bao nhiêu ạ? Em bán được hơn 1.000 quần. Hơn 1.000 quần, các chị thề nói đi mất lọc luôn. Hơn 1.000 quần nha. Đây, bây giờ em mặc cho mọi quần đỉnh này. Các chị nhìn này, em đang mặc ở đây là size S nha. Quần đỉnh, đây là cái quần bò có giá cao nhất ở shop em nha mọi người nha. Này mọi người nhìn hộ em này. Ghi hộ em mã này sẽ gọi cho em là quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Đẹp chưa? Đây là dáng form bò giãn nhá. Bò giãn nhưng mà nó lại là dáng rộng. Còn ví dụ như cái con mà quần đẹp kia mà em bán á, quần đẹp mà em vừa mặc á, thì nó là bò giãn nhưng nó lại là dáng ôm. Và quần này thì em sẽ phối thêm với một cái thắt lưng. Tuy nhiên là cái thắt lưng này nhà em không có đi kèm được. Nếu như mà đi kèm thì em hết lãi luôn, em lỗ luôn chứ không phải là hết lãi, mọi người thấy chưa? Cái áo len tím mà em mặc với cái con quần đỉnh này, trời ơi, đeo thêm cái túi rất là nhức nách luôn, mọi người thấy không ạ? Mọi người nhìn từ đằng sau này, thấy không? Quần này ghi cho em là quần đỉnh, có tất cả là 3 size SML. Và đây cũng là gì ạ? Đây cũng là cái quần bò đầu tiên mà em có size cho các chị đến tận 70 cân. Quần này 70 cân em bao vừa mặc được size to nhất. Ví dụ như cái quần đẹp vừa rồi là em chỉ nhận đơn cho các chị đến 65 đúng không? Được chưa? Chị Nguyễn Thị Thùy Dung ơi, chị đặt hàng cả tuần chưa có thì chị vui lòng ngày mai gọi điện vào số điện thoại hotline để báo nhân viên kiểm tra đơn nhá. Ghi em mã này sẽ gọi giúp em là quần này là quần đỉnh. Quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Quần đỉnh em có tất cả là 3 size. Dưới 52 cân chỉ mặc size S. Từ 53 cho đến 60-61 mặc size M. Và từ 60-61 đến 70 cân mới mặc size L. Quần này là quần bò giãn. Mọi người nhìn này, bò giãn thì nó sẽ đắt hơn bò không giãn. Ví dụ như con quần đỉnh và quần đẹp em bán tận 170 mấy. Nhưng đối với những con không giãn, ví dụ như gập gấu hay các thứ, em chỉ bán 13 mấy hoặc 14 mấy, đúng không ạ? Thì là bò giãn thì luôn luôn đắt hơn bò không giãn, bởi vì nó phải xử lý vải nhiều hơn. Đây này, nó là bò giãn cho nên là quần này đối với size to nhất em bao vừa cho các chị đến tận 70 cân. Cho nên là những chị, em nói thật, những chị bình thường 70 cân gần như là không bao giờ mua được quần bò. Không bao giờ mua được quần bò. Ví dụ như mẹ em có 6 mấy cân mua quần bò còn chẳng mua được ấy. Và cái đai này thì cái này không phải là đai, cái này chỉ ghi giúp em là thắt lưng. Thì nếu mà ai muốn lấy thắt lưng thì sẽ ghi là thắt lưng vào nhá. Thắt lưng là 45.000 em bán kèm. Còn khi mọi người nhận được quần là không có thắt lưng này đâu nhá. Cái thắt lưng này là bán kèm. Các chị ghi giúp em là thắt lưng. Còn áo này sẽ là len cúc tím. Còn quần này sẽ là quần đỉnh nhá. Em dơ cho mọi người len cúc này, len cúc tím này. Màu này cho em sẽ là len cúc đen này. Màu này sẽ là len cúc cam này. Màu này sẽ là len cúc sữa. Màu này sẽ là len cúc đất nhá. Cúc này sẽ là cúc đất. Em sẽ mặc cho mọi người màu đen. Màu đen hôm nay mới về được hàng thêm á. Len cúc về thị trường em thề luôn là đang bán xỉ là hàng 14. Hôm nọ là em bị thiếu đơn màu tím của khách, xong cuối cùng là phải đi hỏi lại ở Việt Nam để định lấy lại để giả khách, bởi vì là chờ lâu quá. Nhưng cuối cùng em hỏi giá xỉ ở Việt Nam là 14 và 15 tùy nhà, thế là em có dám lấy đâu. Thế em hỏi mọi người, em bán 1, 2, 3 mà em bán 14, 15 thì làm sao mà em đi buôn ngược à? Thế nên thế chẳng thà là hủy đơn của khách chứ cũng không thể nào mà lỗ nhiều như thế được. Ví dụ như bằng tiền thì em có thể lấy về xong rồi em ship cho mọi người để đi đơn kèm với sản phẩm khác, chứ ví dụ như chứ còn lãi tận là lỗ tận mười mấy nghìn thì không thể nào được các chị ơi. Nói chung là hòa vốn thì còn được, nhưng lỗ thì là không thể nha các chị nha. Ví dụ em mã này sẽ gọi giúp em là len cúc kèm màu và kèm số điện thoại, đẹp chưa? Len cúc này là 123.000. Len xinh đầu livestream em chỉ bán có 97.000 thôi, nhưng mà sợ hết hàng rồi đấy. Mọi người chốt nhiều lắm mà chỉ có 490 mấy con thôi đây này. Len cúc màu này cho em sẽ là màu đen, còn quần này sẽ là quần đỉnh. Mọi người lưu ý giúp em này. Cảm thấy chờ hàng được thì mới đặt giúp em nhé, chứ không đấy nhiều chị cứ bảo là ui mình đặt hàng bên shop 5 ngày rồi không thấy ship, 3 ngày rồi không thấy ship, 1 tuần rồi không thấy ship. Hàng mùa này thật sự em nói thật là shop nào cũng lâu.
cũng không hẳn là quá đắt hàng, nhưng mà hàng mùa này nó lâu, kể cả là hàng xưởng á thì làm cũng lâu, vì là toàn là hàng chi tiết kỹ. Còn hàng Trung Quốc thì nó là siêu lâu rồi, tại vì là bây giờ mình thuộc bên đấy là còn gì ạ, còn sản xuất này rồi còn vận chuyển này, nói chung là rất là nhiều yếu tố ấy mọi người. Quần thép thắt lưng này là 45.000, ai lấy thắt lưng thì ghi là thắt lưng. Đây, chị nào lấy quần đỉnh chốt giúp em là quần đỉnh nhá. Đấy, mọi người thấy chưa, con quần đỉnh này nhá, mặc với cái áo cúc đen xong đeo thêm cái túi CK đen đã, trời ơi sao mà nó xinh như này, sao mà nó xinh như này à các chị ơi, len cúc tím được chưa. Trời ơi, một tháng chưa nhận được hàng mà cũng không thắc mắc gì thì em cũng chịu các chị luôn ấy. Một tháng không nhận được hàng, tại sao không chị, các chị không gọi điện vào số điện thoại hotline để mà hỏi, còn lên đây hỏi cái gì ạ? Mình chủ động giúp em đi, có số hotline ở trên ảnh bì ấy. Bên em đã tuyển hẳn một nhân viên chỉ để ngồi nghe máy của các chị thôi. Từ thứ hai đến thứ bảy gọi vào giờ hành chính, gọi một cuộc chưa được thì gọi nhiều cuộc. Có nhiều chị gọi máy bận cũng vào kêu, khổ ghê luôn ấy, mọi người chủ động giúp em nhé. Đơn hàng em rất là nhiều, một ngày đi mấy nghìn đơn thì cái chuyện mà các chị cần kiểm tra hàng rồi là kiểm tra đơn các thứ rất là nhiều. Nên là mình làm sao, mình có đơn rồi mà ví dụ như lâu quá mình chưa nhận được hàng thì mình phải chủ động gọi điện hỏi chứ. Bây giờ còn bảo đơn của em một tháng chưa nhận được hàng mà vẫn vào đây thắc mắc được, em chịu luôn á, thật sự. Nếu như một tháng chưa nhận được hàng thì chỉ có thể là ví dụ như là bị thất lạc đơn, hoặc là cái đơn đấy bị lẫn ở đâu hay như nào, chứ chẳng bao giờ mà bên em bắt khách chờ một tháng cả. Nếu như 10 ngày mà hàng không về là đã báo lại khách rồi, được chưa. Hôm nay nhận được bộ tay kẻ đỉnh luôn chị ơi, cảm ơn Mai Trà nhá. Ghi em mã này sẽ gọi là len cúc, mà em đang mặc sẽ là màu đen. Còn quần này ghi cho em là quần đỉnh nhá. Quần đỉnh này tầm 5 ngày nên em mới bắt đầu giả đơn được ạ. Thắt lưng là 45.000 thì các chị ghi cho em là thắt lưng. Không có tạ, không có đi kèm thắt lưng đâu ạ. Thắt lưng nữa là buôn lỗ luôn đấy. Mọi người lấy thắt lưng thì ghi là quần đỉnh nha mọi người. Thuê bao lúc này thì gọi lúc khác em ơi, không phải lúc nào gọi cũng được đâu. Ví dụ như từ 12 giờ trưa đến 1 rưỡi mà nhân viên nghỉ là nó sẽ tắt máy, bởi vì như thế là mọi người gọi vào rất là nhiều. Nói chung là mọi người chủ động giúp em, mình đặt hàng mình có trách nhiệm với đơn hàng của mình nhé các chị nhá. Ví dụ như gọi là gì, gọi máy bận hay là gọi thuê bao thì lúc sau hoặc lúc sau nữa mình gọi lại, chứ không bao giờ có chuyện là luôn luôn thuê bao. Nhà em có nhân viên trực hotline, làm sao mà có chuyện thuê bao từ ngày này qua tháng khác được ạ? Được không ạ? Thì em mã này sẽ gọi cho em là quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, 179.000. Còn thắt lưng là 45.000. Ai có nhu cầu thì mua, không thì thôi, không đi kèm thắt lưng và cũng không bắt khách phải mua nhá. 45.000, còn quần không là 179, nó là hàng giãn này này, được chưa. Còn len này sẽ là len cúc đen, màu này sẽ là cúc tím, màu này sẽ là cúc cam, cái này là cúc sữa, và cúc này ghi cho em là cúc đất. Màu này cho em sẽ là cúc đất, màu này sẽ là màu đất nha các chị nha. Quần đỉnh và quần diện và len cúc kèm số điện thoại. Bây giờ nhân tiện mặc cái quần này, em mặc cho một cái áo này luôn. Cái áo này em về được hàng này. Trời ơi, tất cả những ai đang xem livestream của em mà đã mua cái áo này rồi, cho em xin câu phản hồi nhá. Áo này ghi giúp em là áo gì ạ? Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Cardigan lông thỏ chưa về lại chị ơi, vẫn đang chờ và chưa thấy gì luôn ấy, chán lắm. Bán hạ tàu nói chung sướng thì cũng sướng, nhưng mà chờ hàng mệt mỏi lắm. Túi này ghi giúp em là túi CK nâu, và màu này cho em sẽ là túi CK đen. Túi CK 254.000 chị ơi, hàng cao cấp, 254.000. Bây giờ em mặc cho mọi người nỉ cúc nha. Còn sục da không ạ? Dạ không chị ơi, chưa về, hàng vẫn chưa về đâu ạ. Quần đỉnh size M chị Nụ Miu ơi, lên số đi ạ. Len cúc em chốt trong line có 1, 2, 3 thôi. Cái này giá ở Việt Nam đang xỉ là 14, 15, 16, tùy nhà đó. Còn hot girl thì tất nhiên là áo đẹp lắm luôn. Chim ưng, em cảm ơn chị Thảo Nguyễn rất là nhiều nhá. Bộ theo em vẫn bán mà, bộ theo em vẫn có mà. Sau cái này em sẽ lên quần Q4. Áo nỉ cúc của chị Linh chất quá đỉnh, lên form trẻ trung, cảm ơn Khánh Huyền rất là nhiều. Còn váy điệu không chị? Trời ơi, lại váy điệu đúng không? Bây giờ chuẩn bị lên váy điệu nhá. Thông báo các chị một tin là váy điệu bên em đã giả hết sạch đơn rồi nhá. Đến ngày hôm nay mới dám nói câu này ở trên livestream luôn, từ hôm em bán đến bây giờ. Và tổng số lượng váy điệu lên đến giờ phút này em đặt là 4.500 váy rồi. Thì tất cả những đơn nợ là bên em đã giả hết rồi đó, không có nợ nữa đâu. Mà bây giờ là bắt đầu đang đặt truyền mới để bây giờ bắt đầu like này. Tức là trên kho thì cũng hết, nhưng mà ý là đơn mà em nhận các chị ấy, các chị ơi, nhắn tin không có người check đâu. Chỉ có đặt hàng qua livestream, sau đó bên em nhiều chị chưa mua hàng bao giờ, cứ nhắn tin các thứ em bảo rồi. Nhà em không bán hàng qua tin nhắn, cũng không có người check tin nhắn. Đặt hàng, đặt trong live, sau đó vào inbox địa chỉ số điện thoại, thế thôi. Còn sau khi cái khâu đặt hàng đó mà có thắc mắc gì, hay là có gì, có vấn đề gì, hay là có kiểm tra đơn, hay là có nhầm lẫn gì thì gọi hotline, chứ đừng nhắn tin. Các chị nhắn tin cả tháng không có người check đâu ạ, được chưa. Ghi em bán này sẽ là gì ạ? Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Chia sẻ cho em ít nhất được 2.000 lượt đi các chị ơi. Các chị chia sẻ ít quá, chia sẻ cho em ít nhất được 2.000 lượt đi nào, 2.000 lượt đi nào các bác ơi. Để em còn váy điệu đẹp lắm, mình 1m6, 65 cân mặc vẫn ngon lành. Cái gì? 65 cân vẫn vừa chị. Váy điệu đẹp lắm, mình 1m6, 65 cân mặc vẫn ngon lành. Em cảm ơn chị Kiều Trang rất là nhiều nhé. Em thề em nói đi, em mất lòng luôn.
Đến giờ phút này tổng số lượng váy điệu em đặt lên đến là 4.500 váy. Thì các chị hiểu cái đẳng cấp bàn váy đấy của em rồi đúng không? Thì em mã này sẽ là nỉ cúc đen và cách số điện thoại. Nỉ cúc em có là màu đen nhá, màu nâu thì hiện tại hàng vẫn chưa về thêm. Ví dụ em mã này sẽ là nỉ cúc đen 143.000. Mua đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Hàng của em là chất nỉ 2 da. Và nỉ cúc này em bán hơn 5.000 con rồi. Bây giờ vẫn đang tiếp tục chờ hàng về. À không, màu nâu hình như về rồi nhỉ. Treo ở đâu nhỉ? Nỉ cúc nâu và nỉ cúc đen nha các chị ơi. Màu nâu ở đâu anh ơi? Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live lấy cho em cái nỉ cúc nâu với. Em chốt trong live stream cho các chị là 143.000. Nỉ cúc không có màu cam với màu đất chị ơi. Làm gì có màu cam, nỉ cúc chỉ có đen nâu, đen nâu gel kem. Nhưng mà gel kem thì em bỏ mẫu bởi vì hai cái màu đấy nó không được đẹp lắm, tức không được đắt hàng lắm, không đắt làm bằng hai màu này. Váy hot mới nhận về, form dáng chất quá đẹp. Em cảm ơn chị Hoa Hướng Dương rất là nhiều. Đây váy hot đây. Váy hot là váy này, còn váy điệu là váy trên cùng trên góc kìa. Váy điệu đấy tổng số lượng thì bây giờ em nhập, em đặt nhá. Em đặt là 4.500 con rồi. 4.500 con, anh em chị kia lấy thì không có đâu. Nói điêu mất lộc luôn, 4.500 con rồi các chị ơi. Còn cái này ghi giúp em là gì ạ? Nỉ cúc đen và cách số điện thoại. Nỉ cúc đen chuyến cuối nha mọi người, chắc là bỏ mẫu được rồi nhá. Chuyến cuối nhá, chắc là bỏ mẫu được rồi nhá mọi người. Ghi giúp em mã này sẽ là gì? Nỉ cúc đen. Và màu này cho em sẽ là gì? Màu này cho em sẽ là nỉ cúc nâu. Hai màu nha mọi người, màu kem với cả màu rêu rồi thôi, vì hai màu đấy không đắt hàng lắm cho nên là em không có nhập nữa nhá. Vậy chỉ nhập hai màu đắt hàng thôi. Được chưa? Này, đẹp chưa? Thả tim, thả like và chia sẻ like cho em với. Đây, đỉnh chưa? Nỉ cúc nâu và nỉ cúc đen cách số điện thoại. Được chưa? Lần đầu tiên mua hàng thì bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Giơ lại phải hot đi, ok tí nữa chị ơi. Ghi giúp em mã này là gì ạ? Bé nhà mình giờ toàn bắt mua đồ cô Linh cho con gái, con cái gì cũng đẹp rẻ. Em cảm ơn chị Nguyễn Bình nha. Rồi chị nào thì lấy nỉ cúc nó lên số giúp em, đặt hàng phải lên số đi mọi người ơi. Mọi người không lên số không có đơn đâu, nhớ nha, không lên số không có đơn đâu. Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Chị Ngọc Song Ngọc ơi, chị lên số đi ạ. Chị Ngọc Song Ngọc lên số điện thoại giúp em nhé. Đẹp chưa? Này, màu này xem sẽ là màu đen và quần này sẽ là quần gì? Quần đỉnh và cách số điện thoại. Quần đỉnh và cách số điện thoại đi ạ. Em qua mẫu luôn đây. Bây giờ em lên cho mọi người cái gì nào? Cho em xem váy điệu. Trời ơi. Tất cả những ai đã mua váy điệu nhà em rồi cho em xin câu phản hồi với mọi người ơi. Tất cả những ai đã mua váy điệu nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Áo giữ nhiệt em lên rồi. Bây giờ em lên cái váy điệu một tí tẹo nhá. Tại vì là nhiều chị vẫn muốn xem váy điệu lắm mọi người ạ. Mà em thì em nói thật là em vẫn bán đắt hàng lắm. Đến ngày hôm qua là em bắt đầu đặt tiếp một đơn mới là 500 váy nữa. Đấy. Tổng số lượng em đặt lên đến 4.500 váy rồi. Tổng số lượng nay em nhận váy điệu rồi, vừa đẹp lắm Linh ạ. À, cảm ơn Phương Liên rất là nhiều nhá mọi người nhá. Mình chuyển khoản bốt thành công nhưng bên bạn chưa xác nhận là gì, nhưng bên bạn em nhận áo này rồi, đẹp lắm luôn ạ. À, cảm ơn Dương Vân Anh nhá. Mọi người cứ chụp lại cái gì ạ? Váy điệu xinh lắm. Em cảm ơn chị Vũ Huệ này, mọi người thấy chưa? Mọi người chuyển khoản và cứ chụp lại giao dịch và inbox sau đó chờ bên em check nha. Bao giờ đến lượt bên em sẽ check, bởi vì bây giờ đang còn hàng nghìn cái chuyển khoản. Đến nỗi nhiều đến nỗi mà em phải ra ngân hàng sao kê để check cho mọi người vì nhiều quá, một ngày đến gần 1.000 giao dịch. Thì em hỏi mọi người, váy điệu đẹp lắm ạ. À, em mặc ai cũng khen đẹp ý. Cảm ơn bé mập rất là nhiều, mọi người thấy chưa? Từ khi mà em chỉ cần cầm, bởi vì là sao? Bởi vì là gần như là đến tay khách hàng gần 4.000 cái váy thì phản hồi phải là siêu nhiều luôn mà vẫn chưa thấy khách nào chê. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, thấy chưa? Đây là cái váy mà em bán được số lượng nhiều nhất từ ngày em Linh bán quần nào đến bây giờ. Và hôm nay có cái túi CK này thì em sẽ đeo với cái túi CK nha mọi người nhá. Nhìn giúp em này. Váy điệu quá xinh luôn ý. Váy dưới váy điệu là váy gì? Váy dưới váy điệu là V1 chị ơi. Nhìn giúp em này. Em có một màu duy nhất như em đang mặc, em bảo em nói điêu mất lộc luôn. Em đặt tổng số lượng đến bây giờ là 4.500 váy. Thì các chị nghe cái số lượng là các chị biết rồi. Và thị trường các chị mua ấy, không bao giờ có chuyện có size L đến 60 cân. Thị trường người ta chỉ váy điệu bây giờ sẵn tất cả các size rồi em nhá. Bây giờ sẵn tất cả các size, ngày mai ngày kia là chuẩn bị về tiếp 500 con nữa. Tức là bây giờ từ khi em tung ra bán đến bây giờ thì bây giờ mới dám đứng ở đây và nói rằng là hôm nay bên em đã giả được hết đơn cho các chị. Còn tất cả những live stream trước nhá, vẫn cứ là chưa giả hết đơn. Và em có size cho các chị đến tận bao nhiêu? Đến tận 60kg. Và khách của em lúc nãy có khách 60kg bảo vẫn 65kg vẫn mặc vừa. Nhưng mà nói thật là em an toàn cho nên em chỉ dám nhận đơn cho các chị đến 60kg thôi. 60, 61, 62 thôi chứ 65 thì em không dám nhận đâu nha các chị nha. Ghi ở em mã này sẽ gọi là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Đeo thêm cái túi CK đen. Trời ơi, cái mùa này là mùa gì các chị biết không? Mùa tiệc, mùa cưới, cuối năm, party rồi liên hoan, tất niên, công ty, cuối năm các thứ đúng không ạ? Và đám cưới mùa này siêu nhiều đám cưới, các chị có công nhận không? Thì đây là cái mùa mọi người diện váy rồi mọi người. Váy điệu đi cùng bốt đen ngắn cổ,
cổ đẹp là đẹp luôn, chất mịn đẹp. Em cảm ơn chị Tâm Phạm rất là nhiều, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Váy đen đằng sau váy này chị ghi giúp em là váy hot, sau váy này em sẽ lên váy hot. Nói chung là bây giờ sẽ lên một series váy cho các chị, sau váy hot em sẽ lên V88. Vì thật ra là hôm nay để mà nói thì không có nhiều hàng mới mấy. Hôm nay không có nhiều hàng mới mà hôm trước, cái hôm trước là cái hôm mà nhiều hàng đẹp nhất tháo rồi đấy. Còn hôm nay không có hàng mới mấy đâu. Nên là bây giờ em lại lên lại những cái sản phẩm mà em bán đất hàng nha các chị nhá. Bây giờ em tư vấn cho các chị này, quan trọng là cái giá này. 177.000, cái thứ nhất là em bao giá thị trường cho các chị. Cái thứ hai là em bao cho các chị là thị trường không có size L đến 60kg đâu, chỉ có em bán size L đến 60-61kg thôi. Và các chị nhìn kỹ hàng giúp em này. Đây, đó mọi người thấy chưa, nhìn hàng là biết rồi. Và ngày đầu tiên mà em tung cái váy này ra ấy, là một buổi chiều, một buổi tối em nhận 1.800 đơn. Cho đến giờ phút này là đặt 4.500 váy rồi. Thì là các chị hiểu độ hot như nào, quảng cáo như thế nào thì nhìn nghe cái số lượng là biết rồi đúng không? Và váy này em tư vấn cho mọi người bảng size để mọi người lấy size luôn này. Dưới 49 cân các chị mặc giúp em size S, dưới 49 cân mặc giúp em size S. Từ 50 đến 55 cân mặc giúp em size M. Và từ 56 đến 61 cân, 62 cân mặc giúp em size L. 177.000 và nhận hàng khi hàng đến. Váy điệu đẹp lắm chị. Em 1m6 52 cân mặc đẹp cái gì đấy, chị chưa kịp đọc hết comment của em. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Và mỗi một lần em lên váy điệu á là các chị lại gì, lại chốt điên đảo luôn. Mỗi một lần mà em lên làm comment lại bắt đầu nhảy. Mặc lại áo len đầu like đi chị, ok. Áo đấy chị ghi giúp em là gì nhỉ? Áo đấy chị ghi giúp em là len xinh chị ạ. Len đấy chị ghi giúp em là len xinh chị nhá. Len K33 đi, K33 là mẫu gì nhỉ? À, em nhận được quần tam giác với len gì đấy, chồng em còn khen đẹp, cảm ơn em rất là nhiều đấy. Em đọc cho mọi người bảng size, mọi người tự lấy size giúp em nhé. Trời ơi, được có 1.500 lượt chia sẻ, hôm nay các chị chẳng chia sẻ cho em gì cả. Legging Muji đây, ok, hôm nay em tặng các chị luôn. Legging Muji hôm nay chốt trong live cho các chị là 103.000. Legging Muji thì em vẫn bán liên tục, bán từ năm ngoái, năm nay là vạn mấy quần rồi. Đây, Legging Muji vẫn full size S, M, L, XL từ 40 đến 68 cân đổ về mặc được. Và chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? Là... chốt trong live cho các chị là 103.000. Quần bò 2 túi trước chị vừa like mã là gì? Quần bò váy điệu đẹp lắm chị. Cảm ơn Phương Cúc rất là nhiều. Chị Hà Nguyễn lên số giúp em. Váy điệu đẹp từ form đến chất luôn. Em cảm ơn chị Kẹo Ngọt rất là nhiều. Các chị thấy chưa? Toàn khách khen, không có một người chê luôn. Không có một ai chê luôn. Em thề là không có ai chê luôn. Các chị có thấy chưa? Riêng cái váy điệu này em cứ lên là chốt đơn, chỉ cần lên thôi. Không cần biết là view bao nhiêu nhưng mà chỉ cần em lên là chốt đơn thôi. Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại em đọc cho mọi người bảng size rồi, mọi người tự lấy size đi ạ. Em đọc bảng size rồi nhá. Từ bao nhiêu ạ? Từ 49 cân như em là 49 đổ về mặc giúp em size S. Từ 51, từ 49 cân đến 49 đổ về là mặc size S. Từ 50 đến 55 là mặc size M. Váy điệu tớ mua ok lắm, đi làm cưới auto sinh. Em cảm ơn chị Lan Trần rất là nhiều. Em bảo rồi, livestream này mọi người chỉ vào khen nhưng mọi người không mua gì cho em. Được chưa? Bây giờ lên nhung dài, ok. Cái này không phải là nhung dài đâu. Cái này các chị ghi giúp em là váy hot. Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Váy này ngày đầu tiên tung ra thị trường bán được 1.000 con. Còn váy này ngày đầu tiên tung ra thị trường bán được 1.800 con. Phá vỡ hết tất cả kỷ lục bán hàng của em luôn. Nên là ngày xưa nhá, có những cái like mà đồ bộ em bán 1.400 bộ, 1.500 bộ là em thấy em kinh khủng lắm rồi nhá. Thế mà cái váy này nhá, một buổi tối và một buổi trưa ngày hôm sau dồn like bán được 1.800 váy, em bị sốc nghiền luôn á. Thì em bán này sẽ là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Em quay cho mọi người một vòng này, đằng sau này, được chưa? Đeo thêm cái túi CK như em đang đeo, nó túi CK này là 254.000, hàng cao cấp, hàng siêu cấp nha mọi người. Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại đấy, từ nãy giờ nhảy thêm 150 đơn váy điệu rồi. Cho nên là em bảo là bây giờ giả hết đơn em lại tiếp tục đặt thêm 500 con nữa để bán tiếp nha. Legging Muji em chốt trong live cho các chị là 103.000 thôi, bao giá thị trường. Áo này, váy này ghi giúp em là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại, 3 size S, M, L, biết size gì để lại size, không biết size gì để lại cân nặng nha. Mấy nó size bảng màu len xinh đi chị ơi, ok len xinh đây. Len xinh đây này, bảng màu len xinh đây này. Len xinh em có tất cả là 3 màu. Len xinh em lên có tất cả là 3 màu và chốt trong livestream chỉ có 97.000 thôi. Mua đâu bằng tiền em cho hoàn hàng lại đây này. Len xinh đen, len xinh kem và len xinh sữa. Len xinh kèm màu và kèm số điện thoại 97.000. Em mặc ngay đầu livestream ấy mọi người ạ. Váy nâu tây dài cạnh phao ghi lê còn không chị ơi, váy này đúng không em? Váy này là V88 chị bán đến bây giờ là chị bán hơn 3.000 con rồi và hàng vẫn đang tiếp tục về tiếp. Vẫn đang đặt tiếp, em vẫn đang đặt tiếp váy này. Hiện tại màu đen là đang hết rồi đó mọi người. Và ngày mai hàng sẽ về. Váy đấy sẽ có mã là V88. Váy đấy em nói thật cho đến giờ thị này, giờ phút này thị trường chẳng ai bán được bằng tiền em đâu, chứ đừng nói là bán rẻ hơn. Thật sự là như vậy á mọi người ạ. Bây giờ em sẽ mặc cho một váy hot, sau váy hot thì em sẽ lên V88. Sau V88 xong thì em lại lên một vòng quần áo. Tại vì thật ra là, tại vì như này này, tại vì là hôm nay thì không có gì mới mấy.
Bây giờ kiểu như là lâu lâu thì mình có một line là cực kỳ nhiều mẫu mới thôi. Còn nếu không thì cũng chỉ vừa vừa mẫu mới thôi mọi người ạ. À, legging Muji, ok, legging Muji chờ tí em mặc xem, đi bốt cho các chị xem cũng siêu đẹp luôn. Em bảo là quan trọng là mình biết cách phối thôi. Chứ còn với cả quan trọng là mình phải tìm được chỗ mua rẻ. Chẳng qua là các chị chưa gặp em thôi. Các chị gặp em xong là chân ái luôn đó mọi người. Mọi người nhìn giúp em này. Tái này đi giúp em là váy gì ạ? Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Và đương nhiên nhà em vẫn sẽ có size to cho các chị đến 60 kg. Em bảo những cái váy này hot girl người ta chỉ bán đến 53 kg là kịch, chứ người ta còn chẳng bao giờ bán đến 60 đâu. Vì là, nhưng mà em biết khách của em là cái tầm 55 đến 60 là siêu nhiều luôn. Thế nên là em mới đặt size L cho các chị đến 60 cân. Thì các chị nhìn giúp em này, đẹp chưa? Váy này sẽ ghi cho em link là gì ạ? Váy gì? Váy hot. Cái váy mà em vừa cởi ra đấy thì gọi là váy điệu. Còn váy bây giờ em đang mặc ở đây này thì gọi là váy hot. Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Mọi người nhìn xinh chưa? Đó. Em đeo thêm vào một cái túi CK này, được chưa? Full 3 size SML. Mọi người nghe rõ giúp em. Full 3 size SML từ 40 đến 60 cân đổ phải mặc được. Size to nhất em bao vừa đến 60 kg. Váy này sẽ ghi giúp em là váy hot. Mọi người nhìn này, hai bên phần tay này đều là Walter cao cấp và được tặng kèm một cái tang. Và cổ nó là xếp liter luôn. Tặng kèm một cái tang này dù các chị có thích hay là các chị không thích thì vẫn sẽ được tặng kèm một cái tang này, được chưa? Cú pháp cho em sẽ là váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Váy hot này em chốt trong livestream cho các chị là 178.000. Mua được đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Đấy. Đợt này lên váy là đắt hàng cực kỳ luôn, cứ lên váy là ủa chốt kìa. Kinh khủng. Ok chị Thu Hà, chị Ngọc Huyền, chị Thanh Thanh, chị Thúy Hằng, chị Hoàng Trinh, chị Nga Bống, chị Nhi Ngọc, chị Thùy Linh, chị gì đấy ạ? Chị Cô Tranh, chị ơi váy hot không thấy kèm tang đấy, cái lô vừa rồi là bị thiếu tang á, cho nên là tất cả những ai mà đặt hàng mà lô vừa rồi bị thiếu do là nhà sản xuất người ta bỏ thiếu á thì mọi người báo với bên em để đơn sau, lúc nào các chị mua thì bên em sẽ gửi bù cho các chị nhé. Cái tang này mua vào tầm 5.000 nhưng mà khổ cái lắm. Còn nếu các chị mua ngoài tiệm thì phải tầm 15-20 nghìn. Nhưng mà đợt vừa rồi nhà sản xuất người ta bỏ thiếu, thành ra là mới nhận hàng các chị không có đấy. Còn đi kèm nó là phải có đó mọi người ạ nha. Để em nhắc nhở người ta, xong rồi nếu như mà những ai mà thiếu á thì mọi người báo với trong tin nhắn rồi lô sau. Lúc nào nhắc các chị có đơn tiếp á thì em sẽ báo nhân viên gửi bù cho các chị nhá. Tụt view của em rồi, cố gắng tương tác nhiều lên các chị ơi. Ghi em mã này sẽ là váy diện, váy hot. Váy em đang mặc sẽ là váy hot, còn váy em đang cầm ở đây sẽ là váy điệu. Bảng size của nó y xì nhau luôn. Bảng size của nó là y xì nhau các chị nha, dưới 4 cân nhá. Mua hàng nhà chị Linh khó hơn cả đi mua xăng, trời ơi mua xăng dễ mà. Mua xăng em thấy có gì khó đâu nhỉ. Dưới 49 cân mặc giúp em size S, từ 50 đến 55 mặc size M và từ 56 đến 60 mặc size L. Như em đang mặc ở đây là váy hot, còn váy em đang cầm trên tay này là váy điệu nha mọi người nha. Đây là hai cái mã váy đình đám nhà em, bán được rất là nhiều. Sau mã này bây giờ em lên cho mọi người váy V88 nhá. Sau V88 thì lại tiếp tục bán quần áo và đồ bộ nha mọi người ơi. Em lên cho mọi người V88 nha. V88 thì em có tất cả là hai màu đen nâu. Nói chung là không chê được cái điểm gì luôn, không chê được một cái điểm gì luôn. À order bot line này em không nhận chị ơi. Chắc là phải vài ngày nữa em mới bắt đầu nhận lại chuyển thứ hai nhá. Vài ngày nữa em mới nhận lại chuyển thứ hai nha mọi người ơi. Đây, đẹp chưa? Em đang mặc ở đây là váy hot, quay đằng sau cho các chị này. Riêng váy này mà các chị đi tiệc cuối năm này, đi cưới, đi party, đi sinh nhật, đi nói chung là các chị ăn đứt cô dâu luôn, các chị gọi là siêu nổi bật luôn, đi thêm một cái guốc xinh xinh nữa, nói chung là chắc chắn là auto đẹp luôn nha các chị nha, chắc chắn là auto đẹp luôn. Váy điệu, váy em đang mặc sẽ là váy hot, không phải váy điệu đâu. Váy em cởi ra rồi thì mới là váy điệu nha, còn váy này em đang mặc là váy hot. Năm nay thì em lại không bán váy len, tại vì những năm trước năm nào cũng bán rồi, năm nay em chả muốn bán nữa. Năm nay chỉ bán váy mấy cái váy thiết kế này bán đắt hàng lắm, em nói thật. Váy len nhá, em bán không biết bao giờ mới được 4.500 con, mà trong khi mấy cái váy này em bán được quá trời nhiều. Nên là thôi, có nghĩa là váy len năm nay em sẽ không bán. Bây giờ em mặc cho một cái V88 này nhá. V88 kèm màu và kèm số điện thoại. Đảm bảo với các chị là chẳng có ai bán giá này hết. Mọi người biết váy này em bán bao nhiêu không? 169.000. Bán xong rồi đến nỗi là còn mình còn tưởng mình nhầm giá. Vì rẻ quá mà, 169.000 một con váy phối thô đẹp như này. Có size SM đến tận 70 cân. Riêng váy này em gì ạ? Bán hàng nhiều mà khâu chăm sóc khách hàng vẫn ok. Nói chung ưng, không chỉ vì hàng đẹp rẻ mà chăm sóc khách hàng rất là già gì đấy. Em cảm ơn chị Thúy Hằng rất là nhiều, em cảm ơn chị vô cùng luôn ạ. Thật ra là bên em thì vẫn luôn luôn cố gắng làm sao mà để cho khách hàng được hài lòng nhất. Tức là trong cái mức mà mình có thể cố gắng nhất. Nhưng mà nhiều khi thì cũng không thể nào làm hài lòng hết tất cả khách hàng. Vì thật sự mà nói á,
thì trộm vía đơn nhà em rất là đông, nhiều V88 em nhận rồi, đẹp lắm luôn mà lại rẻ, cảm ơn thiên lý rất là nhiều. Mọi người thấy chưa, em lên váy nào là khách vào khen váy đó và toàn khách nhà em nhé. Chứ còn em mà nhờ ai comment này, dùng nick ảo comment em mất sạch lộc, không bán được hàng nữa. Các chị nhìn giúp em này, đối với form váy này em bao vừa thoải mái đến 70 cân và dưới 1m7 mặc đẹp. À, 1m7 đổ về vẫn mặc đẹp, đổ lên 1m75 vẫn mặc đẹp, và 70 cân vẫn mặc vừa. Nhất là bà nào đang có bầu thì lại càng phải lấy váy này. Đây nhá, đây là em đang mặc không này, thấy chưa? Váy dài xinh kinh khủng, nếu như ai lùn thì mang cắt đi, bởi vì đây là một cái váy thân dài. Nên là mọi người lưu ý là không mà mọi người bảo sao váy dài thế. Váy này nó là cái dáng chuẩn dài như thế, của Hot Girl cũng chuẩn dài như thế. Nhưng mà mọi người nếu như mà ai lùn mà thích thì mọi người cứ mua về và cắt đi. Em cam kết là không bị mất form, sau cái này em sẽ lên Q44. Sau mã này em sẽ lên Q44 và hôm nay em bán tặng cho mọi người một cái giá cũng chưa bao giờ bán luôn. Hôm nay nói chung là ế. Nhìn chung là hôm nay em thấy là ế. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Này. Mét 50 là mặc chắc chắn là dài rồi em ơi. Mét 50 chắc chắn là em phải mang cắt đi rồi. Mọi người nhìn nhá. Em đang mặc ở đây là V88 màu nâu. Em đeo thêm một cái đai làm điểm nhấn, và đai này của em có giá là bao nhiêu ạ? 49.000. Và em cầm thêm một cái túi này nữa này. Túi này giúp em là túi đẹp đen, đó thấy chưa? Các chị mặc một cái set này mà các chị đi tiệc, đi sinh nhật, đi cưới thì thật sự là quá xinh, quá sang và quá nổi luôn. Váy này thì em có tất cả là 2 màu và 2 size. 2 màu đen nâu, 2 size SM, dưới 55 cân lấy giúp em size S. Từ 56 đến 70 cân lấy giúp em size M. Túi này ghi ra là túi đẹp. Túi đẹp này là 248.000 nha các chị nhé. Túi đẹp này là 248.000. À, chị lên váy gì cơ? Váy rồi, váy điệu đấy là K1 nhưng mà K... À quên... Váy đấy là V1 nhưng váy đấy hiện tại đang hết hàng rồi. Váy đấy là V1 nhá. Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Váy này sẽ ghi giúp em là V88 nâu. Tự lấy size nó giúp em. Và này cho em sẽ là V88 đen. Bán trên 3.000 con rồi. Mọi người nhìn giúp em này. Này. Đẳng cấp chưa? Em nói thật là đợt này nhá, tổ váy độ em trộm ví em bán váy siêu đắt hàng luôn. Mẫu mặc giá sao? Nghe giá luôn. 169.000. Mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Túi này như đây là túi điệu, à, túi đẹp đen, 248.000, hàng Quảng Châu siêu cấp. Nói chung là các chị cầm vào cái túi các chị thấy sướng luôn. Nó váy này mặc xinh lắm, giá rẻ nhưng chất quá là xịn sò so với giá. Em mua cả hai màu mặc lên xinh lắm ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Em đố các chị tìm được một comment nào chê hàng nhà em linh luôn, thật sự. Từ nãy đến bây giờ cứ lên cái gì là khách chốt cái đó, cho nên là trộm vía là đơn lúc nào cũng nhiều, lúc nào khách cũng phải chờ lâu, nên là khách thông cảm giúp em nhá. Tại vì cái sức mua gọi là nhiều ấy, thế nên thành ra là bị lâu, ngay cái việc giả đơn nó cũng phải từ trên xuống dưới, chốt đơn cũng phải từ trên xuống dưới theo thứ tự ấy mọi người, khổ tâm lắm. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là V88 nâu và màu này cho em sẽ là V88 đen. Hai màu đen, ồ quên, chưa giới thiệu, ở bên này còn có túi nữa cơ. Em ơi, nói chung là càng giới thiệu thì càng đắt hàng thôi mọi người. Nhìn hai bên túi rất là to, hai bên túi siêu to này. Các chị mặc này, các chị đi đám cưới, đám đồ, đi tiệc, đi tiếp các thứ thì các chị nổi nhất cái đám cưới luôn rồi, được chưa? Này, hai bên có túi siêu to nhá, để điện thoại thoải mái luôn. Ghi ở em mã này sẽ là V88 nâu và V88 đen. Nhận váy này đẹp bất ngờ ạ. Mặc ngắm mãi không muốn cởi luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Cảm ơn Phương Hà rất là nhiều. Nên là nếu như mà ai mà ấy thì mua thêm cái đai nữa còn đẹp hơn nữa cơ. Chưa một người chê luôn. Chị Nguyễn Minh Quân ơi, lên số điện thoại giúp em đi ạ. Em thấy nhiều người đặt hàng không lên số điện thoại. Em thấy nhiều người đặt hàng không có lên số điện thoại ấy mọi người, được chưa? Đai mã là đai GC. Đai này ghi giúp em là đai GC 49.000 cho tất cả các chị kèm đơn với váy nhá này. Em cầm thêm cái túi nhẹ nhàng mọi người thấy chưa? Như này mà em đi đám cưới đám đồ xong rồi làm tóc xoăn xoăn đồ đồ, chứ hôm nay là tóc bết cho nên là em buộc lên thôi. Chứ làm tóc kiểu điệu đà một tí rồi make up vào một tí thì thật sự là nhìn nó sang kinh khủng. Cái váy này mà mặc mà các chị đi chụp mùa thu Hà Nội ấy, lên mọi người lên cái phố Phan Đình Phùng bây giờ hoa nhiều lắm, các chị mặc cái váy này trời ơi, không thể nào thơ hơn được luôn. Không thể nào thơ hơn được luôn, là vì quá thơ mọi người. Mọi người thấy chưa? Này, đi đi lại lại cũng đủ xinh lắm rồi. Đai GC này là 49.000. Đai GC này là 49.000, chị Mai Loan lên số đi ạ. Đây em đi này, em đứng này, em xoay này. Thấy chưa? Ghi em mã này sẽ là V88 nâu. Cầm thêm cái túi này, cầm nhẹ nhàng này thôi. Đấy, sang kinh khủng. V88 nâu và V88 đen, hai màu. Thật ra là đối với mã này này, à đối với mã này này, mã là váy này thì em bán hai màu ngang nhau. Có nghĩa là lúc đầu theo suy tính của em ấy thì là màu đen sẽ đắt hàng hơn. Nhưng về sau á, thì cuối cùng là bán bằng nhau. Bằng nhau luôn, bán ngang nhau. Cứ hết màu này rồi hết màu kia, rồi hết màu này rồi hết màu kia. Cứ như thế bằng nhau. Chị ơi, 2 size SM chị ạ. Và form của nó là form giãn 70 cân bằng size to nhất chị nhá. Dưới 55 cân chị lấy giúp em size S. Mọi người tự lấy size luôn. Dưới 55 cân chị lấy giúp em size S. Và từ 56 cho đến 70 cân 70 cân nha, nghe kỹ chỗ này giúp em, thì lấy giúp em size M. Đấy, form to lắm luôn. Linh mặc V88 đen chị xem với, mặc thêm cả đen là chị. Thế bây giờ có cần em mặc đen không, để em qua thôi. Thêm qua mẫu chị ơi, chị xem lại like cũ giúp em nhé. Để em còn lên cái bộ này, bộ tay kẻ. Bây giờ tất cả những ai đang xem like ở đây
đã mua bộ tay kẻ này rồi, cho em xin một câu phản hồi có được không ạ? Chân váy tầng mã là gì? À quên, không, em bây giờ phải lên chân váy tàu về hàng rồi, trời ơi, sao có thể quên được. Chân váy tàu nhà em về đủ màu luôn rồi. Trời ơi, để quên được cái tài như đây. Chân váy tàu nhà em lên về đủ màu, thiếu màu nâu này. Anh ơi, lên lấy cho em cái chân váy tàu nâu với, hôm nay về được nâu rồi đây. Chân váy tàu nhà em mặc với áo nỉ, em sẽ mặc với con nỉ mới. Con nỉ thêu, u là trời, đỉnh cao luôn. Bây giờ phải lên luôn đây nha các chị nha. Thôi, để em mặc một mẫu mới nữa chị ơi. Có bầu 50 cân mặc size M được không ạ? 50 cân em chỉ mặc cho chị size S thôi. Còn nếu như mà em thích để mặc đến tháng đẻ thì em chị khuyên là lấy luôn size M. Tại vì thật ra là đã mua chất đẹp lắm, xét kẻ. Em cảm ơn chị Minh Thu, Tuấn Kiệt rất là nhiều. Tự tin bán đầu tiên trên thị trường. Em nhận bộ tay kẻ rồi, chất dày mịn đẹp lắm ạ. Cảm ơn Phương Hoài rất là nhiều. 232.000. Đây này, bầu đến lúc lên bàn đẻ chắc chắn vẫn vừa nha. To lắm. Bởi vì là nó là giãn, trên là giãn còn dưới là suông, nhưng dưới nó lại là suông rộng. Váy này ghi giúp em là V88 169.000, còn váy hot là 178.000, váy điệu là 177.000. Anh lên lấy cho em cái chân váy tàu nâu ấy. Em qua mẫu nha. Mọi người thả tim, thả like và tương tác cho em với, em hơi đùa. Chia sẻ còn không được 2.000 lượt thì làm sao mà em tặng các chị được. Em nói thật là em rất muốn tặng mọi người nhiều ấy. Tặng mọi người nhiều thì kiểu như là tương tác nhiều, bán được nhiều thì em mới tặng nhiều. Chứ bây giờ như này em không biết làm sao luôn á mọi người. Nghĩ nó chán ghê luôn á. Thầy. Chân váy tầng, mã là chân váy tầng. Từ để em lên con chân váy tàu ấy đó. Để em lên con chân váy tàu đó. Váy hot và váy điệu em vừa lên xong rồi đấy. Đây. Chị Ngân Quỳnh lên số đi ạ. Mọi người đặt hàng lên số nhá. Mọi người đặt hàng không lên số không có đơn. Khẳng định lại một lần nữa ở trên live stream là không lên số điện thoại, không bao giờ có đơn đâu các chị ơi. Tụt view rồi, cố gắng tương tác nhiều lên đi các bác ơi. V88 ok, trời ơi mọi người chốt. Lên len cọc đi ok, sau cái này nhá, sau set này thì em Linh sẽ lên len cọc. Hôm nay em sẽ bán lại len cọc và mặc với quần Q44 nhà em là đỉnh luôn, được chưa? Nhưng mà trước hết thì cho em Linh lên cái áo này đã. Lên cái áo theo rồi đó. Cái này ghi giúp em là nỉ theo kèm màu và kèm số điện thoại. Đây em mặc cái nỉ theo này, sau em mặc cái chân váy tàu này các chị nhá. V88 và Dai GC của em là có 49.000 cho tất cả các chị kèm đơn thôi. Trời ơi, một cái váy như thế 169. Còn được kiểm hàng, em thật em nói thật chả phải nghĩ là cái gì cho nó mệt. Thích thì mua, sao phải nghĩ vậy các chị? Ví dụ đắt thì đương nhiên là phải nghĩ, nhưng mà rẻ thì có gì phải nghĩ, đúng không? Áo này sẽ ghi giúp em là nỉ theo. Nỉ theo và cách số điện thoại, đẹp chưa? Nỉ theo em đang mặc và em đang mặc ở đây với chân váy tàu. Nỉ theo này em chốt trong livestream cho các chị là 120 mấy nhỉ? 120.000 đồng bao giá luôn. Đây nỉ theo mà em đang mặc sẽ là một rêu và em đang mặc với chân váy tàu đen. Chân váy tàu này của em là hàng Quảng Châu, bao giá thị trường. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em cho các chị hoàn hàng ngay và luôn, được chưa? Linh ơi lên lại len khuy đi chị xem bảng màu. Len cúc các chị ơi. Len cúc em lên rồi chị ơi. Bây giờ em lên cho mọi người chân váy tàu này. Chân váy tàu này thị trường nó có hàng loại 2, có hơn 100.000 thôi, vẫn là hàng tàu nhưng nó là hàng loại 2. Còn em cam kết là em bán hàng loại 1 nha các chị nha. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, hoàn 100 lần giá trị cái chân váy này cho các chị, em bán hơn 1.000 chiếc rồi. Chân váy tàu mà em đang mặc sẽ là màu đen, mặc siêu thể thao, siêu đẹp luôn. Chân váy tàu màu này cho em sẽ là màu nâu, chân váy tàu màu này cho em sẽ là màu kem, chân váy tàu màu này cho em Linh sẽ là màu ghi, và chân váy tàu màu cuối cùng sẽ là màu gì ạ? Màu sữa. Chân váy tàu 178.000, cam kết hàng loại 1. Em nói rồi, hàng này em bán hàng loại 1. Cái nào là hàng loại 2 em giống như mọi người cái nhớ cái đợt em bán Phong Hy Lê không? Đợt đấy em bán loại 1 em bán 207, đợt sau em bán loại 2 em nói là 178.000 đó. Cho nên là có loại nào em nói với các chị loại đó, không bao giờ chém gió, được chưa? Ghi em mã này sẽ là chân váy tàu đen, màu này cho em sẽ là chân váy tàu sữa, màu này cho em sẽ là chân váy tàu ghi, và màu này cho em sẽ là chân váy tàu kem, và màu cuối cùng cho em sẽ là chân váy tàu nâu. Chân váy tàu kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu ạ? Chị Văn Nguyễn ơi, chị lên số điện thoại giúp em đi ạ. Em chốt trong live stream này cho các chị là 100 bao nhiêu ạ? 178.000. Em nói lại một lần nữa, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam hoàn hàng luôn. Còn áo nỉ em đang mặc thì có tất cả là 4 màu. Nỉ em đang mặc ghi giúp em là nỉ thêu nhé. Nỉ theo màu em Linh đang mặc sẽ là màu gì ạ? Sẽ là màu rêu, em có tận 4 màu cơ. Nỉ theo này em có màu rêu, nỉ theo này em có màu nâu này, màu nâu là đẹp này. Nỉ theo em có màu đen và nỉ theo em có màu kem nha các chị ơi, siêu đắt hàng luôn. Xét tay kẻ chờ em một tí chị ơi, đây. Màu này ghi giúp em là nỉ theo gì? Nỉ theo nâu. Màu em đang mặc là nỉ theo gì? Nỉ theo rêu nhá, màu này sẽ gọi là rêu. Màu tiếp theo cho em là một màu không thể thiếu, đó là gì ạ? Đó là nỉ theo đen. Và màu cuối cùng cho em sẽ là gì ạ? Là nỉ theo kem và cách số điện thoại. Toàn bộ logo gấu này của em là theo 100% nha các chị ơi. Chân váy tàu trắng không phải màu trắng đâu chị ơi, màu sáng nhất thì gọi giúp em là màu kem, và màu này cho em sẽ là nỉ theo kem.
123.000 đồng. Và váy này sẽ là chân váy tàu đen 178.000 đồng. Em mặc thêm cho mọi người một màu để thêu nữa nhá, để em qua mẫu. Hay là em mặc cho mọi người cái em nhờ chị lên mã K33. K33 là mã gì? À, K33 đang hết rồi em ơi, đang hết hàng em ạ. À, mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Màu nâu này, màu nâu mặc với màu đen là đỉnh luôn rồi đó. Thả tim, thả like và chia sẻ like cho em với nhá. Chân váy tàu màu em đang mặc sẽ là màu đen. Và em có đủ màu luôn. Màu đen và màu nâu là hai màu em bán đắt hàng nhất. Còn ví dụ như màu sữa, màu kem và màu ghi thì thật ra là em nhập cho nó đủ màu thôi. Còn chủ yếu thì em vẫn bán là màu đen và màu nâu là nhiều. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Cái màu nâu mặc lên nó sáng cả cái màn hình luôn. Được chưa? Ghi em mã này sẽ là gì ạ? Nỉ theo nâu. Còn chân váy này sẽ là chân váy tàu đen. Màu này cho em sẽ là chân váy tàu sữa. Màu này cho em sẽ là chân váy tàu ghi. Màu này cho em sẽ là chân váy tàu kem. Và màu này cho em sẽ là chân váy tàu nâu đây này. Ví dụ như màu nâu mà các chị mặc với nỉ gấu nâu là thôi đỉnh luôn. À, nỉ theo nâu, em xin lỗi. Cái này gọi là nỉ theo nhá. Nỉ theo nâu và các số điện thoại. Phải có chữ theo nhá các chị nha. Chân váy tàu và kèm màu kèm số. Nỉ theo kèm màu kèm số. Ngay bây giờ em Linh sẽ lên len cọc và Q44 cho các chị. Q44 hôm nay em cũng bán cho mọi người một cái giá mà chưa bao giờ em bán luôn. Vì hôm nay về được rất là nhiều, hôm nay về được 400 Q44. Được chưa nào? Rồi anh cho em xin bảng màu của len cọc đi. Em phải lên con này xong em mới lên xếp tay kẻ nhá. Tí nữa nha mọi người ơi, nhìn lên giúp em này. Đây, cái quần này thì nói thật là em bán hàng vạn chiếc rồi, không phải là nghìn đâu ạ. Mà hàng em Linh là đầu vạn chứ không phải đầu nghìn luôn đó mọi người. Đầu chứ nói thật nhiều người mà nói bán cái gì đầu nghìn các chị nghe nó kinh khủng đúng không? Nhà em đầy mã bán đầu vạn chứ không phải đầu nghìn. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, ừ, line này còn chưa lên được Q60 trời ơi. Sao mà nó nhiều hàng quá vậy trời. Nhiều hàng quá không biết phải bắt đầu từ đâu luôn đây này, len cọc nhà em. Tất cả những ai đang xem livestream đã mua len cọc nhà em rồi cho em xin câu phản hồi nha mọi người. Chia sẻ like cho em đi các bà ơi. Hôm nay các bà chia sẻ ít quá. Mọi người chia sẻ nhiều tí đi nào. Chia sẻ nhiều tí đi xem nào. Được chưa ạ? Hàng đặt gần tháng mà chưa có gì. Chưa có tiền á, hàng đặt gần tháng mà chưa có tiền là như nào em không hiểu luôn á. Em nhận được chân váy tàu rồi, quá đỉnh shop ạ. Em cảm ơn chị Hip Hip rất là nhiều, các chị thấy chưa? Đây mọi người nhìn giúp em này. Đây. Trời ơi, bốt mới nhận order đã hỏi bao giờ về được khổ. Ít nhất là 15 đến 20 ngày nữa nha các chị nha. Nên là các chị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đặt bốt. Em nói rồi, không thể nhanh được. Sau khi các chị chuyển khoản cọc xong thì bên em mới đóng order. Đóng order xong số lượng thì lúc đấy mới báo số lượng chính xác là màu gì, bao nhiêu size bao nhiêu, số lượng như thế nào cho nhà máy. Sau đó nhà máy mới sản xuất. Nhà máy sản xuất xong rồi nhà máy mới gửi về nữa thì các chị nghĩ là bao nhiêu lâu? Em nói luôn này, tính từ thời điểm này nhanh nhất là 15 ngày, đó là nhanh nhất. Còn nếu không là có thể phải đến 20-25 ngày. Nên nếu chị nào mà cảm thấy chờ được thì các chị hãng đặt. Còn ví dụ như chị nào mà cứ bảo là gì là cứ ui nhanh, cứ 2-3 hôm là cứ hỏi là tốt nhất là các chị đừng đặt nhá. Em nói luôn là như vậy á mọi người, đừng đặt. Đây bây giờ em mặc này. Len cọc và Q44 nhà chị đẹp lắm ạ. Tủ em đã có hai áo len cọc và hai Q44 chị Linh ạ. Cảm ơn Sumilo rất là nhiều, cảm ơn em nhé. Đấy mọi người thấy chưa? Nói chung là nhận hàng cứ kiểm hàng, đẹp thì lấy, không đẹp thì thôi. Mua hàng nhà em được kiểm tra hàng nha các chị nha, nên cứ yên tâm. Được chưa nào? Len mịn cổ tròn còn không? Dạ em còn chị ơi, len mịn cổ tròn em còn nhá. Váy hot chị Quỳnh Anh ơi lên số đi ạ. Len mịn cổ tròn nhá. À, chờ em một tí nhá. Len mịn lúc nãy em lên rồi á. Đây, quần này sẽ ghi giúp em là quần gì nào? Quần này sẽ ghi giúp em là Q44 váy tầng đi chị, váy tầng là váy gì, chân váy tầng á. Q44 hôm nay em chốt cho các chị này, nghe giá này, lần đầu tiên mà giá này 124.000. Còn len cọc đúng không? Len cọc này mình đầu tiên mà em tung ra năm nay em bán là 104 mà không có hàng giả các chị. Hôm nay em bán cho các chị này 82.000 một áo len cọc, em bảo là bán cái giá mà chưa bao giờ em bán luôn. 82.000 một áo len cọc và 124.000 một quần Q44. Mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Cái len cọc này em bán đến hơn 10.000 áo rồi. Em bán kinh khủng khiếp cái áo này nhưng mà dừng mất một tháng, bây giờ lại bán lại, kiểu như là bây giờ em thấy là hàng cứ quay vòng. Bán một thời gian xong khách mua chán rồi lại dừng. Dừng xong rồi đến lúc không biết bán gì lại quay lại bán lại. Hoặc ví dụ như là Trung Quốc nó giảm cho mình 1 đồng 2 đồng á thì mình thấy rẻ hơn thì mình lại bán lại. Áo này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại. Một trong những cái áo len là bán được số lượng nhiều nhất ở nhà em. Len cọc màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Và Q44 màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Q44 này thì bán hơn 10.000. Hơn 10.000 gì ạ? Từ khi có Linh chị bỏ qua hàng hiệu luôn. Trời ơi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ghi của em mã này sẽ là cho em. Hàng hiệu thật ra tùy hiệu thôi. Có hiệu thì ok. Nhưng có hiệu em thấy nó thật
nó quá là lởm luôn ấy. Chẳng qua là nó chỉ là được cái thương hiệu thôi, chứ còn thực ra có nhiều cái hàng hiệu, không phải nói chung, nhưng có những cái hàng hiệu mà hiệu nói chung em thấy nó không khác gì hàng bình thường ấy mọi người. Nhìn giúp em này, cho nên là các chị mua hàng nhé, vừa ngon bổ rẻ, mua mặc một hai lần vứt đi cũng đỡ tươi tiếp. Chứ các chị mua hàng hiệu toàn tiền triệu về, không mặc thì phí đúng không, mặc nhiều thì chán. Chị Huỳnh Ngọc Quý ơi, lên số giúp em nha. Với cả là len cọc ok chị ạ, lên lại ghi lê pha hình như đang hết. Áo này sẽ ghi giúp em là len cọc nâu. Màu này cho em thấy là len cọc gì? Màu này sẽ là màu gì ạ? Màu vàng nhá. Màu này sẽ là đen, đây sẽ là rêu, đây sẽ là kem, đây sẽ là màu bò này. Màu này là màu em bán được siêu nhiều. Màu này sẽ là sữa và màu em đang mặc sẽ là nâu. Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại. Và bây giờ em sẽ đeo được túi CK nâu này. Túi CK nâu nha mọi người, túi CK nâu này em chốt trong livestream cho các chị là 254.000. Đó, thấy chưa? Em mặc len cọc nâu, em thêm đeo thêm cái túi CK và em mặc thêm cái quần quy gì? Q44 sữa. Q44 hôm nay chốt trong live là 124. Q44 màu em nói thật là quần này chắc bán đến sang năm cũng chưa bỏ mẫu được, tại vì thật ra nó vẫn hot. K33 đang hết hàng chị ơi, em có nói em lên đâu mà chị bảo chị chờ từ đầu live, em bảo là K33 em đang hết hàng rồi. Quần em đang mặc sẽ là Q44 màu sữa. Màu này cho em sẽ là Q44 màu gì? Màu kem. Màu này cho em sẽ là Q44 màu đen và màu này cho em sẽ là Q44 màu nâu. Em có tất cả là 3 size, chị Lâm Tú Sương chị lên số giúp em. Đối với len cọc mọi người cố gắng lấy từ 2 chiếc giúp em. Bởi vì em bán có 82.000 nên mọi người cố gắng lấy từ 2 chiếc giúp em nha mọi người nhá. Cố gắng lấy từ 2 cái giúp em. Len cọc kèm màu và kèm số điện thoại, chị Hoàng Hồng Hạnh lên số điện thoại giúp em nhá. Mọi người đặt hàng không lên số, không có đơn chưa đâu ạ. Thực ra vẫn chưa về đâu. Còn quần Q44 mọi người nghe kỹ này. Nhà em có size L, thoải mái cho các chị đến tận 65 cân. Thế nên những chị bình thường 60-65 mà đi ra tiệm không mua được quần vải thì lấy con này nhà em là chuẩn rồi, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là Q44 màu gì ạ? Màu sữa. Q44 màu này sẽ là màu nâu. Q44 màu này sẽ là màu đen. Và Q44 màu này sẽ là màu kem. Q44 em có tất cả là 4 màu và có tất cả là 3 size. Chia sẻ đây anh ơi, mọi người chia sẻ lại giúp em nhé. Giơ lại bảng màu áo giúp mình với ok chị. Áo này em bán trên 1 vạn áo. Quần này em bán trên 1 vạn quần. Nếu như mà ai theo dõi em lâu rồi thì cái set này em đã mặc rất nhiều lần rồi. Nhưng mà khoảng 1 tháng đổ lại đây là em lại dừng, không bán. Xong bây giờ em lại tiếp tục bán tiếp. Kiểu như là bán quay vòng, bởi vì bây giờ bí mẫu không biết bán gì. Mà đây là những cái sản phẩm dễ mặc ấy mọi người. Thì dù năm sau thì em vẫn bán áo này, vì áo này em bán 50 năm thứ 3 rồi. Nhưng năm ngoái toàn bán 100 mấy chục nghìn. Đầu vụ áo này em bán 104.000 áo này luôn, được chưa? Q44 kèm size, biết size gì tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng nhân với chốt size. Q44 màu em đang mặc sẽ là màu gì? Màu sữa. Còn áo len em mặc sẽ là len cộc gì ạ? Len cộc màu nâu. Len em mặc có nhiều màu không em? Dạ 8 màu cơ chị. Bây giờ em bắt đầu sâu bảng màu nhá. Mình ngủ cũng mơ thấy bà này, từ ngày biết Linh chị không thấy ở đâu rẻ và đẹp hơn. Ủa ấy, em cảm ơn chị rất là nhiều. Em đeo về cái túi CK này đấy mọi người thấy chưa? Túi CK em đang đeo là 254.000. Em có túi CK nâu, em có túi CK đen, em có tất cả là 4 màu. Mọi người nhìn vào đây giúp em này. Túi này sẽ em cho em là túi CK đen. Màu này cho em sẽ là túi CK xanh. Màu xanh ngọc siêu đẹp luôn. Đây này. Màu xanh ngọc siêu đẹp luôn nha mọi người, siêu đẹp luôn. Em phối cho mọi người nhá. Và gì ạ? Một màu nữa là màu kem, túi CK kem. Em có tất cả là 4 màu, 254.000. Bây giờ em sâu vào màu len cọc nhá. Mọi người hỏi em len cọc có bạn nhiều màu không, em trả lời luôn là 8 màu. 8 màu mà các chị không lượng nữa thì thôi. Cho nên là đối với cái len cọc này mọi người cố gắng lấy từ 2 chiếc giúp em nhá. Một chiếc 82.000, lần đầu tiên em bán giá này em không thể đi đơn. 82, 83 ấy nhỉ anh nhỉ? Em vừa đọc có 82.000 hay sao? Trời ơi này, mọi người giá không liêm sỉ luôn đó mọi người. Mọi người nhìn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 màu nhá. Em nhầm, 7 màu nhá, không phải 8 màu đâu. Có thiếu màu gì không ta? 7 màu nhá các chị nhá, em có tất cả là 7 màu. Lên nỉ tay thỏ đi ok. Tí nữa lên tặng nốt Q99 luôn. Nói chung là tầm này ế. Được hôm bán bốt đắt hàng, hết bốt cái hôm nay không bán bốt cái ế luôn các chị. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là len cọc nâu. Màu này cho em sẽ là len cọc vàng, cọc đen, cọc rêu. Màu rêu này siêu đẹp luôn này, màu rêu nhá. Màu này là màu kem, màu này là màu bò và màu này là màu sữa. Cái màu bò này cũng đỉnh cao luôn. Cái màu bò này mà mặc với lại gì? Mặc với lại là cái con quần Q44 đen thì cho mình nguyên set bạn mặc chơi, đừng comment như vậy. Chị comment giúp em là Q44 sữa cộng len cọc nâu và cách số giúp em lên cái màu bò, mọi người thấy chưa? Cái màu bò này thì có thể em sẽ mặc với quần màu kem này, thấy chưa? Rất là hợp, phối thêm cho mọi người một set nữa nhá. Phối thêm cho mọi người một set nữa nha mọi người nha, được chưa? Cái này thì hiện tại đang bị đứt cúc nhưng mà kệ, thôi cứ mặc tạm nha mọi người nhá. Thôi em cứ mặc tạm nha. Còn quần em đang mặc sẽ là gì ạ? Quần em đang mặc sẽ là Q44 sữa, không bao giờ là trước khi livestream, nhìn cái dáng này. Thẳng tắp luôn. Cái quần này em bán trên 1 vạn. Cái quần này là cái quần vải mà em bán được nhiều nhất từ ngày bán hàng online đến bây giờ. Không phải từ ngày bán hàng online mà từ ngày em bắt đầu kinh doanh quần áo luôn. Cách đây 5-6 năm rồi. Này áo này 65 cân. Áo này mẹ em cũng mặc. Thề điêu mất lộc luôn, áo này mẹ em cũng mặc.
Áo này ai cũng mặc được hết chị Thúy Nga ơi, lên số đi ạ, xét tay kẻ đi bạn ơi. Ok chị nhá, sau xét này thì em sẽ lên xét tay kẻ chị nhá. Trời ơi nhiều hàng quá. Mặc dù là không có gì mới mấy nhưng mà nhiều mã quá chị, cho nên là bỏ mã nào cũng tiếc, thế thành ra là cứ phối cho em xét đi ăn cưới với. Em cho con bú không mặc được váy chị ơi, cho con bú không mặc được váy thì em mặc chân váy đi, xong rồi em đi bốt, xong rồi em mặc ghi lê hoặc là em mặc đây quy của bốn chất siêu thích luôn, mặc nhẹ tanh như không mặc đây này. Em mặc nhiều nỗi đứt cả cúc, mọi người thấy chưa, em đang mặc đấy là màu kem. Và cái đợt đầu tiên em bán quần này là em toàn mặc màu kem, mà đến nỗi màu kem chỉ bán đắt hàng sau mỗi màu đen thôi đó, cái đợt mà em hay mặc ấy. Nhưng đợt này thì dừng không bán cho nên là ít mặc, còn bây giờ em lại mặc lại màu kem với các chị, và em sẽ mặc với len cộc bò. Màu bò này siêu đắt hàng luôn, 82.000 đồng một áo chất Hoàng Quảng Châu, chất len. Nếu phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, em cho các chị hoàn hàng luôn. Nếu như phát hiện ra đây là hàng xưởng Việt Nam, em cho các chị hoàn hàng luôn, được chưa? Chân váy tầng đi chị, chân váy tầng thì hôm nay em bán nốt thì chắc em không vừa bán nữa đâu. Len cộc đen ưng quá, mua len cộc đen về ưng quá, chất đẹp dã man. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em đang mặc ở đây là màu bò, và bây giờ em sẽ đóng thùng cho mọi người quần màu kem nhá. Tí nữa mặc thêm cho mọi người cả màu rêu đóng thùng với màu này. Nói chung là cứ lấy hai chiếc đi ạ. Áo này một chiếc bên em không đi hơn đâu. Ok chị Nguyễn Vy, để em tính nhá, tại vì mùa này thật ra không phải mùa của quần vải hết đây này, mọi người thấy chưa? Đấy, đỉnh chưa? Cái đồ nó đỉnh thì dù em có thay màu gì nó vẫn đỉnh. Cái đồ mà nó đã đẹp thì em có thay màu khác, thay áo khác, quần khác, thay bảng màu khác nó vẫn đẹp. Nó rất nhiều cách phối luôn cho các chị, thấy chưa? Áo này sẽ ghi cho em là len cộc bò, và quần này sẽ là Q44 kem. Em nói rồi, nếu như em không mặc màu kem thì có lẽ là không bao giờ các chị mua màu kem. Nhưng khi mà em mặc rồi á, có giai đoạn nó chỉ đắt hàng sau mỗi màu đen thôi. Đây, Q44 mà em đang mặc sẽ là màu kem, và áo em đang mặc sẽ là len cộc bò. Anh ơi treo lại cho em cái. Em đọc cho mọi người bảng màu nhá. Em đọc cho mọi người bảng màu. Túi này ghi ra là túi CK 254.000. Áo em đang mặc sẽ là len cộc bò. Màu này là vàng này, hai màu này vẫn khác nhau nhá các chị. Đây là vàng này, đây là đen này, đây là rêu này, đây là kem và đây là sữa. Em nói thật bây giờ em mặc cho một cái màu rêu với cái quần kem này các chị cũng không đỡ được luôn. Treo lại cho em cái len nâu, cái len cộc nâu cái đây. Màu nâu nữa nhá, màu nâu, nhưng lúc này em mặc nó, chờ em một tí. Bây giờ em mặc cho một cái màu này, em bảo len cộc này cứ lấy hai cái, hàng đến kiểm tra hàng, đẹp thì lấy cả hai, không đẹp các chị hoàn cả hai, được chưa? Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu này sẽ là gì? Màu này sẽ là màu rêu nhá, màu này sẽ là màu rêu. Đẹp lắm luôn. Bốt thì hiện tại hôm nay em không nhận order đâu ạ, cho nên là sẽ không bán bốt trong livestream này nha các chị ơi. Q30 ừ đấy. Live này cũng chưa lên được Q30, trời ơi em lú mề luôn á. Bao nhiêu là mã? Ok. Thế tí nữa em sẽ lên Q30 và mặc với N2 rồi mặc với áo thỏ các thứ nhá. Mới có 11 giờ thôi mà, chẳng qua là hôm nay tương len cộc đẹp lắm. Em cảm ơn chị Huyền Thanh Nguyễn này. Chẳng qua là hôm nay tương tác kém thì giờ này view bị thấp thôi. Chứ bình thường giờ này phải 1.800 người, vẫn 1.800 người coi. Chị Kiều Anh Linh lên số đi ạ. Đây, giúp em này. 65kg mặc được cả set này chị ơi. 65kg chị sẽ mặc được cả áo cả quần của set này luôn nhá. 65kg, mọi người thấy chưa, em đang mặc màu rêu này. Đỉnh chưa? Em đã bảo là quan trọng là các chị thích phối như thế nào, chứ phối kiểu gì cũng đẹp à. Quần bao nhiêu shop ơi, quần này bình thường em bán là 127, hôm nay em chốt cho các chị 124.000 luôn. Hoan hỉ chưa? Bán vặn mấy quần rồi, sai mất lọc luôn. Bán vặn mấy quần rồi. Đối với len cộc lấy từ hai chiếc giúp em đi ạ. Lấy một chiếc bên em không đi đơn được đâu, vì em bán có 82.000 chứ, thấy chưa? Này, màu rêu này. Và đối với màu này nhá, em xin phép đeo về cái túi này, em nói thật với mọi người không đẹp nữa thôi. Mua đủ bảng màu len cộc rồi, đẹp dã man. Q30 thì quá đẹp, phải đặt thêm. Em cảm ơn chị Cạ Trang Nguyễn rất là nhiều. À 1m67 bởi vì các thương em nặng lại không ăn. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Cái túi xách ngọc này để làm gì? Để mặc với cái áo này còn gì nữa. Ôi là trời ơi, xong rồi mặc với quần kem. Em nói rồi, biết cách phối là sẽ phối được hết, quan trọng là mình thích phối như thế nào thôi. À báo giá lại túi, giờ túi này chị ghi ra là túi CK, túi CK mà em đang đeo sẽ là màu xanh chị nhá. 254.000, hàng siêu cấp, mọi người nhìn giúp em này. Đó, em mặc cái quần Q44 kem, sau đó em mặc với cái áo len cộc rêu và em đeo thêm cái túi CK xanh ngọc. Trời ơi, nhìn em nhẹ nhàng như một nàng thơ luôn ý. Thả cái tóc xuống nó là nhẹ nhàng xinh xắn, được chưa? Hôm nay là buộc, tại vì tóc bết quá nên hôm nay phải buộc lên đó mọi người, được chưa nào? Ghi giúp em mã này sẽ là len cộc kèm màu và kèm số điện thoại. Đọc lại bảng màu nhé, chêu lại cho em ơi. Đọc lại bảng màu len cộc lần nữa. Đối với len cộc cố gắng lấy từ hai chiếc giúp em ạ. Len cộc màu xanh ngọc, à xanh không phải, xin lỗi, màu rêu. Len cộc màu vàng, len cộc màu đen, len cộc màu kem, len cộc màu sữa, len cộc màu nâu và len cộc màu bò, được chưa? Len cộc em có tất cả là 7 màu và chốt trong livestream lần đầu tiên em bán giá này luôn. Chị Văn Nguyễn ơi, chị lên số đi ạ. Lần đầu tiên em bán giá này luôn, 82.000 đồng một áo. Nếu như phát hiện ra đây là hàng xưởng Việt Nam, em cho các chị hoàn hàng ngay lập tức.
hoàn thêm 20 lần giá trị cái áo này này nữa cho các chị, được chưa? Quần tam giác hiện tại đang hết hết size gì rồi chị ạ? Nói chung là hết rồi, bây giờ đang hết rồi chị ạ. Ghi em mã này sẽ là cộc vàng, cộc đen, cộc bò, cộc kem, cộc sữa, cộc nâu và cộc em đang mặc sẽ là cộc rêu. Và bây giờ em đọc lại bảng mẫu quần một lần nữa để em qua mẫu nhá. Quần em đang mặc ghi giúp em là quần Q44. Quần này em bán hơn 10.000 quần rồi. Thì em nghĩ là hầu như khách ở đây thì cũng đã mua hết rồi. Nhưng em vẫn phải bán lại bởi vì em vừa ngày hôm qua vừa về thêm 400 con nữa. Thì ra là như này này. Nếu như mà nó không đắt hàng nữa thì em sẽ bỏ mẫu, nhưng bởi vì nó vẫn đang quá là đắt hàng. Có nghĩa là đấy, mọi người thấy chưa? Chỉ cần em lên cái mọi người, bởi vì khách mới nhà em hàng ngày là tiếp cận liên tục chứ không phải là bán đi bán lại cho khách cũ. Một ngày có phải tiếp cận tầm khoảng tầm 30% là khách mới đấy, 40% là khách mới. Thế nên là có những khách mua nhiều rồi nhưng có những khách cũng bây giờ mới biết em. Thế nên là em vẫn mua, vẫn bán và mọi người vẫn mua rất là nhiều. Quần em đang mặc ghi giúp em là Q44 màu kem. Nếu như quần này mà em không mặc mẫu gần như các chị sẽ không mua, bởi vì các chị sẽ nghĩ là khó mặc và khó phối, nhưng các chị thấy chưa? Siêu đẹp luôn. Màu này cho em sẽ là màu nâu. Và đằng sau nó có chun nhẹ, không chun nhiều. Để làm gì ạ? Để thoải mái cho các chị đến 65 cân và nó sẽ tốt nhất. Ví dụ như hôm nay mình gầy đi một tí, ngày mai mình mập lên một tí thì quần vẫn có thể mặc được và không phải nó du di được với mọi người. Màu em đang mặc sẽ là Q44 kem. Màu này sẽ là Q44 nâu. Màu này sẽ là màu Q44 đen, là màu đắt hàng nhất. Và màu cuối cùng cho em sẽ là Q44. Chưa về đâu Ánh ơi, đấy là đôi của chị. Màu này sẽ là màu sữa, em phối đồ thôi, được chưa? Q44 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì để lại size, không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên sẽ chốt size cho các chị, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là Q44 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Còn sau cái này em phải lên cái bộ này đã nhá. Sau cái bộ này thì em sẽ lên quần Q40, quần Q30 này, rồi quần Q30 này với lại là quần... với lại là quần Q99 này đấy. Hôm nay bán rẻ hết cho tất cả các chị, được chưa? Q44 kèm màu và kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Chốt trong live stream cho các chị là 124.000 đồng. Quần này bình thường đợt đầu em tung ra là em bán 128, về sau là có 127. Còn hôm nay em bán cho các chị có 124 thôi. Mua được đâu bằng, em nói luôn này. Riêng quần của Việt Nam mình làm á, quần này nếu như là hàng Việt Nam mình mà ấy, nó chỉ có hai loại chất. Một là chất hai da, và quên em xin lỗi, một là chất hai biên, và hai là chất tuyết mưa, nó chỉ có hai chất đó thôi. Còn chất này của em là chất tàu, nên là dù người ta có muốn nhái cái chất này của em cũng không có nhái được, không thể nhái được luôn, được chưa? Xem bảng màu túi chị đeo. Túi em đang đeo ghi doe là túi CK xanh. Màu xanh này siêu lạ nha, có 30 chiếc thôi. Túi này ghi doe là túi CK nâu. Túi này ghi doe em là túi CK đen. Túi CK đen. Và màu cuối cùng cho em sẽ là túi CK kem. Đấy, màu này sẽ là màu kem. Túi CK kem, được chưa? Đỉnh chưa, màu kem này. Đó, bao nhiêu ạ? 254.000. Còn len cộc em đang mặc hôm nay em chốt cho các chị 82.000. Mua được đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. 82.000 đồng một áo, lấy từ hai áo giúp em. Cắm sạc vào máy tính em, anh hết pin. Được chưa? Bây giờ, trời ơi, line này chưa lên Q60. Line này là chưa lên Q60, trời ơi, nhiều hàng quá trời. Cho từ từ, bây giờ lên xét tay kẻ lại nhá. Áo len cộc hôm nay 82.000. Linh ơi, lên áo len vạt chéo. Cổ chéo chị ơi, đắt hàng lắm, hết rồi chị ạ. Bây giờ em đọc lại bảng màu một lần nữa để em qua. Không, bây giờ phải mặc thêm, nhân tiện đang mặc cái quần này thì mặc cái áo này. Cái áo này rất là hot. Áo này sẽ ghi giúp em là len xinh. Len xinh 90 mấy nghìn, 97.000. Em có len xinh sữa, em có len xinh kem và em có len xinh đen. Có cần em mặc cái len xinh nữa không? Len xinh 97.000. Áo xẻ ngực 139.000, bao giá toàn Facebook luôn, được chưa? Em đọc lại bảng màu len cộc nhá. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Mọi người vẫn chốt Q44 như lần đầu tiên em bán luôn. Chị Vân Nguyễn lên số đi ạ. Len cộc phải bán từ 2 chiếc. Chia sẻ like đi mọi người ơi. Màu em đang mặc sẽ là màu rêu. Màu này sẽ là màu vàng, màu đen, màu bò, màu kem, màu sữa và màu nâu nhá. 82.000 đồng một chiếc. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái set tay kẻ, là một cái set hot đình đám của nhà em. Chị Đắng Đắng ơi, chị lên số điện thoại giúp em đi ạ. Dạ sục vẫn chưa về các chị ơi. Em nói thật là em còn nóng ruột hơn các chị nhiều ấy. Nhưng mà em cũng không nỡ hủy đơn ấy, nên là thôi, cứ để bọn nó gửi về đi. Vì có ai mong muốn điều đó đâu, do nó bị hết cái phụ kiện ở trên cái sục ấy. Nó bị hết cái này này. Nó bị hết cái này này. Thành ra là làm sục xong nó phải chờ cái này nó gắn vào nó mới ship cho mình được. Len cọc không có màu trắng, màu sáng nhất đó là màu kem nha. Bây giờ em sẽ lên cho một cái set này. Set này ghi giúp em là gì ạ? Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. Set này em tự tin luôn. Chất không đẹp, hoàn hàng luôn, không phải nghĩ nha mọi người. Đây mọi người nhìn giúp em này.
Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại 232.000. Đây là set đồ đắt nhất ở shop em Linh hiện tại. Đây là set đồ đắt nhất ở shop em hiện tại. Thì các chị biết là nó xịn như nào đó. Bảng màu xẻ ngực đằng sau là kem hay trắng? Là kem em ơi, kem chứ không phải trắng đâu. Em nói thật là em rất là không thích màu trắng ấy. Thành ra là em nhập cái gì mà nếu mà có kem và trắng thì em sẽ luôn luôn chọn màu kem, chứ em không chọn màu trắng. Toàn là như thế thôi, được chưa? Xẻ ngực đằng sau sẽ là vàng này, kem này, nâu này, đen. Và một màu nữa là màu sữa mà lúc nãy em mặc nhưng mà em chưa có treo lên lại ấy. 5 màu nhá, xẻ ngực em có 5 màu. Mọi người nhìn giúp em này. Đây, bộ em đang mặc sẽ ghi giúp em là gì ạ? Set gì ạ? Set tay kẻ kèm màu. Tụt view rồi mọi người ơi, chia sẻ đây anh ơi. Cố gắng tương tác lên cho em nha. Em vẫn sẽ like đến tầm 12 giờ đấy. Cố gắng tương tác lên. Đây mọi người nhìn giúp em này. Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong live stream này là 232.000 đồng. Các chị nhìn giúp em này. Đó, thấy chưa? Chất liệu của nó là chất liệu nỉ hai da. Chất liệu hot nhất và xịn sò nhất năm nay. Hot nhất và xịn sò nhất hôm nay là chất liệu nỉ hai da đó mọi người. Ghi giúp em mã này sẽ là set tay kẻ đen, set tay kẻ nâu, set tay kẻ sữa và set tay kẻ gì ạ? Và set tay kẻ đất, màu đất là cái màu hot hit luôn, hầu như ngày nào hàng cũng về luôn á. Màu đen là màu em bán được nhiều nhất, được chưa? Em đọc cho mọi người bảng màu nhá. Màu này sẽ là màu đất, màu này sẽ là màu nâu và màu này sẽ là màu sữa. Đến chiều nay nhá, đến chiều nay nhân viên báo hết tất cả các màu của bộ này luôn. Đến chiều nay nhân viên lúc 2 giờ chiều, 3 giờ chiều là nhân viên báo hết tất cả các màu luôn. Là mọi người biết rồi đấy. Nhưng mà tối nay hàng về được bù rồi nha các chị nha. Màu em nó mặc sẽ là set tay kẻ màu gì ạ? Màu đen. Set tay kẻ em thề là chưa có một khách nào nhận hàng mà chê luôn. Màu này cho em sẽ là set tay kẻ màu đất. Màu này cho em sẽ là set tay kẻ màu nâu. Và màu này cho em sẽ là set tay kẻ màu sữa. Màu sữa này là màu siêu đắt hàng luôn. 232.000 đồng. Nhận hàng nhớ kiểm tra hàng, 65 cân đổ về thoải mái. Và mọi người nhìn này, nó là chất liệu nỉ hai da. Thì dù đằng ngoài nó là màu gì thì đằng trong nó vẫn là gì? Nó vẫn là màu trắng. Đó là đặc điểm của chất liệu nỉ hai da. Và chất này là chất rất là hot năm nay luôn. Mọi người nhìn đằng trong màu trắng thấy chưa? Và một cái màu đất là cái màu mà về sau cùng. Về sau cùng đằng trong nó là màu trắng này. Mọi người nhìn rõ chưa? 232.000 nhận hàng hãy làm gì ạ? Nhận hàng hãy kiểm tra hàng rồi mới giả tiền. Chỉ cần nhớ giúp em từng đó thôi. Nhận hàng hãy kiểm tra hàng rồi mới giả tiền nhé các chị nhé. Có hình con gấu ở sau cái này á. Cái này giữ em là N2. Con này hot kinh khủng. Bây giờ em sẽ lên N2. N2 này livestream này chưa hề lên. Và bây giờ vẫn đang hết tất cả các màu. Nhưng mà ngày mai sẽ về. Xét tại cả đất hai bộ. Ok chị này. Nhận hàng nhớ kiểm hàng nhá. N2 này chốt trong livestream cho các chị là 124.000. Bây giờ em sẽ mặc N2 và mặc cho các chị với Q99 nhá. Được không? Mặc với Q99 nhá. Nhớ giúp em này, quần legging Muji hôm nay em vẫn chốt cho các chị là quần legging Muji hôm nay vẫn chốt là 103 thôi. Và quần tất thì em vẫn chốt trong live là 79.000. Quần tất 79k nha các chị ơi. Chân váy bò ok. À quên, ừ nhở, live này cũng chưa lên chân. Bây giờ sẽ lên sắt nách rồi chân váy bò. Ui nhiều hàng quá. Ghi em mã này sẽ gọi là gì ạ? Xét tay kẻ sữa. Màu này sẽ gọi là gì? Xét tay kẻ nâu. Màu này sẽ gọi là gì? Xét tay kẻ đất. Và màu em đang mặc sẽ gọi là gì? Xét tay kẻ đen. Xét tay kẻ em chốt trong live stream cho các chị giả free size 65 cân đổ về mặc được. 232.000 set đồ đắt tiền nhất của nhà em. Thì các chị biết là xịn sò như nào ấy. Trong khi mà cái bộ tăm nhung bình thường á, em bán có 160 mấy nghìn. Thị trường bán 200 mấy thì em cũng chỉ bán có 160 mấy nghìn thôi các chị ơi. Còn này sẽ là màu đất và màu em đang mặc sẽ là màu đen, là màu đất hàng nhất nha. Len cọc em lên rồi đấy, quần em cũng lên rồi, len cọc đây này. Len cọc đây này. Vàng, đen, bò, kem, sữa, nâu. Đó. Và một cái màu gel lúc nãy em mặc, còn quần thì sẽ là đen, nâu, sữa, kem, 4 màu nha. Chị có lên mã quần jean ở xuống hôm nay, chị lên 2 lần rồi, quần đấy giúp chị là quần đẹp em ơi, quần đấy là quần đẹp, chị lên 2 lần luôn rồi á, 2 lần luôn á. Còn chị còn bộ gấu thêu không? Bộ đấy là bộ thêu, bộ đấy là bộ thêu. Xét cây tay kẻ đất chị Thùy Nguyễn ơi, lên số giúp em ạ. Rồi bây giờ em lên tặng nốt cho mọi người này. Tặng nốt cho mọi người cái quần Q99 này, được chưa? Bình thường bán là 127 đúng không? Bây giờ bán nốt này. Bỏ mẫu nhá, chán lắm rồi đấy, bây giờ là bỏ thật đấy, thề là bây giờ là bỏ mẫu đấy. Em không đặt thêm nữa đâu. Bây giờ để tìm kiếm mấy cái mã quần mới chứ. Bây giờ bán đến vặn, phải đến vặn 2, vặn 3 quần rồi đó mọi người. Vặn 2, vặn 3 quần rồi cho nên là thôi em nghĩ là thôi giờ phút này là dừng được rồi ấy. Dừng được rồi ấy mọi người. Được chưa? Nhìn giúp em này. Q99 kèm màu và kèm số điện thoại. Nói chung là bây giờ chưa chắc thì khả năng nó là rơi vào chuyến sau đấy em ạ. Dạ mã đó là gì vậy ạ? Mã đó là cái là em hỏi cái gì nhỉ? Mọi người chia sẻ like cho em nhá.
hai túi CK đen, ok. Mọi người nhìn giúp em này. Đó. Quần này cái giúp em là quần Q99, là bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với áo gì? Áo gì ạ? Áo N2. N2 siêu đắt hàng luôn. Trời ơi mọi người. N2 bán là siêu nhiều mọi người, đây này. Các vị đã thấy ai bán chưa? Chưa đúng không? 124.000, chất liệu nỉ 2 da đệm cổ xịn sò. Nhận hàng được kiểm hàng nhá. Túi NI, túi mà túi đấy gọi là túi VIP nâu. Túi VIP nâu là 264.000. Bộ thêm em còn chị ơi. Còn quần bom không xốp, dạ quần bom em còn luôn chị. Này mọi người nhìn giúp em này. Được chưa? Cái em mã này sẽ là gì nào? Đây. Nay lần đầu tiên nhận hàng nhà Linh sau hơn một tuần chờ đợi. Cái gì cũng ưng, cái gì đây? Em chưa kịp đọc hết comment của chị bởi vì nó hơi dài. Nhưng mà em cảm ơn chị rất là nhiều chị nhá. Em cảm ơn chị ạ. Áo này sẽ ghi giúp em là N2 nâu. Bộ tay kẻ có, không có sai đâu chị ơi. Green size N2 nâu và em đang mặc với quần Q99. Q99 hôm nay này, chốt giá cho em này. Lần đầu tiên bán giá này luôn, 122.000 đồng. Mua đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Được chưa? 122.000 cú pháp Q99 nâu, Q99 đen. Và màu em đang mặc sẽ là Q99 trắng. Em bán hơn 10.000 chiếc, nói điêu mất lộc luôn. N Q gì ạ? Q99 kèm màu, kèm size và kèm xuân thoại. Em có hai size ML, dưới bao nhiêu ạ? Dưới 55 cân mặc giúp em size M, và từ 56 đến 70 cân mặc giúp em size L. Quần này thì không có size S, chỉ có hai size ML thôi nha. Q99 kèm màu, kèm size và kèm xuân thoại. Còn áo đang mặc sẽ là N2. Áo này ngày đầu tiên em tung ra thị trường em bán là 1.000 con. Và đến bây giờ mọi người biết không, từ đầu livestream đến bây giờ em chưa hề mặc cái mẫu này luôn. Tại vì bây giờ trên kho hiện tại đang hết tất cả các màu, nhưng ngày mai hàng mới về là có lịch rồi. Thì bây giờ em mới dám mặc cuối live lúc ít người coi này mọi người này. Ví dụ em mã này sẽ là N2 kem, màu này sẽ là N2 xanh. Và màu này cho em Linh sẽ là N2 đen. N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu? 124.000 đồng. 124.000 nha các chị nha. Q99 ai lấy nó chốt luôn giúp em. Ai lấy Q99 nó chốt luôn giúp em nha. Hôm nay chốt cho mọi người 122, lần đầu tiên em bán giá này luôn. Rồi ok. Sau cái này em sẽ lên nỉ tay thỏ, ok mọi người. Cái kiểu em bán này sẽ là gì ạ? N2 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. N2 màu này cho em sẽ là màu kem. N2 màu này cho em sẽ là màu rêu. Màu này đắt hàng kinh khủng. Nhưng màu kem mới là màu đắt hàng nhất. Màu kem mới là màu em bán được nhiều nhất mọi người. Màu đen là màu em bán được ít nhất. Không thể tin được đúng không mọi người? Không thể tin được là có ngày mà màu đen lại bán được ít hơn màu kem. Màu kem là màu bán được nhiều nhất, sau đó mới đến rêu và nâu, và cuối cùng mới là màu đen. Còn Q2 không chị, Q2 chắc bây giờ chỉ còn ít thôi. Hôm nay chân váy tầng, dạ không chị ơi, chân váy tầng ai lấy thì chốt nốt thì em bỏ mẫu nhé. Tại vì cái set, cái chân váy tầng đấy toàn phải phối với đồ điệu. Mà nói thật là nhà em chả có cái gì điệu điệu để mà phối cho các chị cả. Nên là chắc là chân váy tầng đấy là bây giờ còn bao nhiêu ở đây là em bán nốt cho các chị, là em bỏ mẫu nhá. Bởi vì là toàn phải phối với áo điệu, mà bây giờ được phối với áo điệu em chả biết phối cái gì luôn ấy. Nhà em không có cái gì mà nó kiểu điệu điệu quá. Giờ hôm nay em không nhận đơn bốt chị ơi. Cái em mã này sẽ là N2 nâu, màu này sẽ là N2 kem, màu này sẽ là N2 rêu, đẹp vãi đái luôn. Và màu này sẽ là N2 đen, được chưa? 124.000 đồng màu rêu này, trời ơi. Muốn xỉu không? Còn màu kem là màu em bán được nhiều nhất nha. Màu kem là màu em bán được nhiều nhất. Màu này cho em sẽ là màu rêu, màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Màu này sẽ là màu kem và màu này sẽ là màu đen. Chất liệu nỉ 2 da nha các chị nha. Chất liệu nỉ 2 da, nghe rõ kỹ giúp em. Chị Phương Linh ơi lên số đi ạ. Em nói này, lần đầu tiên em bán Q99 giá này luôn. Các chị tranh thủ chốt đi. Và hứa là quần này sẽ không bao giờ em về thêm nữa, em không đặt thêm nữa đâu. Vì em bán đến bây giờ nói thật, đến bản thân em mặc nhiều em còn thấy chán rồi. Cho nên là thôi em không mặc nữa đâu nhá. Ok, em lên lại giữ nhiệt nhá. Giữ nhiệt là một cái sản phẩm mà em vẫn mê, rất là mê. Bán vạn mấy của áo rồi nhá, mà vẫn mê vãi mê luôn ấy, mê lắm ấy. Ok, thì em sẽ lên chân váy bò, mặc với áo giữ nhiệt cho các chị, xong rồi mặc với ghi lê gấu cũng rất là đỉnh luôn đúng không? Ok luôn. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là N2 nâu. Quần em đang mặc sẽ là Q99 kem, Q99 trắng, Q99 trắng, Q99 nâu và Q99 đen. Q99 em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? Hôm nay là bao nhiêu ạ? 122.000 đồng, được chưa? Em qua mẫu N2, bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái mã nỉ rất là đắt hàng nha em, đó là nỉ thọ đây. Nỉ thọ. Lấy cho em cái không có hàng mẫu ở dưới này hay sao nhỉ? Em lên cho mọi người nỉ thỏ nhá. Thôi anh lên trên kia lấy cho nó nhanh đi. Lấy ở đây khó lắm. Nỉ thỏ bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu nâu đi. Màu nâu rất là đẹp. Thôi chờ một tí rồi lấy xuống rồi là em ấy nhá. Chị nào lấy N2 là chốt luôn để em qua mẫu nào. Chị Hồng Vân Nguyễn này lên số đi. Em thề là không có khách nào chê được Q99 nhà em luôn. Cái ngày đầu tiên mà em tung cái Q99 này ra em bán được 1.200 quần. Và từ ngày đó đến bây giờ không biết là mấy tháng rồi. Thì cứ like thì em bán, like thì em dừng. Nhưng mà nói chung là khách thì vẫn vô chốt nhiều. Nhưng mà bây giờ sau khi mà về đã về quá nhiều mẫu quần thì em quyết định là
em sẽ dừng không bán nữa nha các chị nhá. Có suông trắng không? Suông trắng là cái gì vậy chị ơi? Suông trắng là cái gì ạ? Ok, quý vị chỉ 50 cân mặc size gì? 50 cân mặc size M chưa? Em chỉ có 2 size ML thôi, không có size S nhá. N2 màu rêu này, N2 tem này, N2 đen này, và N2 em đang mặc là nâu. N2 kèm M kèm số điện thoại. Chốt trong line này cho các chị là 124.000 đồng, được chưa? Còn bây giờ em sẽ lên cho một cái nỉ thỏ cũng rất là đẹp. Nỉ thỏ cũng rất là đẹp và đắt hàng của live trước các mọi người. Đẹp và đắt hàng của live trước nha. Đây, nỉ thỏ đây. Hết kem à. Nỉ thỏ đây mọi người ơi, nỉ thỏ em có màu này sẽ là màu rêu, em có màu này sẽ là màu đen và màu này sẽ là màu nâu. Em sẽ lên cho mọi người nỉ thỏ nhá. Đấy, lúc trước em lấy quy 9 màu trắng chất đẹp, mỗi tội em chân to này. Nếu mà chân to thì em có thể lấy sang nâu hoặc là chân to thì em có thể lấy sang nâu hoặc là đen nhá. Còn nếu như mà ai mà người bình thường á thì mọi người lấy trắng, tại vì nếu mà ai mà kiểu chân to hay hơi mập thì lại không nên lấy màu trắng. Nhưng mà màu trắng em bán đắt hàng lắm. Đắt hàng ngang với màu nâu luôn. Chỉ sau màu đen thôi chứ không hề kém cạnh nha mọi người, nhìn giúp em này, đẹp chưa? Nỉ thỏ kèm màu và kèm số điện thoại, và đương nhiên chất của nó vẫn là chất nỉ hai da thần thánh, được chưa? 127.000 đồng. G5 và quần đỉnh không em giả hết chị. Quần đỉnh bây giờ chị đặt thì 5 ngày nên em giả đơn, còn G5 thì bây giờ chắc hết rồi. Quần đẹp có mấy màu? Quần đẹp có hai màu đậm nhạt. Quần bò đẹp đúng không? Bò đẹp em có hai màu. Áo này là cái gì mà áo cổ chéo. Áo cổ chéo này em chốt trong line là 139.000 mặc đẹp lắm. Cổ chéo chốt trong line là 139 mặc đẹp kinh khủng, mọi người nhìn giúp em này. Đó, nỉ thỏ này. Trời ơi. Nỉ thỏ kèm màu đẹp chưa? Màu nâu này, mặc cái màu nâu em nói thật này. Cái quần màu trắng này phối độ cực kỳ đẹp. Tại vì màu trắng mặc với cái màu áo nó sẽ rất là nổi mọi người. Cái quần trắng ấy, thành ra là cái quần quyền chín trắng này em bán màu trắng đắt hàng lắm. Mọi người nhìn này, nỉ thỏ màu em đang mặc sẽ là màu nâu và quần này sẽ ghi là gì ạ? Quần Q99 trắng. Nỉ thỏ em có tất cả là 4 màu, mọi người nhìn vào đây giúp em này. Màu rêu này, màu đen này, màu kem và màu nâu. Nỉ thỏ kèm màu và kèm số điện thoại 127.000. Em có màu này cho em sẽ là màu đen, em có màu này cho em sẽ là màu rêu, và em có màu này cho em sẽ là màu kem nhá. Nỉ thỏ màu rêu này cũng đẹp vãi chưởng luôn. 100 bao nhiêu ạ? 127.000, được chưa? Nỉ gấu bao nhiêu bạn? Nỉ gấu, cái nỉ này không phải nỉ gấu đâu chị ơi. Cái này chị ghi giúp em là N2 chị nhá. Cái đấy chị ghi giúp em là N2, đẹp chưa? Úi là trời ơi, này mọi người thấy chưa? Này. Đó. Thấy chưa? Màu rêu này. Đó, đẹp chưa? Cái này mặc màu rêu nữa không ạ? Nỉ thỏ kèm màu và kèm số điện thoại 127.000 đồng. Màu rêu siêu trắng da, màu nâu cũng siêu trắng da. Màu kem thì giờ cho dành cho những người da hơi ngậm ngậm. Còn màu đen thì dễ mặc. N2 là 124, còn nỉ thỏ là 127 nha. Quần em đang mặc em đọc lại bảng một lần nữa này. Em bán nốt thì em bỏ mẫu cho nên là các chị tranh thủ đi nhá. Không à, có nhiều chị nhá. Mua một màu hai chiếc của nhà em hỏi sao chị mua sao lại kiểu như là có những mã quần mà em bán 3 màu nhưng người ta mua thành 6 chiếc, em bảo sao chị lại mua nhiều thế. Người ta bảo là chị, tại vì chị thích mã này cho nên chị phải mua, nếu không đến khi là bỏ mẫu thì sẽ không mua được nữa. Ý khách là kiểu như đến khi mặc cũ hay là mặc chán hay là mặc kiểu như là mặc sờn đi rồi thì vẫn có quần mới để mặc tiếp. Vì là lúc đấy mà em bỏ mẫu thì không thể nào vì một hai khách mà em lại nhập thêm hàng được. Quần mã này là Q99 đen, có cạp ở đằng, tức là có cái nắp quần giả đằng sau này. Đây là nâu này, đây là đen này, và mới em đang mặc sẽ là trắng. Hôm nay chốt cho mọi người là 122, mọi người tranh thủ chốt đi nhá. Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Còn áo đang mặc thì sẽ gọi là nỉ thỏ nâu, màu này cho em sẽ gọi là nỉ thỏ rêu, màu này sẽ là nỉ thỏ đen, và màu này nữa sẽ là nỉ thỏ kem. Nỉ thỏ kèm màu và kèm số điện thoại, chốt trong livestream này là bao nhiêu ạ? 127.000, quần 122.000. Các chị tranh thủ chốt đơn nhá, em qua mẫu tiếp theo. Bây giờ em qua mẫu tiếp theo nha mọi người ơi. Giữ nhiệt à? Giữ nhiệt nhà em là vẫn một cái gì đó rất là khó tả đúng không các chị? Khó tả quá còn gì nữa, vì nó hot. Nỉ thỏ kèm màu và kèm số. À thôi, nhân tiện đang mặc cái này thì em mặc nốt cái là nỉ theo là luôn đi. Nỉ theo kèm màu. Ôi giời ơi, like này có cái đồ bộ này, bộ ba sọc này hot mà nãy đầu like mặc còn lần. Bộ ba sọc hot và đầu like mặc còn lần. Ghi lê phao bao nhiêu? Ghi lê phao nhiều mẫu lắm chị. Mẫu này là K12, còn mẫu này thì sẽ là ghi lê rút dây nhá. Ghi lê rút dây. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người lại cái bây giờ em sẽ mặc sang mã quần Q30. Q30 là một mã rất hot của bên em. Đây này. Q30 là một mã siêu hot không biết đâu rồi. Q30 là chất liệu mì nỉ á mọi người, đẹp lắm luôn. Đây, màu nâu đây, màu đen, màu nâu, màu trắng, không biết màu đen đâu.
Q30 kèm màu và kèm số điện thoại đây. Đây các chị ơi, ai đã mua Q30 của chị Lê Quyên hay chị lên sổ giúp em nhá. Chị Nguyễn Phương lên sổ giúp em. Nhiều chị đặt hàng không lên số điện thoại. Em hỏi thật các chị không lên số điện thoại. Thì bên em lấy cái gì để mà chốt cho các chị luôn á. Nha mọi người nhá, đặt hàng bắt buộc phải lên số đi ạ. Q30 đây này, bây giờ nỉ thỏ đen là ok. Đây em mở nốt cho màu đen này. Màu đen thì nó là in trắng rất là xinh, được chưa? Nhìn giúp em này. Đó, màu đen này, đẹp chưa? Màu đen nhá, ghi giúp em mã này sẽ là nỉ thỏ đen 127.000. Chân váy tầng thì chị nào lấy chốt nốt thì nốt line này là em tháo xuống luôn, em không bán nữa đâu. Bởi vì nó thật không phải là hợp, nó không hợp với cái phong cách và cái gu của em. Bình thường em không biết phối bồ, phối đồ ấy. Q30 đẹp lắm, mình mới mua mấy bộ. Em cảm ơn chị, Q30 là quần ý. Q30 là quần, chị ơi đẹp chưa? Đây, ôi em nỉ thỏ đen in trắng. Xong rồi là mặc cái quần này trắng, tay cái điều hòa em vậy. Rất là hợp luôn, được chưa? Chân váy tầng em sẽ tháo nốt xuống, em không bán nữa nha các chị nha. Không bán nữa nhá, bây giờ là sẽ bỏ mẫu luôn này. Chân váy tầng màu này sẽ là đen, màu này sẽ là hồng, màu này sẽ là nâu và màu này sẽ là kem nhá. Chị nào lấy thì chốt này, 197.000, hàng Quảng Châu. Em không bán hàng Việt Nam, riêng mã này không bán hàng Việt Nam vì hàng Việt Nam nó không có đẹp, được chưa? 197.000 bao giá. Cái này hot girl toàn bán 350 thôi. Quần tam giác còn không ạ? Hôm trước mặc đẹp nên muốn mua thêm. À, hôm qua em nhận được nỉ cúc Q9N2 đẹp hơn mức tưởng tượng chị Linh ạ. Cảm ơn Thúy Lê, cảm ơn Yến Trần rất là nhiều nhá. Quần cái này là lô cuối nhá, chị nào lấy thì chốt là em bỏ xuống luôn, lần sau các chị sẽ không thấy nữa đâu nha. Như đây là chân váy tầng 197.000. Còn áo em đang mặc sẽ gọi là gì nào? Áo em đang mặc thì sẽ gọi là nỉ thỏ. Nỉ thỏ màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Nỉ thỏ màu em Linh đang mặc sẽ, à, em xin lỗi, màu này là màu đen chứ. Màu đen, màu rêu, màu nâu và màu kem, 127.000. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với quần Q30. Một cái quần mà chất mì nỉ rất là đẹp và rất là hot, bán đi bán lại bán hoài rồi. Này, nhìn giúp em. Ừ đấy, sau cái này phải lên cả nỉ phố nữa. Trời ơi sao mà nhiều mẫu thế. Mấy cái mẫu mới đầu like là toàn mới mặc còn lần. Mấy cái mẫu mới đầu like là toàn mới mặc còn lần trời, chết mất thôi. À, thứ sáu K60 bên em vẫn đang giả đơn dần chị ơi, tại vì K60 nhà em bị quá tải trầm trọng đây chị này, bây giờ vẫn đang nợ hơn 500 đơn. Thì chị cứ bình tĩnh để chờ bên em giả đơn từ từ con K60 này nhá, bởi vì thiếu đơn nhiều lắm chị ạ. Được chưa? Váy điệu đi chị, váy điệu lúc nãy lên rồi đây này. Em đang mặc quần này là quần Q30 chất liệu mini, quần này mẹ em cũng lấy mặc. Quần này ghi giúp em là quần gì ạ? Q30 đen, em có tất cả là 3 màu, chất mini, 2 size SM, form siêu to khổng lồ. Dưới 55 cân tuyệt đối chỉ lấy S thôi mọi người nhé. Và từ 56, từ 56 cho đến 70 cân mới lấy size M. Và nếu 70 cân không vừa size M em cho các chị hoàn hàng lại, được chưa? Quần em đang mặc ghi giúp em là quần Q30 đen. Màu này cho em sẽ là quần Q30 nâu. Và màu này cho em sẽ là quần Q30 trắng. Mọi người nhìn này, cái này size S mà nó to như này rồi. 137.000 đồng bao giá thị trường, 137.000. K100 em còn nâu với cả trắng để em lên cho chị luôn nha. Em tặng nốt cho mọi người còn nâu với trắng thôi, hết đen rồi. Cái em mã này sẽ là nỉ thỏ, ok em tranh thủ mặc cho mọi người K100 luôn nhá. K100 bây giờ còn nâu trắng nên là em sẽ sell, gọi như là sell lỗ cho mọi người luôn á, chỉ còn nâu và trắng thôi đây này. Nâu được chứ mà không có hàng mà giả khách á. Mọi người nhìn hàng nhà em này, toàn bộ K100 nhà em là hàng hai lớp. Hàng trên thị trường người ta chỉ bán một lớp thôi, còn hàng em bán cho các chị là hàng hai lớp. Q30 này 2 size SM. Em đọc cho mọi người bằng size rồi đấy ạ. Tuyệt đối dưới bao nhiêu ạ? Dưới bao nhiêu ạ? Dưới 55 cân chỉ lấy S. Và từ 56 đến 70 mới lấy M. 70 cân không vừa size M em cho các chị hoàn hàng lại, phong to lắm. Đây K100 bình thường em bán là 179 đúng không? Hôm nay em sập sàn cho các chị luôn. Ghi giá của em này. Hôm nay chốt cho mọi người 163.000 đồng. Em bán nốt nhá. 163.000, em có cái này sẽ ghi giúp em là K100 nâu. Và màu này cho em sẽ là K100 nào trắng 163. Mọi người chốt nốt đi ạ. 163 chỉ còn trắng. Nói thật nếu như mà còn đen thì không bao giờ có chuyện em sell cho các chị đâu. Vì áo này thật ra bây giờ trên thị trường vẫn hot và hàng của em là hàng hai lớp cơ. Nhưng bởi vì là em bị hết đen mất rồi. Em bị hết mất một màu, thành ra là em mới sell á. Ghi em mã này sẽ là cái gì ạ? K100 trắng và K100 nâu, 163.000 đồng. Mua được đâu, bằng tiền em cho các chị hoàn hảo lại. Đây nhìn giúp em này. Em đang mặc với quần Q30 đó, trời ơi cái set này quá đẹp luôn. Đi lên với sục em đang đi là 98.000 nha. Sục em đang đi là 98.000, quần em đang mặc là gì ạ? Quần em đang mặc là 137.000 và áo em đang mặc sẽ gọi là gì? Áo em đang mặc sẽ là 100 áo em đang mặc sẽ là hôm nay sale 163 cú pháp K100 nâu. Bây giờ em mặc thêm cho mọi người K100 sữa nữa nhá. Không về thêm đâu, hết đen rồi. Em hết sạch đen rồi. Nên là mới sell chứ còn bình thường còn đen thì sell làm cái gì? Kiểu gì chả bán được mà phải sell, mà trong khi cái áo này đợt trước nhá.
Em bán 2 tuần mới giả được hết đơn đó mọi người. Xem túi, chị muốn xem mã túi gì ạ? Đây nhìn giúp em này. Một này sẽ gọi cho em là sục NI 98k, hàng siêu đỉnh luôn. 98.000 mọi người nhìn cái sục này. Full size từ 35 đến 40 luôn, từ 35 đến 40 full size. Full size từ 35 đến 40 98.000, tranh thủ chốt nha mọi người ơi. Được chưa? Đây, K100 trắng của mọi người đây. Lên giữ nhiệt đi ạ. Ok, chờ em một tí tí em lên nhá. Hàng hai lớp. Hàng này em chỉ bán hàng hai lớp thôi. Màu em đang mặc sẽ là K100 trắng và quần em đang mặc sẽ là Q30 đen. Em đọc lại cho bảng màu mọi người, Q30 nhá. Q30 màu đang mặc sẽ là màu đen. Màu này sẽ là màu trắng và màu này sẽ là màu nâu. Nhớ giúp em dưới 55 cân chỉ lấy S. Từ 60, tự quen em xin lỗi, từ 56 đến 70 cân mới lấy M nha mọi người nhá. Bởi vì form của nó rất là to nha. 137.000 đồng. 137.000 đồng giúp em ạ, được chưa? Em đặt hôm 29 không thấy chốt thì đặt lại đi em ơi. Thế thì đặt lại đi nhá, được chưa? Ví dụ em, giờ em mới thấy thông báo bảo sao hôm nay ế thế. Hôm nay mọi người, hôm nay tương tác kém mà. Q30 trắng, Q30 nâu và Q30 đen. 137.000 đồng. K100 hôm nay sale 163. Các chị tranh thủ chốt đi, không hết hàng không về nữa đâu. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người giữ nhiệt. Mặc với ghi lê gấu đỉnh cao nhà em. Đây, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người giữ nhiệt nhá. Giữ nhiệt nhà em, ai nhận được hàng rồi cho em xin câu phản hồi nhá. Em đang định chui như này mới chết chứ. Bây giờ em mặc giữ nhiệt cho các chị nhá. Giữ nhiệt kem của em lúc nãy đâu rồi anh nhỉ? Không biết là để đâu nhỉ. Giữ nhiệt giữ nhiệt nha mọi người nhá. Không một cái livestream này em không bán. Như cái livestream ngày hôm trước em bán được hơn 800 con giữ nhiệt, nói điều mất lọc luôn. Mà bán đến bây giờ là vạn mấy, có nghĩa là các chị mua đi mua lại. Giờ em mới có thông báo đấy, các chị thấy chưa? Cho nên là hôm nay mới tương tác kém này, bán mãi mới được 7.000 comment, khổ ghê. Hôm nay tương tác chán lắm. Nhưng mà thôi, trộm vía là nói chung là vẫn đủ luôn để làm các chị ạ. Thôi nói chung là biết hài lòng, tôi biết làm thế nào được. Ế thì ế chung rồi. Lên Q60 đi chị. Ok, mọi người nhìn giúp em này. Áo đang cầm, áo đang mặc này. À, áo giữ nhiệt này. Bây giờ em sẽ mặc áo giữ nhiệt nhá. Sau đó em sẽ mặc với con K60. Sau đó thì sẽ mặc ghi lê gấu các thứ. Nói chung là len tím, mã là len cúc tím. Nãy lên con tí là hết sạch luôn rồi. Hôm qua về được 400. Giả nốt đơn cũ là mất 200 mấy rồi còn đâu. Cho nên là cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Đây mọi người nhìn giúp em này. Line này cũng chưa lên được Q60 luôn. Nói chung là cứ mỗi một line thì vẫn phải có hàng mới. Nhưng mà có hàng mới xong rồi đến khu hàng cũ cũng chẳng có thời gian mà lên kịp với mọi người. Tốn tiền với bà Linh quả mẫu nào cũng muốn hốt. Thật chứ chị nhỉ. Tốn tiền ghê ấy. Mọi người nhìn giúp em này. Đẹp chưa? Đó. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Giữ nhiệt kèm. Kèm màu và kèm số điện thoại. Giữ nhiệt em có tất cả là bao nhiêu ạ? Giữ nhiệt em có tất cả là 6 màu. Và mọi người nhìn form này. Riêng áo này cả nhà em mặc từ mẹ chồng đến mẹ đẻ đến dì hai bên là đều mặc hết em, mọi người thấy chưa? Nói chung là hàng phải đẹp, hàng phải chất lượng thì em mới mang đi tặng, chứ hàng vớ vẩn không bao giờ em tặng mang tiếng nha mọi người. Ghi của em mã này sẽ gọi giúp em là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Em bán đến bây giờ là hơn 10.000 áo rồi, nói điêu mất sạch lọc luôn. Hơn 10.000 áo giữ nhiệt, các chị có hình dung cái số lượng hơn 10.000 là nó bao nhiêu? Nó là 10.000, hơn 10.000 rồi. Đây, bán tiền tỷ áo giữ nhiệt rồi đó mọi người, 127.000. Em chỉ nói này này, mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Đấy là cái ok nhất rồi đúng không? Còn cam kết đây là hàng Quảng Châu. Còn nếu phát hiện ra hàng xử Việt Nam, em hoàn cho các chị 100 lần giá trị cái áo này luôn. Nói lại một lần nữa, 100 lần giá trị cái áo này luôn. Em đọc cho mọi người bảng màu bảng giữ nhiệt nhá. Giữ nhiệt màu em đang mặc sẽ là màu kem. Màu này sẽ là màu xanh dương. Màu này sẽ là màu đen. Màu này sữa, cốm, nâu và kem. Hai màu đắt hàng nhất là màu đen và màu kem. Là cái màu em đang mặc đấy ạ. Và màu đen năm nay là cái màu em bảo cái năm nay là cái màu kem nó lên ngôi luôn á. 127.000. Bây giờ em mặc cho mọi người với một cái ghi lê gấu ở bên ngoài này, được chưa? Siêu trẻ trung. Lê gấu là năm ngoái em bán là 159.000 và hôm nay em chốt cho mọi người có 134.000 thôi. Em về tổng số lượng ghi lê gấu này là 485 áo rồi, chắc là bây giờ gần hết rồi đó mọi người, nên là ai lấy thì chốt nốt đi chứ không đến lúc ấy không về lại đâu. Vì mẫu này em bán đến năm nay là năm thứ 3 rồi, cho nên là em không về lại đâu mọi người thấy chưa. Em mặc một cái Q30 đen, mặc ghi lê gấu đỏ và mặc một cái giữ nhiệt kem, rất là xinh luôn, được chưa? Và nhớ giúp em này, cái túi CK này, chị Xuân Trường Phạm ơi lên số đi. Cái túi CK này mình sẽ đeo được hai kiểu, mình có thể bỏ xuống và đeo chéo này nhá, chứ không phải là mỗi đeo kia đâu. Nó đeo được hai kiểu mà mọi người tụt một phát một cái kéo này là mọi người sẽ đeo được một bên nữa, rất là tiện luôn. Có nghĩa là một quai nhưng mà đeo được hai kiểu, được chưa? Ghi lê gấu màu em đang mặc sẽ là màu đỏ. Ghi lê gấu màu này cho em sẽ là màu nâu. Và ghi lê gấu màu này cho em sẽ là màu gì ạ? Màu
Một này là màu sữa, ghi lê gấu. Công nhận áo giữ nhiệt vải đẹp mà mang ấm cực. Em cảm ơn chị Trần Hàng rất là nhiều. Em thề với chị luôn là từ ngày em bán giữ nhiệt đến bây giờ bán đến hơn 10.000 chiếc nhưng chưa có một khách nào chê luôn đấy chị. Chưa một khách nào chê áo giữ nhiệt nhà em luôn ấy. Cho nên là đến bây giờ khi mà em like khách vẫn cứ Linh ơi lên áo giữ nhiệt đi. Dạ Q30 của em nó là chất mini nhá, chị dày ấm nhá. Q30 của em nó là chất mini. Dạ bên em hiện tại không nhận đơn xỉ nữa đâu chị ơi, hiện tại không nhận đơn xỉ nữa nhá. Đây túi CK mọi người đeo một bên cũng được, mà mọi người beo chéo như này cũng được. Ok chưa? Bây giờ em đọc cho mọi người bảng màu ghi lê gấu này. Ghi lê gấu đỏ, ghi lê gấu nâu và ghi lê gấu này sẽ là gấu sữa. Ví dụ như cái màu kem mà em mặc bên trong mà em mặc với cái này màu sữa bên ngoài thì nó là quá hợp luôn, đúng không? Còn giữ nhiệt em đọc lại bảng màu, em bảo này giữ nhiệt nhận một hạ, một áo thì đi với một hộp, 10 áo thì đi với 10 hộp, 100 áo thì đi với 100 hộp như thế này. Hàng Quảng Châu cao cấp, mua được ở đâu bằng tiền em cam kết cho hoàn hàng lại, kể cả một thời gian nữa các chị mới thấy thị trường bán nhá. Còn em dám tự tin là em livestream mẫu này đầu tiên trên thị trường luôn. Đây, mọi người nhận một áo là một hộp này, hai áo là hai hộp như này, 10 áo là 10 hộp. Bây giờ sắp đến 20 tháng 11 này, sắp đến Tết này, mình mua mình tặng cô giáo của các con mình này, hoặc mình mua tặng mẹ mình, mẹ chồng mình này. Vì hàng này trên thị trường toàn bán 200 thôi, nên là các chị tặng nó là hàng sang rồi chứ không phải là hàng rẻ tiền đâu. Chẳng qua là em bán rẻ thôi, chứ còn hàng này trên hàng này nó là hàng sang rồi mọi người ơi. Shop toàn bán 200, 220. Khách của em người mua được rẻ nhất là 169, có những người mua đến 200 mấy chục nghìn. Thề không ai mua được bằng tiền nhà em luôn ấy, chứ đừng nói là rẻ hơn. Cái được giữ nhiệt ở Việt Nam đang xỉ vào hàng 14 và 15 thì em hỏi mọi người làm sao mua được 127.000, được chưa? Bây giờ em mặc cho mọi người một kem nhá. Rồi, à một sữa, cái này là ghi lê gấu sữa, 134.000. Đấy, ví dụ như đằng trong mình mặc cái màu này, nó rất là cùng tông với màu này luôn. Và khi mà em mặc cái này, em mặc với phao ghi lê các thứ sẽ rất là hợp. Ô anh ơi, sao không treo phao ghi lê nhỉ? Anh lên lấy cho em được phao ghi lê đấy, dưới này không thấy treo phao ghi lê ấy, mẫu đấy bán được nhiều đấy mọi người. Phao ghi lê là cái đời đầu mình bán đấy, đẹp chưa? Bây giờ em mặc cho mọi người với phao ghi lê nhá. Và nhớ này, ví dụ như là mình đeo một bên cũng được, mà cái này mình đeo thành quai cũng được. Túi CK 254.000 đó, mọi người thấy chưa? Mình đeo được hai kiểu mà. Còn quần này là quần Q30, bán đi bán lại bán tái bán hồ rồi. Q30 em có tất cả là ba màu, chất liệu là mini, chất liệu mới năm nay ấy mọi người. Chị Thanh Huyền Vương lên sổ em nói rồi, một cái giữ nhiệt cũng 30.000 tiền ship, hai cái giữ nhiệt cũng 30.000 tiền ship. Các chị cứ lấy luôn hai cái mà mặc, lấy luôn hai cái mà mặc, và hàng đến được kiểm hàng đẹp thì lấy cả hai, không đẹp các chị hoàn cả hai. Thế nên là cứ lấy hai cái mà mặc, không phải nghĩ đâu, được chưa? Túi nhà em nhiều túi lắm, nhưng hiện tại em đang đeo ở đây là túi CK, CK nâu. Chị ơi, em có nhiều màu lắm, em có CK nâu này, em có CK xanh này, hàng siêu cấp nha. Em có CK này là gì ạ? CK đen này, túi sách nhé. Đấy các chị biết đẳng cấp rồi, không bao giờ bán túi hàng Việt Nam. Và CK này cho em là gì? CK kem. Em không bao giờ bán túi hàng Việt Nam đâu ạ. CK kem mà Quảng Châu em cũng toàn bán Quảng Châu xịn, nhưng phải Quảng Châu tèm tèm đâu. Còn em nói thật, Quảng Châu 1X cũng có mà nhiều loại lắm, nhưng mà những cái hàng hãng này thì phải toàn là thị trường 3-4X thôi. Như em bán này sẽ là CK nâu, một này sẽ là CK kem, một này sẽ là CK đen, và một này sẽ là CK xanh, xanh ngọc thì siêu đẹp, nhưng mà hết rồi nha các chị nha. Còn nói em đang đeo rất là nâu, mình có thể đeo quay ngang được và đeo quay chéo nhảy được luôn, được chưa? Rất là tiện lợi luôn. Quần này mã là Q30 nâu, Q30 trắng và Q30 đen. Em chốt trong livestream này cho các chị là 137.000 đồng. Anh treo lại cho em 137.000 đồng nha. Chị lên lại quy chỉ giúp em thôi, em không lên nữa đâu, lên rồi qua rồi là thôi các chị ơi. Và bây giờ em lên cho mọi người một cái nỉ phối rất là đẹp này. À thôi, nhân tiện đang mặc cái này thì để mặc cái phao ghi lê xong đã, xong lên cho mọi người cái nỉ phối này đẹp lắm này. Đây, nỉ phối này em chốt trong live là 150. Đây, 150.000 nhỉ? 156.000, hàng cao cấp 156 này, mọi người thấy chưa? Nỉ phối và cách số điện thoại. Đây, phao ghi lê đây mọi người này. Cái này là hàng đợt đầu, hàng 207, nhưng bây giờ còn vài chiếc em bán solo với cả hàng 179 luôn nhá. Chứ hàng này là hàng đắt, hàng 207 của em đấy. Bây giờ em bán 179 em bán lỗ đấy, nhưng mà nó bị lộn vào mấy cái của đợt cũ nên là em bán xô bồ luôn nha mọi người nhá. Chứ bây giờ tách ra nữa mất công, coi như là hơi lỗ một tí nha. Ghi lê gấu là 134.000. Còn ba màu ấy hết đen à. Phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại đây nha các chị ơi. Phao ghi lê đây ạ, phao ghi lê em chốt trong line là 179.000 nhá, 179.000. Phao ghi lê kèm màu và kèm số, bán đi bán lại cái mẫu này năm nào cũng bán, mọi năm toàn bán 200 mấy mọi người. Được chưa? Đẹp chưa? Phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại, ghi lê gấu là 134. Đẹp chưa?
Đó, mọi người thấy cái set này mặc rất là hợp này. Mặc một cái quần này, một cái phao ghi lê, một cái giữ nhiệt, mọi người thấy chưa? Mọi người để ý mà xem. Cái giữ nhiệt này, cái màu kem mà em đang mặc bên trong á, mặc với cái gì cũng đẹp. Từ cardigan cho đến ghi lê len, cho đến ghi lê phao, cho đến gì ạ? Khoác này, tí nữa em khoác nốt cả khoác này cho các chị. Không có một cái gì là không hợp luôn ấy, cái gì cũng hợp. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Phao ghi lê sữa, và ở bên trong sẽ gọi là giữ nhiệt kem. Túi này là túi CK nha mọi người. Ghi lê này hiện tại em đang hết đen, hiện tại em nhận đơn 3 màu, đó là màu gì ạ? Màu em đang mặc sẽ là màu sữa, màu này cho em sẽ là màu kè kem. Và màu này cho em sẽ là màu gì ạ? Màu nâu, màu này sẽ là màu nâu nhá. Ghi giúp em là phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại. Phao ghi lê màu gì? Màu sữa. Phao ghi lê màu kem và phao ghi lê màu nâu. Hiện tại bên em đang hết đen. Giữ nhiệt mọi người thấy không? Mọi người thấy em phối từ nãy giờ có cái gì không hợp đâu. Cái gì cũng hợp. Hàng nó xịn sò, hàng đến bóc cái túi ngoài ra xong bóc thêm cái túi trong nữa này. Rồi bóc hẳn cái áo ra mà kiểm hàng, đẹp thì mới lấy, không đẹp thì hoàn hàng lại. Cứ lấy hai chiếc. Đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hoàn cả hai. Em đọc cho mọi người bảng màu giữ nhiệt lại một lần nữa này. Màu em đang mặc sẽ là màu kem. Màu này chỉ đắt hàng không phải là bằng, mà là bây giờ đắt hàng hơn cả màu đen luôn rồi. Bây giờ em hay mặc màu này mà màu này còn bán được nhiều hơn cả màu đen luôn rồi. Giữ nhiệt kem, giữ nhiệt đen, giữ nhiệt kem là đây. Đây là đen, xanh, sữa, cốm và nâu. 127.000 xét tay kẻ em lên rồi, không lên lại nữa chị ơi. Còn Q14 không em, Q14 hôm qua vừa về hơn 400, lúc nãy em lên rồi chị. Em mặc với cả con len cộc bán được nhiều lắm luôn chị ơi. Quần em đang mặc là Q30, chốt trong livestream này là 137.000. 137.000 Q30 em có tất cả là. Đây em sẽ dơ cái màu này cho mọi người dễ nhìn form quần đây này. Đây nó là chất liệu mini rất là dày, đẹp chưa? Dày kinh khủng luôn á. Đó, 2 size SM dưới 55 cân lấy size S. Từ 56 đến 70 cân mới lấy size M. Em có màu trắng, em có màu nâu. Chị Nhật Anh giữ nhiệt kem lên số đi ạ. Mọi người đặt hàng không lên số của đơn đâu. Và màu em đang mặc sẽ là màu đen nhá. Và em đang mặc size S. Đấy, sục 98.000, quần 137, ghi lê phao 179, giữ nhiệt 127, túi CK 254. Nguyên set này có bán, được chưa? Không có cái gì trên người không bán luôn. Nguyên set này em có bán. Áo trong, áo ngoài, túi, quần và sục. Đấy, cho nên là đến nhà em Linh là không bao giờ thiếu đồ đẹp mà mặc luôn. Đây, ví dụ như Tết tiếp các thứ này, các chị về quê rồi các thứ, các chị mặc với cái set đồ này không đẹp thì em cũng không biết là cái gì đẹp nữa luôn. Đây này, mặc con giữ nhiệt này, xong rồi mặc con áo này, yêu ơi, thật sự là không thể nào mà chê được luôn đấy. Mà đeo cái túi CK này, đeo được hai kiểu, một là đeo như này, hai là đeo như này. Nói chung là em không biết cái chê cái set này như kiểu gì mà mỗi người cái mỗi cái thân già này là không bán thôi đấy. Mặc cái set này không biết chê ở điểm nào nữa luôn á nha. Rồi bây giờ em lên cho một con K60 rất là đẹp. K60 túi CK này đeo được hai kiểu, tiện lắm, tiện vô cùng là tiện luôn đây nhá. Nhìn độ co giãn này, áo này không biết em mặc bao nhiêu lần, em kéo bao nhiêu lần rồi nữa. Đây, K60 kèm màu và kèm số điện thoại. K60 179.000. Hàng cao cấp, hàng nghe mọi người nhìn kỹ này, chất liệu nỉ hai da, chữ thêu và hàng có túi, không phải hàng không túi đâu mà là hàng có túi. Sục nới size 37, ok chị, sục này của em là có full size tận 6 size cơ chị ơi. 35, 36, 37, 38, 39 và 40 cơ. Bình thường hàng ngoài thị trường không có size 40 đâu. Nhà em có size đến 40 cho các chị thôi. Đây mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Đó. Ghi em mã này sẽ là K60 và K60 này em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? 179.000, lưu ý hàng ngoài thị trường không bao giờ có túi, hàng em bán là hàng có túi. Và hàng ngoài thị trường nó là chất ô mì, còn hàng em bán nó là chất hai da, nó khác nhau nha mọi người ơi. Còn cái hàng này hàng rẻ nhập vào chỉ có 120-130 thôi, người ta mời em đầy nhưng em không có nhập ấy chứ. Cái em mã này sẽ là gì ạ? K gì? K60 rêu, em sẽ tính theo màu tay nhá. K60 rêu và K60 đen, 179.000 đồng. Còn quần em đang mặc thì ghi giúp em là Q30 đen, áo bên trong, giữ nhiệt kem và cách số điện thoại. Giữ nhiệt nhà em thật sự luôn. Chiều nay em vừa nhận K60 cầm nặng tay luôn á. Đúng rồi em ơi, cảm ơn em rất là nhiều đấy. Chị bảo là chị bán bằng chất hai da, nó dày dặn chứ chị không bán chất u mì ấy. Thành ra là nó xịn sò lắm. 179 hàng này, mọi người nhìn hàng này. Đó, và kể cả trên thị trường hàng rẻ cũng không có giá này. Đừng nói là hàng đẹp hơn còn có túi, hàng trên thị trường không có túi đâu ạ. Được chưa? Áo gấu nhỏ này ghi cho em là nỉ theo nhá, 123.000 thôi. Rồi em mặc nốt cho mọi người cái màu kia nữa luôn, cho mọi người ngắm hai màu luôn nhá. Đây, sau cái này em sẽ lên nỉ phối. Sau nỉ phối mọi người muốn lên cái gì mọi người comment. Like nốt 10 phút là đúng 12 giờ là em nghỉ nha các chị nhá. Đây, đẹp chưa? K60 gì ạ? K60 đen và K60 rêu nha mọi người ơi. Đấy, màu đen này. Mình sẽ tính theo màu tay ạ, thấy chưa? Màu đen pha này. Và tay là tay thêu nổi, toàn bộ cái áo này không có chỗ nào là in hết.
toàn bộ mọi người nhìn cổ hai lớp này, tay kẻ này, tay sọc này, tay pha kẻ này, tay dắp lăng này, thêu này, đấy, nói chung là không có một cái chỗ nào gọi là in luôn ấy. Em chốt trong live này cho các chị có bao nhiêu ạ? 179.000, 179.000 thôi ạ. Lông nở y hết rồi, chị ơi cho em xin bảng màu quần. Ok, ghi em mã này sẽ là K60 đen và K60 rêu nhá, 179. Bảng màu quần, quần em đang mặc là màu Q30 đen, màu này là Q30 nâu và màu này là Q30 trắng. Nó là chất liệu gì? Chất liệu mì nỉ dày dặn, mọi người nhìn thấy chưa? Chất liệu mì nỉ còn xịn xò hơn chất liệu u mì, nó là hai chất khác nhau, chất này là chất mới của năm nay á. 137.000, hôm đó em bán là 142, 143, hôm nay em chốt cho mọi người 137. Chị Thu Vân lên số đi ạ. 137 và gì ạ? Nhớ giúp em là nó có hai size SM, form rất là to, dưới 55 chỉ lấy S. Từ 56 đến 70 mấy lấy mới lấy M, 70 không vừa M em cho các chị hoàn hàng lại. Áo nỉ gấu sau lưng đi bạn, gấu nào chị ơi, gấu nào nhờ chị nhở. Ghi của em mã này sẽ là Q30, áo bên trong sẽ là giữ nhiệt kem, áo bên ngoài sẽ là K60 đen nha các chị nhá. Bây giờ em sẽ lên nỉ phối cho các chị nhá. Nỉ phối, áo bên ngoài là 179, áo bên trong giữ nhiệt này là 127 hàng Quảng Châu. Giữ nhiệt nhà em chưa một người chê luôn nha, không ai chê nổi luôn. Đây quần này là có dây nhảy nhưng mà em tụt cái dây vào đằng trong á mọi người. Váy điệu đủ đơn thì em giả tất cả hết đơn váy điệu rồi chị Thảo Nguyễn nhá. Váy điệu là em giả hết đơn rồi đấy. Bao nhiêu khách hứa là mua hết váy điệu nhà em rồi đấy mọi người. Đây em mặc cho một cái áo này. Áo này ghi giúp em là gì? Nỉ phối và cách số điện thoại. Nỉ phối này em chốt trong live cho các chị là 156.000 nhá. Hàng này hàng cao cấp rất là đẹp luôn. Hàng nỉ phối này mặc cái quần này là đỉnh luôn á. Nỉ phối và cách số điện thoại ạ. Nỉ phối và cách số điện thoại. Đây mọi người thấy chưa? Này, em mặc nỉ phối này rồi em mặc cái quần Q30. Cắt tạo cái dây, trừ khi đóng thùng thì mình mới để dây ra thôi. Còn nếu không đóng thùng thì em nghĩ là mình cho cái dây vào nó sẽ đẹp hơn. Không tự nhiên nó lù lù ra hai cái dây nó buồn cười ấy mọi người. Đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó, em đang mặc áo này sẽ là áo nỉ phối nhá. Nỉ phối và quần này sẽ là Q30. Hoặc nỉ phối này mọi người có thể mặc với Q60 hay là Q1 cũng đều rất là ok. Được chưa? Nỉ phối này xinh lắm và đương nhiên nó vẫn là chất liệu nỉ hai da. Đẹp chưa? Nỉ phối và cách số điện thoại hàng này là hàng cao rồi, 156.000, 156. Đúng rồi, không sục ra không được đặt lại vì đã về đâu mà phải đặt lại. Về là bên em sẽ báo khách nha. Nguyễn Thu Hằng ơi, em thấy mà, nhưng mà tùy cái, không phải cái nào cũng thấy đâu. Lúc thấy lúc không, nhưng mà cái comment này thì có thấy. Túi em đang đeo là túi CK 254.000, túi CK nâu. Quên mất, em không đọc màu. Túi CK nâu nhá, màu em đang đeo là màu nâu. Sục NI là 98.000, full size 35 đến 40 ạ. 35 đến 40. Q1 làm gì có trắng à chị? Quần em đang mặc là Q30 mà. Còn Q1 nhà em thì nó là quần khác mà nó cũng không có trắng. Mọi người phải comment đúng nhá. Comment sai lúc là ship sai hàng đấy nha mọi người. Áo đang mặc là gì ạ? Là nỉ phối và cách số điện thoại. Nỉ phối và cách số điện thoại nhá, 156.000. 156.000 được chưa? Nỉ phối. Lên bảng màu Q44 đi Linh. Q44 em vừa like rồi đấy chị. Lúc nãy em vừa like rồi đấy. Ghi Lê Phao không có đen chị ơi. Ghi Lê Phao đang hết đen. Ghi Lê Phao nhà em đang hết đen rồi. Sục đang đi mã là sục NI đấy, có 98.000 thôi. 1m7 thì chị có thể lấy Q60 này nhà em, mặc chắc chắn là không cộp luôn. Đây Q60 này này. Mặc chắc chắn là không cộp luôn này này. Q60 kem này, Q60 sữa này, Q60 đen và có cả nâu nữa. Q60 em chốt trong line là 124.000 thôi, rẻ lắm. Chất liệu nhung tâm tàu. Nha. Áo nó mặc là nỉ phối và cách sửa quả. Áo này xinh lắm. Nỉ phối đi, phối tay đi. Chị Nhi Lùn ơi, lên số đi ạ. À ok, em lên lại cái set 3 sọc đầu live stream đúng không? Em phải lên lại cái set đấy, quên mất. Đây em bắt cho các chị xem luôn. Xịn xò lắm đây này, set 3 sọc này. Đầu live stream mới mặc có đúng một lần. Đúng một lần luôn. Đây này, set 3 sọc nặng kinh khủng. Mọi người về nặng con này mà không trên 8 lạng em cho hoàn hảo lại. Nặng lắm ý, nặng dã man luôn đó mọi người. Ví dụ em mã này sẽ là set 3 sọc chất liệu u mì nhá. Chốt trong live stream này có 157.000 thôi. Mặc thể thao đẹp cực. Đây này,
157.000 set 3 sọc nhá. Bây giờ em mặc cho mọi người set 3 sọc nhá. Chúng lấy size 36, ok chị Khánh Quyên lên số giúp em ạ. Mọi người đặt hàng lên số nhá. Đặt hàng không lên số, không có đơn đâu ạ. Áo em đang mặc là nỉ phối. Nỉ phối. Áo này thoải mái đến 70 cân. Này nhìn đỉnh chưa, nhìn form này, nhìn đường may nhà em này, thấy chưa? 156.000. Quần suông em vừa cầm đấy là Q60, có kem, có nâu, có sữa và có đen chị nhá. Em chốt trong line là có 124.000 thôi. Quần này em bán được nhiều lắm. Quần này bán được siêu nhiều luôn đấy. Bây giờ em mặc cho mọi người cái quần cái set 3 sọc này nhá. Set 3 sọc em chốt trong line có 157.000 thôi, rẻ chưa? 157. Bốt em hàng có sẵn thì đương nhiên là hết từ đời rồi chị. Bây giờ có hàng order nhưng mà hôm nay em cũng không nhận order nữa chị ơi. Em hiện tại đang đóng order rồi, phải 4 ngày, 5 ngày để em nhận lại nhá. Bây giờ hiện tại vẫn đang nhường ngừng đã. Lúc nào bắt đầu nhà máy nó bắt đầu giả lô đầu, lô. Tức là bây giờ em sẽ báo nó, lúc nào nó giả em thì lúc đấy em mới nhận đơn các chị tiếp. Chứ cứ gối nhiều, nợ nhiều, mệt lắm. Em thật, các chị chuyển khoản cho em nhiều em cũng áp lực lắm. Các chị chuyển khoản cho em nhiều em cũng áp lực lắm mọi người ơi. Nên là thôi, lúc nào ấy thì em nhận đơn tiếp. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Ghi em mã này sẽ là gì ạ? Set 3 sọc và cách số điện thoại. Set 3 sọc và cách số điện thoại, đẹp chưa? Set 3 sọc và cách số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 157.000. Form to kinh khủng, 70 cân đổ về thoải mái nhá. Set 3 sọc và cách số điện thoại này, mặc siêu đẹp luôn. Chị mặc lại váy điệu đi chị. Ok, sau cái này em mặc nốt váy điệu nhá. Mọi người nhìn giúp em này, cardigan cao cấp em vẫn còn, đẹp chưa? Set 3 sọc thể thao chưa? Toàn bộ hai bên quần là chạy máy sọc theo, toàn bộ hai bên áo cũng chạy máy sọc theo, áo phối thêm thân nỉ ở bên dưới. Nói chung là mặc nhìn nó thể thao trẻ trung và khỏe khoắn lắm đây này. Mặc cái này là siêu trẻ luôn. Ghi giúp em mã này sẽ là set 3 sọc kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này là 157.000. Ba lô em còn ít thôi, cho còn chục con nữa là hết, đẹp chưa? Set 3 sọc và cách số điện thoại 157.000. 157 nha các chị ơi. Set 3 sọc 157. K60 là cái K60 em lên rồi, thôi chị ơi em không lên lại đâu. Giữ nhiệt kem cũng ghi lên gấu đỏ, ok ạ. Áo len, áo kẻ tay sọc dài là cái gì? Cái này á, cái này gọi là G3 hay là K3? G3 hay K3? Được chưa? Bây giờ em lên nốt cái váy hot một lần nữa rồi em nghỉ nhá. Váy hot này đến giờ phút này đã nhận, đã đặt tận 4.500 váy rồi, được chưa? Set em đang mặc như em là set 3 sọc, chị nào lấy chốt luôn. Túi ong là túi gì? Có túi ong không? Túi ong là túi gì ạ? Túi em vừa cởi ra đấy là túi VIP nâu. Túi VIP nâu là 264.000. Còn túi CK là 254.000 các chị nhá. Em lên nốt cái váy hot, váy điệu một lần nữa là em nghỉ đây. Áo nỉ đen in hình phía sau cái này á, cái này gọi là N2 đen. N2 đen 124.000 thôi. Váy nơ tay bồng đấy là hết hàng rồi ạ, hết hàng rồi, hàng sale hết rồi. Hết hàng nha. Ghi lê phao trắng là cái gì? Váy điệu nhá, váy này ghi cho em là váy điệu. Con váy mà em bán được nhiều nhất từ ngày xưa đến bây giờ ấy. Bốt màu kem em có nhưng bây giờ em hôm nay em dừng nhận order bốt rồi. Hôm trước em bảo các chị đặt thì đặt luôn đi. Hôm nay em không nhận đơn bốt nữa đâu ạ. Nhiều đơn quá rồi. Nhiều đơn quá rồi em bán thế thôi. Xong rồi lúc nào giả hết đơn cũ rồi em lại nhận đơn mới nhá. Chứ còn như này thật sự đau đầu lắm mọi người. Mọi người này, đẹp chưa? Ghi em mã này sẽ gọi cho em là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Váy này là cái váy em bán được nhiều nhất từ trước đến bây giờ luôn đó mọi người. Đây, cái váy điệu này thì mình có thể đeo về cái túi CK đen này cũng được. Đeo về cái túi CK đen này, đẹp chưa? Váy điệu này em vẫn chốt trong line là 177.000. Vẫn bao giá thị trường, vẫn bao các chị được kiểm tra hàng rồi mới ra tiền. Và vẫn bao là trên thị trường các chị không thể mua được ở đâu với cái váy này. Thứ nhất là với giá này. Và thứ hai là có form đến size L. Có form size L cho các chị đến tận 60kg đâu ạ. Thị trường người ta chỉ bán, hot girl người ta chỉ bán là túi ở kho, cái đấy không, túi trục ở kho không, túi đấy không bán đâu ạ. Ví dụ em mã này sẽ gọi là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Dưới 49 cân mặc xe S. Từ 50 đến 55 mặc xe M. Và từ 56 đến 60, 61 mặc xe L.
Đó. Nên là em đọc cho mọi người bảng size, mọi người tự lấy size luôn. Cứ mỗi lần em lên máy này là đơn lại cứ nhảy. Chả hiểu sao luôn, đến cuối livestream thì đơn vẫn cứ nhảy mọi người ạ. Vì em máy này là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại nhá. Em đọc cho mọi người bảng size luôn rồi đó. Em đặt đến bây giờ là 4.500 váy thì các chị hiểu cái độ là đắt hàng của nó rồi. Không cần phải quảng cáo thêm nữa. Và thật sự từ khi em bán đến bây giờ chưa có khách nào chê. Có chăng là có khách có thể mặc hơi rộng hoặc là hơi chật thôi. Chứ chưa có một người nào mà vào comment là chê form hay là chê chất váy này. Em thề luôn á. Hot kinh khủng. Ví dụ em mã này sẽ là váy điệu kèm size và kèm số nhá. Túi CK em đang đeo là đen và túi CK này là nâu nhá. 254.000 túi CK và các điện thoại. Túi CK 254 hàng cao cấp. Em đăng ảnh ấy, nhiều người hỏi lắm. Đây này. Đấy. Cứ mặc váy điệu phát là đơn nhảy điên đảo luôn. Nha, cảm ơn mọi người nha, được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là túi CK và váy này sẽ là váy điệu. Váy điệu này em chốt trong line là 177. Biết size gì tự lấy size. Mà em đọc cho mọi người bảng size, mọi người tự lấy size luôn giúp em. Dưới 49 mặc S. Từ 50 đến 55 mặc M. Em đã bảo túi đấy em không bán. Và từ 56 đến 60, 61 em mặc gì ạ? Mặc L, được chưa ạ? Ghi giúp em mã này sẽ là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại nhá. Váy điệu này thì em thấy khách em 1m7 vẫn mua, nhưng mà em thì em chỉ tư vấn cho khách đến 1m65, 1m66 thôi. Cardigan cao cấp là free size. Cardigan cao cấp đây này, cardigan cao cấp vẫn còn đây này, vẫn chốt trong line có một đợt này em chốt có 178 rồi, rẻ chưa? 178.000 thôi đây này. Ví dụ như đi đâu mặc váy này mà trời hơi lạnh lạnh ấy thì các chị có thể khoác với cardigan cao cấp nhẹ nhẹ ở bên ngoài như này này. Cardigan cao cấp là 178.000, cardigan cao cấp mà em mặc sẽ là màu nâu. 178 nha các chị ơi. Đó, ví dụ như mình khoác nhẹ thôi. Khoác nhẹ lúc lúc mà trời lạnh lạnh, còn không thì mặc để ra như này cho nó show được hết cái độ đẹp của nó thì nó sẽ xinh hơn. Mặc cái váy này thì đừng khoác cái gì cả, tốt nhất là cứ mặc bình thường là đẹp nhất. Đeo thêm cái túi CK này được chưa? Và đừng quên là dù dáng này nó là dáng vừa. Dáng ngắn dáng vừa cho nên mọi người mặc là sẽ có lớp lót quần ở đằng trong. Có lớp lót quần ở trong nên không bao giờ sợ lộ, sợ hở đi đứng ngồi xuống là vô tư luôn, được chưa? Nó giống như cái zoom ở đằng trong á. Và ngoài nó là lớp váy xòe chữ A rất là xinh, bằng màu túi CK đúng không ạ? Ok. Túi CK mà em đang đeo sẽ là màu nâu. Túi CK màu này sẽ là màu đen. Túi CK màu này sẽ là màu gì ạ? Màu xanh. Màu xanh. Đó, bốn màu và túi CK một màu nữa sẽ là màu gì ạ? Màu kem, không biết em để đâu rồi, có cả màu kem nữa như ảnh em up lên ấy, được chưa? Túi CK xanh, túi CK đen, túi CK nâu và túi CK kem nha mọi người nhá. Đây một kem đây. Này nói chung là nói là kem nhưng nó giống trắng rồi mọi người. Nó gần như đến 99% là trắng rồi. Trắng hơi ánh kem một tí thôi. Đây như này này. Gần như nó là trắng rồi đấy, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là túi CK kèm màu và kèm số điện thoại. Màu nâu, màu xanh, màu trắng, màu đen. 254.000 hàng cao cấp. Linh cho xem lại khoảng bảng màu Q44. Ok, Q44 của em. Đây cái màu bốn em có tất cả là bốn màu nhé chị ơi. Màu này cho em sẽ là màu gì ạ? Màu nâu. Màu này sẽ là màu đen, màu này sẽ là màu sữa và một màu nữa là màu kem, nhưng mà lúc nãy em mặc bây giờ em chưa kẹp lại chị ạ. Nên em chỉ rơi được ba màu thôi nhá. Q44 100. Hôm nay bán 124.000. Chưa bao giờ rẻ như thế luôn. Còn váy em đang mặc sẽ là váy hot, túi em đang đeo sẽ là túi CK nâu, được chưa? Rồi bây giờ em nghỉ nha, đúng 12 giờ rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi livestream của em nhá. Chị nào có đơn rồi, ví dụ như cái đơn bốt mà của tối hôm trước là bây giờ ngày mai bên em mới bắt đầu chốt đó mọi người, nhiều lắm. Nên là ai chuyển khoản rồi thì cứ chụp lại giao dịch rồi inbox rồi chờ bên em check. Còn livestream này thì em không nhận thêm bốt nữa. Bên em đã đóng, tức là chốt đơn nốt ngày mai là bên em đóng order là sẽ dừng nhận đơn bốt. Và một thời gian nữa thì em mới bắt đầu nhận lại đơn. Tránh trường hợp là nhận nhiều quá, quá tải, nhà máy cũng không làm kịp với mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là... À váy này là váy điệu, em xin lỗi bỏ mẹ rồi. Váy này là váy điệu nhá, không phải đâu, váy này là váy điệu nhá. Nếu như ai nhầm thì sửa lại giúp em, đây là váy điệu nha, 127.000. Mọi người lưu ý nhá, có đơn rồi chủ động inbox địa chỉ số điện thoại vào cái page này giúp em. Và gì ạ? Và để ý nghe điện thoại giúp em. Chị nào mới vào sau chưa xem được livestream thì có thể xem lại tua lại livestream. Thích mã nào thì mình có thể comment theo cú pháp mã và cách số điện thoại. Được nha chị gì chữ Trung Quốc hay Hàn Quốc gì em không biết đọc. Nha mọi người nha, chủ động có thể xem lại livestream, tua lại livestream và comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Nếu sản phẩm nào còn thì bên em vẫn sẽ chốt cho các chị nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị ơi xem chị nghiện quá rồi, cảm ơn em nha. Bye bye mọi người ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Em tắt like nha. Để cúc đi chị, em hết qua mẫu rồi. À và đừng quên là nếu mà ai có đơn thì dồn cái quần tất này vào. Quần tất hàng công ty như đợt này em bận quá em không có bán ấy. Đây. Quần tất này của em là 69.000. 69.000, bình thường em bán là 72, bây giờ chốt 69 nhá.
mọi người có thể mặc thử, mua thử một lần là sau các chị chỉ mua quần tất nhà em thôi nha. Like sau sẽ nhớ mua dưới để test quần tất cho các chị. Bye mọi người ạ, cảm ơn mọi người nha.